Tạ trưởng lão trừng mắt, thoạt nhìn có chút tao nhã, thế nhưng lúc này dường như cũng sắp cãi nhau đến nơi. Là sư phụ của Vô Song tỷ sao? Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, hóa ra Tạ trưởng lão này là sư phụ Vô Song tỷ, Tống trưởng lão kia là sư phụ Độc Cô Băng Lan. Nói nhiều vô ích, nửa đêm ngươi đến đón Lục Lâm Thiên lên núi thăm người thân. Thiên tài khó kiếm, lúc này muốn mang người đi sao? Không có cửa đâu. Tống trưởng lão trừng mắt, bộ dáng giống như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Lục Lâm Thiên khẽ vuốt ót, nghe hai người đối thoại dường như là không có chuyện gì của hắn. Đêm nay hẳn hai vị trưởng lão này sẽ ăn thua đủ. Lại tới một người. Lục Lâm Thiên lập tức nhướng mày. Hai người các ngươi tới thật sớm a. Hừ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Một thân ảnh mặc đạo bào màu xanh đi vào trong phòng, người này lông mi như kiếm, hai mắt lấp lánh có thần, quanh thân có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đó chính là người từng có hiệp nghị với Lục Lâm Thiên Vũ trưởng lão, Vũ Ngọc Tiền. Vũ trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vũ trưởng lão xuất hiện, sắc mặt Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tức thì đại biến, hai người dường như đều có chút kiêng kỵ Vũ trưởng lão này. Các ngươi có thể đến lẽ nào ta không thể đến sao? Nửa đêm nửa hôm các ngươi thật rảnh rỗi, lẽ nào chạy tới đây tu luyện? Vũ trưởng lão nói một hơi, tuy rằng thực lực hắn không mạnh, thế nhưng trong Vân Dương Tông này lại có địa vị cực cao, trong những trưởng lão không có ai có địa vị như hắn. Vũ trưởng lão, vừa rồi Vô Song nói cho ta biết, Lục Lâm Thiên đã tới Vân Dương Tông, vì vậy ta mới tới đưa hắn lên núi. Hai tỷ đệ đã lâu không gặp có chút hoài niệm, ngươi cũng biết ta đối với Vô Song có chút yêu thích. Không lay chuyển được nó cho nên tự mình hạ sơn một chuyến đón Lục Lâm Thiên lên núi. Cơ mặt Tạ trưởng lão khẽ co quắp một chút rồi mỉm cười nói. Thúi lắm, ta còn không biết đám người các ngươi sao. Các ngươi đến đây là muốn thu Lục Lâm Thiên nhập môn, ta còn không biết suy nghĩ của các ngươi sao. Vũ trưởng lão nhìn vào hai người nói. Cái này, Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão nhìn nhau, lập tức cười hắc hắc nói. Vũ trưởng lão. Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, tông môn cần phải bồi dưỡng trọng điểm. Vừa vặn gần đây ta có thời gian cho nên muốn tự mình bồi dưỡng hắn, cũng là bồi dưỡng ra một cường giả tương lai cho Vân Dương Tông. Ta mỗi ngày đều có thời gian. Vũ trưởng lão trừng mắt nói. Lâm Thiên huynh đệ, có chuyện gì vậy, sao lại ồn ào thế? Lúc này có bốn người đi vào trong phòng Lục Lâm Thiên, chính là đám người Bành Truyện Hùng, Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh. Bốn người đang ở trong phòng tu luyện thì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng Lục Lâm Thiên, bọn họ còn tưởng có chuyện gì nên lập tức tới phòng hắn. Ra mắt ba vị trưởng lão. Bốn người vừa vào phòng Lục Lâm Thiên sắc mặt tức thì đại biến, cả đám quỳ xuống hành lễ. Đây là ba vị trưởng lão A, lúc bọn họ tiến vào Vân Dương Tông, chiến đấu để lựa chọn thân truyền đệ tử đã gặp mặt ba vị trưởng lão. Cho nên lúc này vừa thấy ba người họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Ba vị trưởng lão không ngờ nửa đêm lại đi tới đỉnh viện 806 này. Đi đi, các ngươi mau đi tu luyện đi, đừng đứng đây quấy rầy chúng ta. Vũ trưởng lão vung tay đuổi bốn người đi. Vâng, Vũ trưởng lão. Bốn người vội vã rời khỏi căn phòng của Lục Lâm Thiên, thế nhưng không nhịn được nhìn vào phòng hắn. Ba trưởng lão đến tìm Lâm Thiên huynh đệ, loại chuyện này đương nhiên là bọn họ sẽ hiếu kỳ. Vũ trưởng lão. Không phải ngươi cũng muốn thu Lục Lâm Thiên làm đồ đệ đó chứ? Tạ trưởng lão kia có chút kinh ngạc nhìn Vũ trưởng lão. Bởi vì những trưởng lão trong Vân Dương Tông đều biết, trong Vân Dương Tông này phàm là đệ tử có thiên phú tốt đều không thể tới tay Vũ trưởng lão để hắn phá hư được. Chẳng lẽ không được, đám thân truyền đệ tử lần này các ngươi đều được chọn qua một lần. Lẽ nào ta không thể chọn một người sao? Vũ trưởng lão trừng mắt nói. Thế nhưng, Vũ trưởng lão... Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, nhất định phải bồi dưỡng trọng điểm. Tống trưởng lão nhẹ giọng nói. Lẽ nào ý ngươi muốn nói ta không dạy dỗ tốt? Hừ. Vũ trưởng lão lại trừng mắt, dường như sắp nổi bão tới nơi. Không dám, ta nào dám có ý này. Tống trưởng lão kia lập tức nói, hắn cũng không dám trêu vào vũ trưởng lão này. Ta biết ý tứ các ngươi, như vậy đi, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, đến lúc đó quyết định, thế nào? Ánh mắt Vũ trưởng lão chợt xoay chuyển, nói với hai người kia. Cũng tốt, ngày mai mở hội nghị trưởng lão, lúc đó quyết định. Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão nhìn nhau, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Dù sao đi nữa, đêm nay ai cũng không thể nhanh chân đến tước.
Chỉ là trong lòng hai vị trưởng lão này hiện tại có chút nghi hoặc, Vũ trưởng lão này hôm nay sao lại chịu nói đạo lý như vậy? Mời dự hội nghị trưởng lão, đến lúc đó Vũ giả tam hệ cho dù tới tay ai cũng không tới tay Vũ trưởng lão hắn. Lẽ nào người này đổi tính đổi nết sao? Mà lúc này Vũ trưởng nào kia đang không ngừng cười trộm không ngớt. Mời dự hội nghị trưởng lão đã sớm nằm trong hiệp nghị của hắn và Lục Lâm Thiên. Đệ tử Vũ giả tam hệ này đã định là hắn thu rồi. Thế nhưng lúc này hắn lại nhíu mày. Các ngươi còn không đi, đừng ảnh hưởng tới tiểu tử này nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai trưởng lão này còn chưa đi, Vũ trưởng lão trực tiếp đuổi hai người rời đi. Lâm Thiên, ta nghe nói ngươi là Vũ giả tam hệ thổ, hỏa, phong sao. Nếu ngày mai ngươi chọn ta, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một bộ vũ khí thân pháp huyền cấp của Vân Dương Tông ta. Bộ vũ khí này không phải ai cũng có thể tu luyện, ngươi cần phải nhớ kỹ. Một thanh âm truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, chính là thanh âm của Tống trưởng lão kia. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên đã thấy Tống trưởng lão kia mỉm cười với hắn. Lục Lâm Thiên, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vô Song không tồi. Đại hội trưởng lão ngày mai không bằng ngươi trực tiếp bái ta làm thầy, đến lúc đó có nhiều thời gian gặp mặt Vô Song. Ta lại cho ngươi một bộ vũ khí thân pháp của Vân Dương Tông, không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tu luyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thanh âm vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, chính là của tạ trưởng lão kia, nàng cũng đang nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười. Ta kháo, thân pháp phù quang lược ảnh không ngờ lại dễ đắc thủ như vậy. Lục Lâm Thiên sửng sốt, rốt cuộc là chuyện gì, trưởng lão nào cũng nói thân pháp phù quang lược ảnh không phải đệ tử thân truyền nào cũng có thể tùy tiện tu luyện. Thế nhưng sao lại dễ dàng như vậy? Vũ trưởng lão, lẽ nào ngươi không đi? Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão đi tới cửa nhìn thấy Vũ trưởng lão vẫn đang đứng đó, hai người có chút lo lắng nói. Đi, cùng nhau đi, ta không dùng mánh khóe như đám các ngươi đâu. Vũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử, nhớ kỹ giao ước giữa chúng ta, ngày mai nhất định phải bái ta làm sư phụ. Thanh âm của Vũ trưởng lão lúc này cũng truyền tới tai Lục Lâm Thiên. Nói xong, ba vị trưởng lão rời khỏi căn phòng của Lục Lâm Thiên. Chỉ còn lại một mình hắn đứng ngơ ngác trong căn phòng. Xem ra bản thân hắn vô cùng được hoan nghênh. Lâm Thiên huynh đệ. Một lát sau, nhìn thấy ba vị trưởng lão rời khỏi đình viện, đám người Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh mới dám tiến vào căn phòng của Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, vừa rồi ba vị trưởng lão đều muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Bành Truyện Hùng nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Trời! Ba vị trưởng lão nửa đêm tìm ngươi để thu làm đồ đệ. Sao không có trưởng lão nào thu ta chứ? Dương Vĩ thở dài, niềm tin bị đả kích nghiêm trọng. Lâm Thiên huynh đệ, sau này trở thành đệ tử thân truyền chiếu cố đám huynh đệ chúng ta một chút nha. Nhạc Bất Quần nói. Lục Lâm Thiên không nói, tuy rằng thực lực bốn người này không cao, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có khinh thường bốn người bọn họ. Năm người hàn huyên một chút, sau đó đều tự trở về phòng mình. Lão đại, hai người vừa rồi thực lực rất mạnh, ta có cảm giác ta không địch lại được. Tiểu Long nói, đó là đương nhiên, bọn họ đều là cường giả vũ xuất, hai người đều là vũ xuất. Lục Lâm Thiên nói, vũ xuất bát trọng, cửu trọng tuyệt đối là cường giả. Ánh bình minh vén tấm lụa mỏng của màn đêm, chiếu ánh sáng nhu hoàng xuống mặt đất, ánh sáng giống như lợi kiếm xuyên thủng màn đêm yên lặng, nghênh đón nắng mai. Phù. Lục Lâm Thiên khẽ thở ra một ngụm chọc khí rồi mở hai mắt. Tinh quang trong mắt chợt lóe, cảm giác linh lực và chân khí trong cơ thể đã ổn định, hắn quyết định hai ngày sau dùng thêm một viên địa linh đan, tranh thủ đột phá tới linh sư cửu trọng. Phù. Trong Vân Dương Tông lúc này có ba đầu yêu thú khẽ vỗ cánh, mỗi một đầu yêu thú thân thể cao tới trăm thước, trên người phân biệt có mấy đạo thân ảnh. Yêu thú này cả thân mình màu đen có lông chim che đậy thân thể, mỏ nhọn lấp lánh. Là yêu thú đã đạt tới tam giai trung kỳ, mà loại yêu thú này còn là yêu thú thổ hệ có danh khí không thấp, đó là nham điêu yêu thú. Cánh nham điêu vung lên tạo ra từng cơn gió lớn, dưới tiếng rít gào khẽ nhún một cái rồi bay lên. Dưới chân núi có không ít đệ tử nhìn lên trời. Hình như là chấp pháp đội trong tông, tại sao lại hạ sơn vào giờ này? Dường như là đi tới đỉnh viện 806. Chấp pháp đội hạ sơn nhất định là có đại sự. Chúng ta mau đi xem một chút. Có không ít đệ tử lập tức chạy phía sau chấp pháp đội đi tới đỉnh viện 806. Chấp pháp đội trong Vân Dương Tông có địa vị không thấp, thuộc quyền sai phái của hộ pháp,
đảm bảo sự an toàn và quản lý đệ tử Vân Dương Tông, cũng phụ trách tuần tra phương viên mấy nghìn dặm, chấp pháp đội cũng là nơi phân phối yêu thú phi hành. Chấp pháp đội có công năng rất lớn, có thể bắt bất luận một đệ tử và đệ tử lâu năm nào, trên lý luận cũng có thể bắt một bộ phận đệ tử thân truyền. Thế nhưng trừ phi là đệ tử kia phạm phải trọng tội, đồng thời còn có mệnh lệnh của trưởng lão, bằng không chấp pháp đội cũng không dám động vào người đệ tử thân truyền. Mà thành viên của chấp pháp đội đều do những đệ tử lâu năm tạo thành. Luận tu vi thực lực đều vô cùng cường hãn, thực lực đạt tới vũ phách cũng có, chí ít cũng có phân nửa là vũ phách, thành viên không đạt tới vũ phách cũng phải đạt tới cửu trọng hoặc bát trọng vũ sư. Trong tiếng gào thét, ba đầu nham điêu yêu thú khổng lồ đi tới bên trên đỉnh viện số 806. Một cỗ khí thế khổng lồ từ phía trên xuất hiện, chu vi chung quanh cũng có không ít đệ tử Vân Dương Tông, lúc này cũng đã chạy tới. Cả đám thân sắc nghi hoặc, chấp pháp đội này sáng sớm đã hạ sơn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đệ tử phổ thông Lục Lâm Thiên, người đánh chết 53 đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau đi theo chúng ta một chuyến, tiếp nhận điều tra và nghiêm phạt của tông môn. Trên ba đầu nham điêu tổng cộng có 24 thanh niên, mỗi người đều mặc áo bào trắng, hông buộc đai lưng màu đen, tuổi chừng 23 trở lên. Người vừa nói khí tức vô cùng cường hãn, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới. Lâm Thiên huynh đệ, không tốt rồi, chấp pháp đội tới bắt ngươi. Trong đình viện, đám người Nhạc Bất Quần vọt tới phòng Lục Lâm Thiên, vẻ mặt cả đám có chút hốt hoảng. Ta biết rồi. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã sớm nghe được tiếng thét trên bầu trời, lúc này vẻ mặt có chút bình tĩnh nói. Lâm Thiên huynh đệ, tối qua ba vị trưởng lão còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, tại sao sáng sớm hôm nay lại có chấp pháp đội tới bắt ngươi? Người bị chấp pháp đội bắt vào tay không chết cũng mất một lớp da đó. Dược Tĩnh nói. Đúng vậy, Lâm Thiên huynh đệ ngươi mau tránh một chút, chấp pháp đội này không dễ chọc đâu. Dương Vĩ khẩn trương nói. Đa tạ các huynh đệ quan tâm, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn bốn người Nhạc Bất Quần cũng có chút cảm động. Lúc này bốn người vẫn lo lắng cho hắn như vậy, quả thực hắn không nhìn lầm người. Người của chấp pháp đội phần lớn đều có thực lực vũ phách. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi trốn đi một lát. Chuyện Hùng huynh đệ, lần trước ngươi có nói, chấp pháp đội là người của hộ pháp đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi. Không sai, chấp pháp đội chính là do đệ tử lâu năm tạo thành, chịu sự điều động trực tiếp của hộ pháp, tổng cộng có vài trăm người, bên ngoài hiện tại có 24 người, chính là một tiểu đội. Bành Chuyện Hùng nói. Có thế chứ? Lục Lâm Thiên thì thào nói. Tối hôm qua ba vị trưởng lão đều muốn nhận hắn làm đồ đệ cho nên chưa đề cập tới việc hắn giết đám người Hồ Tức Tài, hẳn là cũng không để ý. Mà sáng sớm ngày hôm nay lại có người tới bắt hắn. Lục Lâm Thiên cũng có chút nghi hoặc, lần trước hắn cũng nghe chút chuyện của chấp pháp đội thuộc quyền quản lý của hộ pháp. Nghĩ tới đó Lục Lâm Thiên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phỏng chừng là tên tam hộ pháp kia mượn cớ đối phó với hắn. Bốn đệ, không sao đâu. Ta tự mình đi ra xem một chút. Lục Lâm Thiên cười cười. Hắn muốn tự mình xem hộ pháp Vân Dương Tông có gì bất phàm. Nói xong, Lục Lâm Thiên đi ra ngoài cửa, bốn người Nhạc Bất Quần nhìn nhau, lập tức đi theo Lục Lâm Thiên ra ngoài. Đó chính là đội trưởng Ôn Tước của chấp pháp đội. Hóa ra là tới bắt Lục Lâm Thiên kia. Lục Lâm Thiên đánh chết đám người Hồ Tứ Hải, hẳn cao tầng trong tông đang giận dữ. Chung quanh càng ngày càng có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chậm rãi đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ cau mày, ánh mắt tức thì lạnh lùng. Nham điêu sao? Đầu yêu thú phi hành kia Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý, loại nham điêu này chính là yêu thú phi hành thổ hệ, lực phòng ngự và công kích đều không thấp, chỉ là nếu như so với đầu thiên sĩ tuyết sư của hắn quả thực còn kém không ít. Lão đại, đám chấp pháp đội này thực lực sàn sàn như nhau, không phải mạnh lắm. Để cho thiên sĩ tuyết sư và đệ ra trận. Lại thêm thị huyết yêu lang cùng lục yêu mãng, thiểm điệm hắc báo cũng đủ đánh chết bọn chúng. Tiểu Long nhìn lên không trung, khí tức tỏa ra có chút dục dịch nói. Rát rát, cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, đầu nham điêu kia trong nháy mắt đã bị áp chế, có chút kinh hoàng khẽ kêu lên. Tiểu Long, để ta đối phó là được, ngươi nhanh thu liếm khí tức, tránh cho kẻ khác phát hiện. Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên trên trời. 24 đệ tử chấp pháp đội, 14 vũ phách, đều là nhất trọng vũ phách và nhị trọng vũ phách,
10 người còn lại đều có tu vi vũ sư bát trọng. Trong đó có một thanh niên đứng chính giữa có tu vi vũ phách tam trọng. Nhìn người của đội chấp pháp này, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút nắm chắc, đám người này tuyệt đối là do Tam Hộ Pháp phái đi đối phó hắn. Trưởng lão Vân Dương Tông cũng không biết, đã như vậy hắn cũng không ngại nháo thêm một lần nữa. Hơn nữa cũng để cho người Triệu gia biết hắn không phải là quả hồng mềm không có lực phản kháng. Tin rằng không bao lâu nữa hắn cũng sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Coi như là chọc vào đại họa lớn tới đâu cũng có vũ trưởng lão gánh chịu, vậy thì hắn còn phải sợ cái gì nữa? Ngươi là Lục Lâm Thiên sao? Thật to gan, dám đánh chết 53 đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, mau theo ta một chuyến tiếp nhận xử phạt trong tông. Trên nham điêu, người thanh niên có thực lực mạnh nhất kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lâm Thiên huynh đệ, người này là Ôn Tước, chính là người có thủ đoạn độc ác nhất trong chấp pháp đội, đã là vũ phách tam trọng rồi, người phải cẩn thận một chút. Nhạc Bất Quần thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý cho lắm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lên trên rồi nói. Người tên là Ôn Tước đúng không? Tốt nhất là cút mau cho ta, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại cuồng như vậy. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, đám đệ tử chung quanh tức thì ngạc nhiên. Tuy rằng các đệ tử mới tới đều biết thực lực của Lục Lâm Thiên vô cùng kinh khủng, thế nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với người của chấp pháp đội nha. Người của chấp pháp đội đều là cường giả được chọn ra từ đệ tử lâu năm, cả đám đều là vũ phách đó. Ôn Tước này có tu vi vũ phách tam trọng, lẽ nào Lục Lâm Thiên cũng có tu vi vũ phách sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào, nhìn Lục Lâm Thiên như thế nào cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, nếu còn trẻ như vậy đã đạt tới vũ phách, quả thực quá kinh khủng rồi. Lúc này, đám người Nhạc Bất Quần phía sau cũng vô cùng kinh hãi, Lâm Thiên huynh đệ của bọn hắn quá kiêu ngạo, đây chính là người của chấp pháp đội đó, không phải là đệ tử bình thường nha. Ha ha! Thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, Ôn Tước không giận mà còn cười. Tiếng cười vừa ngừng một cỗ khí tức bắt đầu xuất hiện, ánh mắt âm lãnh nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người quả thực đủ cuồng vọng, người cho rằng đánh bại phế vật Hồ Tứ Hải kia là có thể đối phó được với người của chấp pháp đội sao? Lời nói vô ích của ngươi quả thực rất nhiều, lẽ nào người của chấp pháp đội đều là hạng người như vậy sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả của việc càn rỡ. Giữa không trung, Ôn Tước lạnh lùng nói một tiếng, sau đó quay về đám người phía sau nói. Các ngươi ở bên cạnh áp trận là được rồi, chờ ta giáo huấn tiểu tử này một chút. Siêu! Chân khí dưới chân Ôn Tước tức thì xuất hiện, từ trên lưng nham điêu nhảy xuống. Mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối, rơi xuống phía trước cách Lục Lâm Thiên 30 trượng. Ôn Tước, ngươi muốn làm gì? Lúc này có mấy thân ảnh chen vào giữa đoàn người, chính là mấy trưởng lão ngoại môn cùng với một chấp sự trung niên vừa tới, cũng chính là chấp sự từng nói chuyện với Lục Lâm Thiên, lúc này thấy một màn như vậy vẻ mặt hắn biến đổi, lập tức tiến lên ngăn cản. Hoàng chấp sự, chuyện của chấp pháp đội chúng ta các ngươi không nên nhúng tay thì tốt hơn. Có câu hỏi nào tìm hộ pháp đi. Trên lưng nham điêu có một thanh niên trong chấp pháp đội khẽ quát lên một tiếng. Dường như đám người chấp pháp đội này cũng không đặt chấp sự ngoại môn vào trong mắt. Vị chấp sự ngoại môn này cũng không thể nói thêm gì nữa. Chấp sự ngoại môn ở Vân Dương Tông cũng không có nhiều thực quyền. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu ngươi rồi. Vẻ mặt Ôn Tước âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Một đệ tử mới tới, coi như là vũ giả tam hệ thì đã làm sao? Dám kiêu ngạo trước mặt hắn thì hôm nay hắn sẽ cho tên kia một lần giáo huấn nhớ đời. Dù sao đi nữa Tam Hộ Pháp từng ra lệnh, nếu như tiểu tử này phản kháng có thể giết không tha. Ta cũng không biết có ai cứu ngươi hay không, coi như là có, ta bảo đảm ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện, một cỗ khí tức bàng bạc chậm rãi vây quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Khí tức có chút cổ quái. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên. Ôn Tước nhướng mày, khí tức của đối phương khiến cho hắn có chút cảm giác khác thường, hắn không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Không thể không thừa nhận ngươi rất kiêu ngạo, thế nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi tuyệt đối không có tư cách càn rỡ trước mặt ta. Ôn Tước âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh rồi nói. Chấp pháp đội nói nhảm vô cùng tốt nha, lẽ nào cũng chỉ có thực lực trên phương diện mồm mép thôi sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, muốn kiêu ngạo. Hắn đủ thực lực để kiêu ngạo, vũ phách tam trọng hắn tuyệt đối có đủ thực lực để kiêu ngạo.
không cần xuất ra con bài chưa lật cũng có đủ cho hắn có thực lực để kiêu ngạo. Nếu ngay từ đầu đã lựa chọn kiêu ngạo, vậy thì ở Vân Dương Tông này kiêu ngạo thì có làm sao? Ngươi muốn chết? Nghe thanh âm trào phúng của Lục Lâm Thiên, Ôn Tước lạnh lùng nói. Hôm nay ta sẽ để cho mọi người thấy, thấy rõ ràng ta chà đạp tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi ra sao. Trong mắt ta, ngươi ngay cả tư cách để ta chà đạp cũng không có. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vẻ sắc lạnh trong mắt càng ngày càng đậm. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, trong mắt Ôn Tước hiện lên sát ý, chưa từng có ai kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn, hàn ý chung quanh thân thể hắn xuất hiện. Đột nhiên một cỗ chân khí thổ hệ khổng lồ xuất hiện. Tiểu tử, ngay lập tức ngươi sẽ biết hậu quả của việc kiêu ngạo. Thanh âm băng lãnh chậm từ trong miệng Ôn Tước truyền ra. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Tước, khóe miệng hắn rốt cuộc cũng nhếch lên, một cỗ sát khí bắt đầu xuất hiện, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên. Ha ha, tiểu tử kiêu ngạo, để xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ôn Tước kia tới lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận. Thiếu niên trước mặt đã thành công chọc giận hắn. Hắn lạnh lùng quát lên, một cỗ chân khí thổ hệ bàng bạc bạo phát, mũi chân khẽ dậm một cái, thân thể lập tức bắn thẳng về phía trước đem theo một đạo trường ấn. Trường ấn này lớn chừng mấy chục thước mang theo tiếng gió rít gào bắn tới, toàn bộ không gian dường như vì nó mà chấn động vậy. Những đệ tử đứng xem chung quanh lúc này nhanh chóng thối lui, ảnh hưởng của lực lượng lại không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận được. Bốn người Nhạc Bất Quần đứng phía sau Lục Lâm Thiên cũng phải vội vã thối lui. Ngươi có tư cách gì khiến ta nhận hậu quả? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười mang theo sát ý nồng đậm không hề che giấu. Đồng thời thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long cũng nhanh chóng tiến vào trong người Lục Lâm Thiên. Siêu! Trường ẩn phá không đánh xuống, Ôn Tước chính mắt nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên bị trường ấn bao phủ bên trong. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên càng đậm, vũ phách tam trọng, bản thân hắn muốn giết chết đối phương cũng không khó, thế nhưng thực lực của hắn vẫn nên bảo lưu một phần. Để lộ hoàn toàn thực lực trước mặt người khác đối với hắn là một chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng cho dù là thế, bằng vào thuộc tính tam hệ cũng đủ đánh chết đối phương rồi. Vũ phách tam trọng, tuy rằng so với vũ sư cường hãn hơn nhiều, thế nhưng còn chưa đến mức hắn không thể chống lại. Khí tức toàn thân Lục Lâm Thiên vận chuyển tới cực hạn. Khí tức vũ sư cửu trọng trong nháy mắt khuếch tán. Vũ sư cửu trọng, hóa ra tu vi của hắn là vũ sư cửu trọng. Trong đám người đứng xem chung quanh cũng có đoạn trưởng lão và mấy chấp sự, đương nhiên có thể nhìn thấu khí tức của hắn. Tu vi vũ sư cửu trọng cách vũ phách cũng chỉ có một đường, bằng vào số tuổi của hắn hiện tại quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ sư cửu trọng thì sao, Ôn Tước kia là vũ phách tam trọng nha. Mọi người không khỏi kinh ngạc vì Lục Lâm Thiên đồng thời cũng lo lắng cho hắn. Ôn Tước kia chính là vũ phách tam trọng, chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư quá lớn. Tới vũ phách tự nhiên sẽ biết được chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư. Thanh linh khải giáp. Lục Lâm Thiên đưa mắt bình tĩnh nhìn trưởng ấn sắp đánh tới, căn bản không có ý tứ trốn tránh. Tâm niệm khẽ động đem thanh linh khải giáp bố trí quanh thân, thủ ấn co lại. Tay phải xuất ra một quyền ấn phá không đem theo hỏa diễm hồng sắc nhàn nhạt trong nháy mắt nghênh tiếp đạo trưởng ấn của Ôn Tước. Nộ diễm quyền. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm trên không trung. Lúc này không trung như gấp khúc lại, từng tiếng bạo tạc vang lên. Ầm ầm ầm. Quang hoa bắn ra bốn phía, tiếng bạo tạc không ngừng vang lên bên tai. Mà lúc này Lục Lâm Thiên bị dự chấn thối lui vài bước, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có thanh linh khải giáp cho nên cũng không có gì trở ngại. Sắc mặt Ôn Tước khẽ biến, tuy rằng hắn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được dưới lực lượng của đối phương không ngờ lại khiến tay hắn có chút tê dại. Mà thực lực của đối phương không ngờ đã tới vũ sư cửu trọng, một tân binh không ngờ lại là vũ siêu cửu trọng, loại thiên phú và thực lực như thế này quả thực khiến cho hắn ngoài ý muốn. Trời ạ, trên người Lục Lâm Thiên không ngờ còn có vũ kỹ phòng ngự. Không ít trưởng lão và chấp sự ngoại môn sau khi nhìn thấy thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên đều không nhịn được mà kinh hãi. Vũ kỹ phòng ngự nha, chính là thứ vô cùng thưa thớt, trong tông môn đệ tử thân truyền có vũ kỹ phòng ngự cũng tuyệt đối không có mấy ai. Vũ sư cửu trọng, không tồi, thế nhưng trước mặt vũ phách ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lạnh lùng cười một tiếng, hàn ý bắn ra, đồng thời thân thể Ôn Tước hóa thành một đạo huyễn ảnh,
khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện không ngờ lại ở trước mặt Lục Lâm Thiên không xa, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Năm đạo kình phong thổ hệ gào thét mà tới, tiếp tục bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Phá địa chỉ. Ôn Tước khẽ quát một tiếng, năm đạo kình phong giống như đàn đứt dây tức thì bắn nhanh hơn. Hỏa ảnh chỉ. Lục Lâm Thiên cũng khẽ quát một tiếng, năm đạo chỉ ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm cũng bắn đi. Siêu, siêu. Mười đạo chỉ ấn nhanh chóng va chạm vào nhau triệt tiêu giữa không trung tạo ra vô số hỏa quang văng khắp nơi. Thế nhưng dường như hỏa ảnh của Lục Lâm Thiên vẫn thua một bậc, lúc này kình khí cuồng bạo của phá địa chỉ nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu. Ngay lúc kình khí cuồng bạo tiến tới, thân thể Lục Lâm Thiên trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu. Lực lượng cuồng bạo vừa rồi nhanh chóng bắn xuống mặt đất tạo thành một cái động nhỏ. Mà lúc này thân thể Lục Lâm Thiên đã xuất hiện cách đó hai chục trượng, có chút chật vật tránh khỏi một kích này. Hừ, đều là vũ khí tinh cấp, để xem ngươi chống lại ta thế nào. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy, trong mắt Ôn Tước xuất hiện hàn ý. Đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm này có chút kỳ lạ, nếu dài thêm một thước nữa mới giống kiếm, chỉ ít cũng giống phân nữa, hơn nữa thân kiếm cũng phồng lên không ít. Địa liệt kiếm. Ôn Tước vừa quát xong kiếm quang tức thì bắn ra, một đạo kiếm quang bắn ra khiến cho không gian rung động tạo ra gợn sóng. Dường như không gian bị bổ ra một cái khe vô hình, chung quanh bị lực lượng cuồng bạo làm cho chấn động. Không nghĩ tới Ôn Tước này ngay cả địa liệt kiếm cũng thi triển ra a. Đám đệ tử đứng xem chung quanh bắt đầu nghị luận, địa liệt kiếm này trước nay Ôn Tước không bao giờ sử dụng một cách tùy tiện. Siêu. Kiếm quang ầm ầm đánh xuống mang theo âm thanh bạo tạc, một đạo kiếm quang hung hăng bổ xuống mặt đất, lực lượng trên kiếm quang tức thì tản ra tạo thành một cái khe dài trên mặt đất. Một tòa đình viện phía xa trực tiếp gãy thành hai nửa, cuối cùng đổ nát. Vũ phách tam trọng, đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông không ngờ lại chậm như vậy. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, lúc này thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, một lát sau đã hiện ra trên không trung. Phía sau lưng hắn phong chi rực khẽ rung động, giống như lăng không đứng đó. Vũ giả tam hệ, hơn nữa còn có phong thuộc tính, quả thực vô cùng khó đối phó a. Đám người đoạn trưởng lão thầm than, vũ giả tam hệ, hơn nữa lại thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, người như vậy, không thể nghi ngờ là người cực kỳ khó đối phó. Nhìn vào thân ảnh Lục Lâm Thiên trên bầu trời, cơ mặt Ôn Tước có chút co quắp lại, lúc này đã qua ba chiêu, hắn đều không thể làm gì được đối phương. Tuy rằng có chiếm chút thượng phong, thế nhưng đối với hắn mà nói chuyện này vô cùng mất mặt. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng phong thuộc tính là có thể chạy trốn sao? Ôn Tước khẽ quát lên một tiếng, dứt lời thì thân hình chợt lóe lên, không ngừng huy vũ trường kiếm trong tay, tạo ra từng đạo kiếm ảnh, trên từng kiếm ảnh đều có một cỗ kình khí kinh khủng. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy lúc này trường kiếm có chút quỷ dị trong tay Ôn Tước dường như đang chậm rãi rung động. Nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy rõ, sự chậm rãi này là biểu hiện giả dối. Sau tốc độ nhanh tới tận cùng sẽ là biểu hiện giả dối. Kiếm ảnh mỗi một lần được xuất ra liền tạo ra tàn ảnh ngưng thực trên không trung. Địa ảnh kiếm quyết. Không nghĩ tới Ôn Tước này ngay cả vũ khí hoàng cấp trung giai địa ảnh kiếm quyết cũng thi triển ra, đây chính là con bài chưa lật của hắn a. Bình thường hắn sẽ không thi triển. Xem ra Lục Lâm Thiên đã triệt để chọc giận hắn, không biết Lục Lâm Thiên có thể tiếp tục tránh thoát hay không. Phỏng chừng rất khó, đây chính là vũ khí hoàng cấp trung giai nha. Hơn nữa bằng vào thực lực của Ôn Tước sẽ tạo thành uy lực cường hãn. Ngay khi Ôn Tước thi triển đạo kiếm quyết này, đám đệ tử Vân Dương Tông chung quanh tức thì ồ lên. Thực lực của Ôn Tước mỗi người đều hiểu rõ, tiểu đội trưởng chấp pháp đội. Nếu xét về thực lực cũng không thua kém ngoại môn trưởng lão bao nhiêu. Nhìn vào Ôn Tước, đám người đoạn trưởng lão cũng không nhịn được mà gật đầu. Thực lực của Ôn Tước quả thực không tồi. Trong mắt nam tử trung niên kia, tuy rằng bằng chút thực lực của hắn không phải mạnh mẽ cho lắm, thế nhưng bằng vào tuổi của hắn mà có thực lực này thì quả thực không tồi. Trong sát na này, kiếm trong tay Ôn Tước đã tạo ra một vùng kiếm ảnh to lớn, chân khí thổ hệ cuồng bạo bạo phát ra. Chân khí dưới chân chợt xuất hiện, mũi chân khẽ điểm một cái, thân ảnh lập tức nhảy lên. Địa ảnh kiếm quyết. Đồng thời trong nháy mắt Ôn Tước nhảy lên, một thanh âm băng lãnh vang lên, dựa thế chân khí dừng lại một lát trong hư không. Trong nháy mắt, hàn ý trong mắt Ôn Tước tăng lên, kiếm trong tay không ngừng thôi động. Kiếm ảnh ngập trời kia trong nháy mắt xoay tròn,
không gian dường như bị cắt nát, xé rách, sau đó kiếm ảnh chợt khuếch tán ra chung quanh, đem không gian vài trăm thước chung quanh bao phủ. Kiếm khí thổ hệ cuồng bạo trong không gian không ngừng bắn ra, kiếm ảnh hóa thành thực chất tràn ngập không gian, không ngừng nối đuôi nhau giống như một chiếc lưới lớn, bao phủ Lục Lâm Thiên. Kiếm ảnh kia ùn ùn kéo đến đem theo kình phong sắc bén trên bầu trời khiến cho Lục Lâm Thiên cho dù có thanh linh khải giáp cũng không nhịn được có cảm giác đau đớn, kiếm quang này tuyệt đối kinh khủng. Thực lực thật mạnh nha. Đám người đứng xem ngẩn ra, trong lòng bắt đầu âm thầm vì Lục Lâm Thiên mà toát mồ hôi lạnh. Lúc này trên một ngọn sơn phong phía xa có 10 đạo thân ảnh đang đứng đó, trong đó có Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, còn 7 người còn lại ai cũng có khí tức cực kỳ cường hãn. Có một vài khí tức không dưới 3 người Tạ trưởng lão. Có 2 khí tức thậm chí so với 2 người Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão còn mạnh hơn nhiều. Hắn chính là Lục Lâm Thiên sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ ở trên ngọn núi, thế nhưng tất cả những thứ phát sinh dưới chân núi bọn họ đều có thể nhìn rõ. Lúc này cả đám đều kinh ngạc nhìn vào trận chiến của Lục Lâm Thiên và Ôn Tước. Không sai, hắn chính là Lục Lâm Thiên, nhi tử của Lục Trung. Phỏng chừng hắn không thể chống đỡ rồi, chúng ta ra tay đi. Đừng để cho hắn bị thương. Vũ giả tam hệ, lại là vũ sư cửu trọng, tuổi tác như vậy, thiên phú so với Hồng Lăng cũng không kém bao nhiêu. Tạ trưởng lão nói. Đừng nói vội, Ôn Tước kia tuy rằng bắt đầu toàn lực công kích thế nhưng các ngươi nhìn xem. Vẻ mặt của Lục Lâm Thiên cũng không có chút bối rối nào, vẫn chưa chủ động xuất thủ, ta đoán hắn còn con bài chưa lật nào đó. Ta cũng đoán hắn còn con bài chưa lật nào đó. Không nghĩ tới Lục Trung lại có một nhi tử bất phàm như vậy. Sử Vân Sinh cũng dám gạt chúng ta đối phó với một vũ giả tam hệ, có lẽ là ý tứ của Triệu Vô Cực, đối phó với Lục gia. Không ngờ hắn lại dám không để ý tới đại cục trong tông, cũng nên cho hắn một cái giáo huấn. Thực lực tiểu tử này không ngờ vẫn còn giấu ta nha. Vũ trưởng lão bên cạnh lúc này ánh mắt xoay chuyển, khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Tất cả chỉ là nhạc đệm, lúc này trong không gian tràn ngập kiếm ảnh, kinh khí bá đạo, nhìn kiếm ảnh khắp bầu trời đang bắn về phía hắn, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên có chút ngưng trọng. Lần đầu tiên chính diện chống lại một vũ phách tam trọng, hắn tuyệt đối không cho phép mình sơ ý. Hư linh huyền ấn, miệng khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt từ trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo ánh mắt quỷ dị nhanh chóng khuếch tán, một cỗ lực lượng quỷ dị, vô hình nhanh chóng bao phủ trong không trung. Lực lượng này dường như tỏa ra trong không khí, xuyên thấu qua đám kiếm ảnh, bao phủ lấy người Ôn Tước ở phía trước. Trong nháy mắt hai mắt Ôn Tước run lên, có một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Tam trọng vũ phách sao? Chết đi cho ta! Đúng lúc đó thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được hoàn thiện. Lập tức đánh ra. Thiên thủ liệt cương ấn. Chu vi chung quanh có một cỗ năng lượng thổ hệ phô thiên cái địa xuất hiện, trên đó tản ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt hội tụ tại trưởng ấn, khí thế Lục Lâm Thiên trong nháy mắt bạo tăng, đem trưởng ấn này phóng lên cao. Đạo trưởng ấn cuồng bạo này trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh không nhìn rõ, từng đạo tàn ảnh trưởng ấn cấu thành một đám trưởng ấn như cánh hoa rơi liên miên trên bầu trời, ầm ầm va chạm với kiếm quang của Ôn Tước. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau lập tức tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng không gian. Âm thanh nổ tung không ngừng vang lên trong không trung, năng lượng cuồng bạo khắp bầu trời kia khi va chạm cũng chỉ có 10 người trên đỉnh núi mới có thể thấy rõ. Ngay khi hai đạo lực lượng cường hãn kia va chạm, trong nháy mắt đó Ôn Tước cũng bắt đầu ngây người, lâm vào trạng thái trì trệ. Chờ sau khi hắn khôi phục lại tinh thần thì công kích của Lục Lâm Thiên đã đánh tới kiếm ảnh của hắn. Không ngừng hung hăng áp chế kiếm ảnh của hắn. Vũ kỹ thổ hệ hoàng cấp cao giai, vũ sư cửu trọng không ngờ lại có thể thôi động tới mức như vậy, quả thực là bất phàm nha. Các ngươi có thấy không, vừa rồi Ôn Tước kia dường như có chút thất thần, dù chỉ một lát thôi cũng đã dẫn tới thất bại. Thiên phú của Lục Lâm Thiên quá mạnh mẽ, thủ đoạn cực kỳ nhiều. Thế nhưng có chút kỳ quái, vừa rồi ta có cảm giác được sự ba động của linh khí. Nhìn thực lực Lục Lâm Thiên xuất ra, chúng trưởng lão đều không khỏi kinh ngạc, đồng thời ánh mắt đều biến đổi. Không tốt, Ôn Tước sắp không xong rồi. Một trưởng lão mặc bạch y nói. Ôn Tước kiêu ngạo như vậy nên nhận một chút giáo huấn, như vậy là đủ rồi, nên cứu hắn. Tống trưởng lão nói. Phanh! Từng đạo lực lượng va chạm trên bầu trời khiến cho không gian rung động. Một lát sau dưới tiếng nổ kinh thiên, đinh tai nhức óc,
toàn bộ không gian cũng im lặng trở lại đem theo lực lực khuếch tán về bốn phía. Phanh! Phía dưới, không ít đình viện bị phá hủy, dưới dư ba của kình khí giống như một trận lốc lớn quét ngang dãy đình viện. Phanh! Dưới kình khí cuồng bạo, thân ảnh Lục Lâm Thiên bỏ qua sự cách trở của kình khí mà xuất hiện trước mặt Ôn Tước. Lúc này Ôn Tước đã phục hồi tinh thần lại, ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi. Mà lúc này sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên dày đặc, trưởng ấn đem mấy đạo tàn ảnh chung quanh hội tụ thành một đạo trưởng ấn thực sự đánh vào ngực Ôn Tước. Phốc! Một đạo trưởng ấn này vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh vào trong ngực Ôn Tước khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Thân thể cũng từ không trung rớt xuống phía dưới như một tảng đá, trực tiếp rơi thẳng vào mái của một tòa đình viện, không ngừng tạo ra một lỗ hổng trên mái, cuối cùng cả đình viện ầm ầm đổ nát, thân thể Ôn Tước cũng bị đất đá vùi lấp. Toàn bộ đình viện sụp xuống tạo thành một đám bụi mùi, trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. A! À, lúc này trong phế tích truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh đầy máu có gắng đứng dậy, thân thể có chút uể oải, chính là Ôn Tước kia. Ôn Tước đã thất bại. Lục Lâm Thiên thắng, ngay cả Ôn Tước cũng không phải đối thủ. Nhìn thấy một màn này mọi người tức thì chấn kinh, loại khiếp sợ này đối với bọn họ không phải là khiếp sợ nhỏ nhoi như vậy, Vũ Sư Cửu Trọng đánh bại Vũ Phách Tam Trọng. Tất cả chuyện này nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ tuyệt đối không thể tin. Đội trưởng thất bại sao? Trên không trung phía xa, lúc này một đám thành viên chấp pháp đội đứng trên người Nham Điêu đã há hốc mồm. Điều này sao có thể? Vũ Sư Cửu Trọng đánh bại đội trưởng bọn họ, điều này có chút thái quá nha. Hảo tiểu tử, nhi tử của Lục Trung quả nhiên không đơn giản nha. Kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng đều mạnh hơn Ôn Tước nhiều lần, đây mới là điều đáng quý. Chân khí ngưng thực, vừa nhìn cũng biết là do căn cơ vững chắc, phải bồi dưỡng trọng điểm, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Về phần tới trình độ nào thì ta không có thể biết được. Thế nhưng sẽ không thấp hơn Hồng Lăng. Trên ngọn núi phía xa lúc này có một trưởng lão nhìn trận chiến trước khẽ nói. Mà người này chính là một trong hai người có khí tức mạnh hơn Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Chúng trưởng lão lúc này cũng chậm rãi gật đầu, bằng vào ánh mắt của bọn họ tự nhiên là thấy rõ nguyên nhân thất bại của Ôn Tước. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng đều kém xa Lục Lâm Thiên. Vụ làm ăn này lời rồi, hắc hắc. Vũ trưởng lão đứng một bên khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt. Nếu như thu Lục Lâm Thiên làm đồ đệ hắn cũng có thể hãnh diện một lần. May mắn là hắn đi thành Vũ Đô một chuyến nha, bằng không sao lại nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Chu vi chung quanh một mảnh phế tích, đám người vây chung quanh lúc này lặng ngắt như tờ. Tất cả đều bị một màn này làm chấn động, hai người đoạn trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng hít sâu một hơi. Hai mắt Ôn Tước lúc này giống như độc xà âm lãnh nhìn kỹ về phía Lục Lâm Thiên. Hắn thật không ngờ mình lại thua. Vừa rồi trong đầu đột nhiên mê muội, dường như là mất đi chi giác vậy. Đối phương hẳn có một loại công kích quỷ dị gì đó, mắt hắn trước đó hoa lên rồi bị đánh bại. Hắn không phục, Vũ Phách Tam Trọng, hắn làm sao có thể thua trong tay một tiểu tử Vũ Sư Cửu Trọng chứ? Không biết, hiện tại ta có tư cách càn rỡ trước mặt ngươi hay không? Lạnh nhạt nhìn Ôn Tước đang nằm trên đống phế tích, Lục Lâm Thiên dùng giọng nói có chút châm biếm hỏi. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang âm thấp khiếp sợ uy lực khi hắn phối hợp thi triển hư linh huyền ấn và vũ kỹ. Hai thứ phối hợp với nhau quả thực vô cùng hoàn mỹ. Hư linh huyền ấn chính là linh kỹ hoàng cấp cao giai, thực lực tuyệt đối cường hãn, hơn nữa lại khó lòng phòng bị, hơn nữa lại thêm công kích của vũ kỹ. Nếu như chân chính đối mặt với Vũ Phách thì bằng vào thực lực hắn hiện tại cũng vô pháp chống lại. Sắc mặt Ôn Tước tức thì trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang cười nhạo hắn. Còn ánh mắt khinh miệt, thân thể không ngừng run lẩy bẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Chấp pháp đội, giết hắn cho ta, giết bất luận tội. Sau khi phun ra một ngụm máu, Ôn Tước quát lớn. Ha ha, giết ta sao? Vậy trước tiên ngươi chết đi. Sát khí cuồng bạo được tuôn ra, Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười nhạt, sát ý ngập trời bắn ra bốn phía, thân thể giống như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía Ôn Tước. Không tốt. Tiểu tử kia muốn đại khai sát giới. Trên ngọn núi phía xa, mấy trưởng lão cả kinh nói. Sử Vân Sinh đang ẩn thân ở phía trước, giết một Ôn Tước cũng coi như là cho Triệu Vô Cực một lời cảnh cáo. Ôn Tước này tâm tính hẹp hòi, không đặt tông quy vào mắt, cũng là kẻ đáng chết. Hiện tại cả đám chấp pháp đội đều kiêu ngạo, ương ngạnh, cũng nên nếm chút tư vị bị giáo huấn. Tạ trưởng lão nhàn nhạt nói.
Nghe thấy Tạ trưởng lão nói vậy, mấy trưởng lão khác cũng gật đầu không phản đối, chết một Ôn Tước, bọn họ không quá để tâm cho lắm. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến đến, Ôn Tước hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo toàn bộ chân khí toàn thân ngưng tụ thành một đạo kiếm quang bổ về phía Lục Lâm Thiên. Uy thế lúc này của kiếm quang so với lúc trước yếu đến thảm thương. Phanh! Kiếm quang trực tiếp bổ vào vai Lục Lâm Thiên tạo thành hoa lửa, thế nhưng cũng chỉ tạo ra một vết chém nhàn nhạt trên thanh linh khải giáp mà thôi. Trong nháy mắt sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, một đạo hỏa trưởng trực tiếp đánh vào mi tâm Ôn Tước. Ầm! Thân thể Ôn Tước ầm ầm ngã xuống đống phế tích, đám đệ tử chung quanh đều không khỏi hít sâu một hơi. Thật không ngờ tới Lục Lâm Thiên lại lấy tư thế mạnh mẽ này trực tiếp đánh chết Ôn Tước. Người chấp pháp đội cũng bị đánh chết, Lục Lâm Thiên này gây ra đại họa rồi. Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng cũng khẽ nhảy lên một cái. Trong Vân Dương Tông này không có ai dám đánh chết người của chấp pháp đội, ngay cả đệ tử thân truyền cũng vậy. Mà hiện tại, không ngờ Lục Lâm Thiên lại trực tiếp đánh chết một tiểu đội trưởng của chấp pháp đội. Dám giết người của chấp pháp đội. Tiểu tử, người muốn chết. Trên lưng Nham Điêu, những thành viên của chấp pháp đội lúc này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có người dám giết người của chấp pháp đội bọn hắn. Nhảy từ lưng Nham Điêu xuống, trong nháy mắt 23 người của chấp pháp đội xuống lại bao vây Lục Lâm Thiên, cả đám đằng đằng sát khí vây quanh bốn phía hắn. Nam Nhi không có ai mà không run rẩy, có bài hát muốn hát cho quân vương nghe. Giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng. Giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng, ha ha. Một tiếng cười cuồng tiếu từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Sát ý ngập trời khuếch tán ra bốn phía, lúc quyết định đánh chết Ôn Tước hắn cũng đã quyết không tha cho đám người này. Dưới sát khí và sát ý ngập trời này, ánh mắt của Thiếu Du ngày càng lạnh lùng. Mọi người đứng chung quanh hắn lúc này lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, loại sát khí này nếu không qua gió tanh mưa máu, tuyệt sẽ không có. Rát rát, cảm nhận được sát khí và sát ý băng lãnh trên người Lục Lâm Thiên, đầu Nham Điêu kia có chút hoảng loạn không yên. Thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy, sát khí này khiến cho yêu thú cũng phải e ngại. Các ngươi muốn giết bản công tử sao? Vậy thì cả đám các ngươi không một ai sống sót. Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, bỗng dưng vỗ một cái vào eo, tức thì có một đạo lưu quang bạch sắc phóng lên cao. Giống. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, đạo lưu quang này trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra, thân ảnh của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh của Lục Lâm Thiên đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bao quát phía dưới, quần áo không gió mà tung bay khiến cho đám người phía dưới không nhịn được mà tim đập nhanh hơn vài phần. Giống, Thiên Sĩ Tuyết Sư lại tiếp tục rít gào, một cỗ uy áp vô hình khuếch tán ra không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư rát rát. Nham Điêu này tuy rằng cũng là yêu thú tam giai trung kỳ thế nhưng làm sao có thể chống lại khí tức vương giả trên người Thiên Sĩ Tuyết Sư. Huyết mạch trên người tức thì hỗn loạn khiến cho đầu Nham Điêu kia hoảng loạn kêu lên, thân thể run rẩy lùi về phía sau, mặc kệ đám người chấp pháp đội ra lệnh ra sao đều không dám tới gần. Yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên cũng có tỏa kỵ yêu thú sao? Mọi người tiếp tục há hốc mồm, bọn họ cũng có thể nhìn ra tỏa kỵ yêu thú phi hành của Lục Lâm Thiên mạnh hơn Nham Điêu nhiều. Chỉ bằng khí thế phát ra ngoài thì Nham Điêu không thể nào bằng. Tiểu tử này không ngờ lại có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trên ngọn núi phía xa lúc này chúng trưởng lão cũng không khỏi than thở. Từ đầu tới giờ bọn họ đã nhìn thấy bao nhiêu sự việc không thể tưởng tượng được trên người Lục Lâm Thiên. Đều chết đi cho ta. Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, Thiên Sĩ Tuyết Sư hiểu ý không ngừng rít gào, khí tức bạo ngược khuếch tán ra không trung, trực tiếp đánh về phía một đầu Nham Điêu gần nhất. Rát. Đầu Nham Điêu kia căn bản không dám chống lại, cũng không quan tâm tới mệnh lệnh của đám người chấp pháp đội, tức thì chạy trốn. Rát rát. Hai đầu Nham Điêu còn lại lúc này cũng nhân cơ hội chạy trốn, ba đầu Nham Điêu nhanh chóng chạy đi. Lúc chạy trốn thân thể còn run run khiến cho thân thể đám chấp pháp đội trên lưng nó cũng lung lay theo. A. À, trong đó có mấy thành viên chấp pháp đội trực tiếp từ trên cao rơi xuống, bọn hắn hét thảm một tiếng rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thiên Sĩ Tuyết Sư ở trên không trung không ngừng gào thét đuổi tới. Ba đầu Nham Điêu thì nhanh chóng chạy trốn, cảnh tượng này khiến cho đám người phía dưới ngây ra. Tiểu tử, Vân Dương Tông không phải địa phương để ngươi có thể tùy ý làm càn. Lúc này có một thanh âm vang lên,
đồng thời có một thân ảnh chợt xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt khi người này xuất hiện có một cỗ chân khí bạo phát, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Lục Lâm Thiên và Tuyết Sư, không những thế không gian giống như bị gấp khúc vậy. Trong nháy mắt sát ý trong mắt người này bắn ra, một đạo trưởng ấn phá không trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên, lực lượng cuồng bạo phá không mà tới đem theo kình khí kinh thiên. Cường giả vũ xuất. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cả kinh, đối phương không ngờ lại có tu vi vũ xuất. Sử Vân Sinh, người thật to gan, lui ra cho ta. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc thì phía sau Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng hét lớn, thanh âm như xuyên thấu không gian truyền đến tai mỗi người có mặt ở đây. Phanh! Lời nói còn chưa dứt trước người Lục Lâm Thiên đã có một đạo thân ảnh đánh một đạo trưởng ấn ra. Giữa không trung, năng lượng cuồng bạo va chạm với nhau phát ra tiếng nổ vang vô cùng nhỏ, một cỗ kình khí cường hãn nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Phanh! Đồng thời, người trên không trung vừa mới công kích Lục Lâm Thiên trong nháy mắt thân thể bị một cỗ lực lượng cường hãn lấy đi tất cả sức lực, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, vẻ mặt tái nhợt. Tham kiến Dương trưởng lão. Đại hán nhìn thấy người này vẻ mặt tức thì kinh hãi, trong nháy mắt quỳ xuống hành lễ. Sử Vân Sinh, lá gan ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy. Cách đó không xa có mấy thân ảnh lăng không mà tới, một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ không trung. Ngao. Một tiếng gầm gừ phá không truyền tới. Phía sau mấy người còn có một đầu yêu thú khổng lồ, hai cánh dựng lên. Đầu yêu thú này thân thể to mấy chục thước, hai cánh màu lam. Răng nanh nhe ra, hai tròng mắt lớn khiến cho người nhìn vào không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trên lưng yêu thú khổng lồ có một thân ảnh khác, đó chính là Vũ trưởng lão. Lam Ngọc Lang Ưng yêu thú ngũ giai thổ hệ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi đổi, đây là lần đầu tiên hắn thấy tỏa kỵ yêu thú đạt tới ngũ giai. Đầu Lam Ngọc Lang Ưng này tuy rằng không có huyết mạch cao quý, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mười trưởng lão sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này cũng không nhìn được mà biến đổi, lúc này đột nhiên xuất hiện 10 người, từ khí tức trên người có thể phán đoán ra tuyệt đối đều là trưởng lão Vân Dương Tông, trong đó có 3 người hắn đã gặp. Sử Vân Sinh, Tam Hộ Pháp sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía hán tử trung niên kia. Người này hẳn là đệ tử Sử Vân Sinh của Triệu trưởng lão kia. Từ khí tức có thể đoán ra người này cũng là một cường giả vũ xuất. Vân Dương Tông này quả thực cường giả như mây a. Nhìn thấy chung quanh lúc này ít nhất cũng có mười mấy cường giả vũ xuất, Lục Lâm Thiên không khỏi có chút cảm khái. Tùy tiện có thể xuất ra hơn 10 vũ xuất, Vân Dương Tông quả thực không hổ danh là thế lực nhất lưu trên đại lục Linh Vũ. Mà sau khi nhìn chăm chú vào hơn 10 người này, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra Dương trưởng lão và một lão giả mặc đạo bào màu vàng kia có thực lực hơn hẳn quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong lòng hắn khẽ run lên. Chẳng lẽ là cường giả vũ vương? Trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh có tu vi vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Mà khí tức của hai người này còn mạnh hơn quỷ tiên tử Bạch Oánh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cường giả vũ vương. Vừa rồi vương trưởng lão kia giơ tay nhấc chân là có thể định đoạt sinh tử của Sử Vân Sinh. Loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có thể vũ vương mới làm một cách tùy ý như vậy được. Tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc này dưới mặt đất có mấy nghìn người vây quanh. 3.000 tân sinh đệ tử tụ tập đông đủ nhìn thấy những trưởng lão trên bầu trời tức thì quỳ xuống hành lễ. Tuyết sư, người đi trước đi. Lục Lâm Thiên vỗ thiên sĩ tuyết sư rồi lập tức nhảy xuống đất, hành lễ. Tham kiến chư vị trưởng lão. Đứng lên hết đi. Tạ trưởng lão lăng không mà đứng, chậm rãi nói với chúng đệ tử. Sử Vân Sinh, người biết tội của ngươi chưa? Trên bầu trời, vũ trưởng lão hét lớn một tiếng, Lục Lâm Thiên là đệ tử của hắn nha. Nhìn thấy Sử Vân Sinh muốn đánh chết đệ tử của mình, trong lòng hắn hiện tại đầy một bụng tức giận. Chư vị trưởng lão, ta có tội gì? Sử Vân Sinh ngẩng đầu nhìn chúng trưởng lão, ánh mắt có chút bối rối, thế nhưng vẫn cắn răng nói. Người phong tỏa tin tức Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, lại cố ý giết hắn, làm khó dễ hắn, lẽ nào ngươi muốn nói là không phải ngươi làm? Vũ trưởng lão quát lên. Ta quả thực không biết. Hôm qua ta mới biết được có một đệ tử tàn nhẫn đánh chết 50 mấy đồng môn. Vì vậy hôm nay mới phái chấp pháp độ tới đây bắt người về thẩm vấn. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên này ngay cả tông quy Vân Dương Tông ta cũng không đặt trong mắt, dám đánh chết người của chấp pháp đội. Cho nên khi nãy ta mới ra tay định đánh chết hắn.
Người này làm sằng làm bậy, không để Vân Dương Tông ta trong mắt, nên đánh chết. Cơ mặt Sử Vân Sinh co quắp một cái rồi nói. Sử Vân Sinh, người thân là hộ pháp, tại sao hôm qua lại dám giam Bạch Mi lại? Chẳng lẽ là có người sai ngươi? Hai hàng lông mày Tống trưởng lão nhíu lại nói. Ta! Vẻ mặt Sử Vân Sinh sửng sốt, nhất thời không có lời nào để nói. Vân Sinh, người thực to gan, dám giam Bạch Mi lại, cho dù Bạch Mi có sai thế nhưng cũng là trưởng lão ngoại môn, người không được làm như thế chứ. Một thanh âm trầm thấp như có như không truyền tới, lời vừa dứt thì thân ảnh Mặc Tử Bào đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người này thân hình cao to, mặc đạo bào màu đen, tuổi chừng lục tuần, khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, ánh mắt có chút âm lãnh liếc qua người Lục Lâm Thiên. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Bạch Mi quản lý đệ tử mới không nghiêm, khiến cho hơn 50 đệ tử chết đi, cho nên đệ tử mới giam hắn lại định xử phạt. Sử Vân Sinh vừa nhìn thấy người này ánh mắt chợt biến đổi, lớn tiếng nói. Triệu Vô Cực. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo hàn mang, người này hẳn là Triệu Vô Cực của Triệu gia, phụ thân của Triệu Tuệ, ngoại công Lục Thiếu Hổ, cũng là trưởng lão Vân Dương Tông. Có người này ở Triệu gia có thể muốn làm gì thì làm, Lục gia căn bản không dám đắc tội. Chư vị trưởng lão, hôm nay có mặt thật đông đủ nha. Ánh mắt Triệu Vô Cực lướt qua Lục Lâm Thiên một lát rồi nói với chúng trưởng lão. Triệu trưởng lão không phải là đang bế quan sao? Không nghĩ tới người cũng tới đây, quả thực là ngoài ý muốn nha. Tạ trưởng lão nói. Triệu Vô Cực, lá gan của đồ đệ ngươi quá lớn, ngươi muốn tự mình xử trí hay để ta xử? Lúc này, Vũ trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vũ trưởng lão, Vân Sinh dường như không sai gì. Nếu như có sai ta sẽ tự mình xử trí, nếu như ngươi có thể nói ra sai lầm của liệt đồ tự nhiên ta sẽ không thiên vị. Triệu Vô Cực nhìn Vũ trưởng lão nói, dường như hắn cũng không dám đắc tội với người này. Lục Lâm Thiên chính là Vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, đủ để trở thành đệ tử thân truyền. Sử Vân Sinh lại cố ý giấu giếm còn muốn đánh chết hắn, lẽ nào đây không phải là một cái tội? Vũ trưởng lão chất vấn. Vũ trưởng lão, nói thế nào thì nói Lục Lâm Thiên mới tới vài ngày tại sao phải giấu giếm. Về phần muốn đánh chết, theo ta được biết, Lục Lâm Thiên này lớn mật làm bậy, đánh chết hơn 50 đệ tử, ngay cả tiểu đội trưởng chấp pháp đội cũng dám đánh chết, hành vi như vậy coi như thiên phú cực cao thì làm sao? Lẽ nào tông quy của Vân Dương Tông ta chỉ để tượng trưng thôi sao? Xiết thì sao, lẽ nào chư vị không thèm để ý tới tông quy Vân Dương Tông ta? Ánh mắt Triệu Vô Cực đảo qua người chúng trưởng lão, khóe mắt hiện lên chút dư quang, mang theo hàn ý tràn ngập nhìn Lục Lâm Thiên. Triệu Vô Cực, sớm muộn cũng có một ngày bản công tử phải đem Triệu gia ngươi nhổ cỏ tận gốc, giày vò ngươi cho đến chết. Lục Lâm Thiên âm thầm thề. Triệu Vô Cực, có một số việc trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng. Vũ trưởng lão quả thực không giỏi mồm mép, thế nhưng lúc này lại nói. Vũ trưởng lão, đây là ý tứ gì? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, nhìn xuống bên dưới rồi nói. Vân Sinh, các ngươi phụ trách toàn bộ việc hàng ngày của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên thân là đệ tử Vân Dương Tông phạm phải tông quy nên xử lý sao thì xử lý đi. Nếu dám phản kháng giết không tha, tông quy của Vân Dương Tông ta không chỉ để trang trí. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, dường như quyết tâm phải giết chết Lục Lâm Thiên mới thôi. Ai dám động tới ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Lục Lâm Thiên, hiện tại ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử. Lục Thiếu còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Lục Lâm Thiên, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Tạ trưởng lão nói. Thiếu Du à, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không? Tống trưởng lão vội vàng nói. Lục Lâm Thiên, ta cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng không? Trên bầu trời từng thanh âm truyền đến, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, từng người một, tổng cộng có hơn 10 người muốn thu hắn làm đồ đệ, ngoại trừ Triệu Vô Cực. Các ngươi có ý tứ gì? Ta nói trước tiên, các ngươi còn dám đoạt với ta? Vũ trưởng lão quát lớn. Vũ trưởng lão, không thể nói như vậy nha, chuyện thu đồ đệ không phải ai mở miệng trước là được. Không sai, phải xem ai thích hợp nhất. Lục Lâm Thiên là Vũ giả tam hệ thổ, phong, hỏa. Ta cũng chính là hệ hỏa, ta dạy hắn là hay nhất.
Ta là thuộc tính phong nha, ta đến dậy mới tốt nhất. Trên bầu trời 10 trưởng lão không ngừng cãi nhau khiến cho chúng đệ tử phía dưới trợn mắt há mồm. Bình thường đệ tử muốn cầu trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội. Cho dù là đệ tử có thiên phú tốt cũng sẽ không có trưởng lão nào chủ động yêu cầu thu làm đệ tử. Mà hiện tại hơn 10 trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu một đệ tử khiến cho đám đệ tử phía dưới đố kỵ tới nhức răng. Hận không thể là Lục Lâm Thiên, có bao nhiêu chỗ tốt nha. Tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn. Khục khục. Một lát sau, Dương trưởng lão vội ho một tiếng, dường như cũng ý thức được mình đang ở trước mặt chúng đệ tử, mấy trưởng lão cãi nhau có chút ảnh hưởng không tốt lắm. Hắn nói, chư vị trưởng lão, không bằng chúng ta vào trong tông rồi thương nghị tiếp. Chư vị trưởng lão, Lục Lâm Thiên phạm phải tông quy, các ngươi còn muốn thu làm đệ tử sao? Lẽ nào các ngươi không đặt tông quy trước mắt? Vẻ mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, hơn 10 trưởng lão tranh nhau thu đồ đệ, tâm tình của hắn lúc này càng ngày càng kém đi. Triệu Vô Cực, bớt nói nhảm cho ta, Lục Lâm Thiên giết hơn 50 đệ tử không phải là đại sự gì. Theo ta được biết, hơn 50 người đánh không lại một người chết là đáng. Lục Lâm Thiên ta quyết định thu rồi, người không phục cứ phóng ngựa tới đây. Vũ trưởng lão quát lên một tiếng. Vũ trưởng lão, tông có tông quy. Cơ mặt Triệu Vô Cực co quắp lại nói. Tông quy cái gì, người khác cho ngươi vài phần mặt mũi thế nhưng ta lại không sợ. Có gì cứ phóng ngựa qua đây, chọc giận ta ta đến Triệu gia các ngươi chơi một chút. Vũ trưởng lão lại nói. Có sư phụ như vậy cũng không tồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Vũ trưởng lão này còn chưa chính thức thu hắn làm đồ đệ đã bao che khuyết điểm như vậy xem ra cũng có thể coi là một vị sư phụ tốt. Chư vị trưởng lão, tông chủ có lệnh. Phía ra có một đầu yêu thú khổng lồ đang bay tới, trên lưng yêu thú lúc này có mấy người đứng đó. Yêu thú phi hành hỏa hệ xích thú tứ giai sơ kỳ. Lục Lâm Thiên đánh giá đầu yêu thú trước mặt này, thân thể mấy chục thước, hẳn là đã thu nhỏ thân thể một chút. Bản thể của yêu thú đạt tới tứ giai tuyệt đối không nhỏ. Trên lưng đầu yêu thú này có một nam một nữ, tuổi chừng 17-18, nam khuôn mặt anh tuấn, nữ dáng dấp xinh đẹp, khí chất bất phàm. Tham kiến chư vị trưởng lão. Hai người tiến về phía trước hướng về phía các vị trưởng lão thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đều có tu vi vũ tướng. Cảm nhận khí tức của hai người Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Tuổi tác hai người cũng không lớn. Thế nhưng đã có tu vi vũ tướng, hẳn là vũ tướng. Nhị trọng, thực lực như vậy hẳn thiên phú vô cùng mạnh. Lưu tâm, tông chủ nói cái gì? Nhìn thấy hai người này chúng trưởng lão tức thì khôi phục bộ dáng đạo mạo, Dương trưởng lão kia hỏi. Dương trưởng lão, chư vị trưởng lão, tông chủ nghe nói có một đệ tử tên là Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ cho nên mời chư vị trưởng lão cùng đệ tử Lục Lâm Thiên tới đại điện. Nữ tử xinh đẹp kia nói xong tức thì nhìn chung quanh. Tông chủ cũng biết, vẻ mặt đám người hơi đổi, mà người biến sắc nhanh nhất không nghi ngờ gì là Triệu Vô Cực. Đi thôi, chúng ta trở về. Tạ trưởng lão nhẹ nhàng nói. Ai là Lục Lâm Thiên? Lên núi với chúng ta một chuyến, tông chủ muốn gặp ngươi. Trên lưng đầu xích thú kia, lúc này người thanh niên mở miệng nói. Là đệ tử. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng hắn hiện tại cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới động tĩnh hai ngày nay của hắn ngay cả tông chủ cũng bị làm cho kinh động. Đi lên đây, theo chúng ta lên núi một chuyến. Lúc này ánh mắt hai người đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như biết thứ gì đó. Siêu! Chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên chợt vận chuyển nhanh chóng bay lên trời đáp xuống lưng đầu yêu thú xích thú kia. Tông chủ muốn gặp hắn quả thực không nên từ chối. Cũng tốt, đi xem vị tông chủ Vân Dương Tông này một phen. Tông chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên, Lục Lâm Thiên đã từng nghe Vũ Xuất Thôi Hồn Độc Đông Vô Mệnh thỉnh thoảng nhắc tới, người này thực lực cường hãn, tu vi đạt tới cảnh giới Vũ Vương, phóng mắt ra toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng là một cường giả. Năm đó có người tạo ra cường giả bảng ghi lại 10 người mạnh nhất Đại Lục Linh Vũ thì có Tông chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên ở trong đó. Mặt khác còn có môn chủ Tam Tông Tứ Môn, 7 người này chiếm 7 vị trí, còn 3 người còn lại phân biệt là người trong cổ vực và thành Ma Vân. Thập đại cường giả này mặc kệ là đúng hay sai, thế nhưng ít ra cũng có thể chứng minh 10 người trên bảng tuyệt đối là có thực lực cường hãn. Chư vị trưởng lão, chúng ta lên núi. Tông chủ đang chờ.
Thanh niên vũ xuất kia nói xong đầu xích thứ kia bắt đầu đập hai cánh. Chúng ta đi thôi. Chúng trưởng lão trong nháy mắt lăng không rời đi. Chỉ có vũ trưởng lão còn chưa đạt tới vũ xuất cho nên chỉ có thể cưỡi tỏa kỵ yêu thú phi hành. Sở hữu một đầu lam ngọc lang ưng ngũ giai cũng đủ chống đỡ mặt mũi cho vũ trưởng lão rồi. Cưỡi yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên đi qua mấy ngọn núi, hắn vẫn không quên chỉ định Thiên Sĩ Tuyết Sư ở phụ cận chờ mình. Nhìn núi non dưới chân, diện tích của Vân Dương Tông quả thực không nhỏ. Lúc này hắn mới biết được, khu vực mà hắn tiếp xúc hai ngày nay chỉ là khu vực dành cho những tân sinh đệ tử mà thôi. Lúc này trên lưng yêu thú nhìn xuống, từng ngọn núi lượn lờ sương mù, biến hóa khác nhau. Dưới ánh mặt trời núi non dường như được tẩy rửa một lần toát lên vẻ xanh tươi. Đỉnh núi nằm trong mây mù, như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được có không ít kiến trúc nằm trên đỉnh núi. Dãy núi dài liên miên, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra quang mang nhàn nhạt, toát lên vẻ tráng lệ. Một lát sau, trước mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được. Chỉnh thể của ngọn núi này vô cùng lớn, có thể hình như ngọn núi như một người khổng lồ chân đạp đất, đầu đội trời, sừng sững giữa vạn núi. Độ cao chừng ngàn thước, ngọn núi sừng sững, sườn núi có không ít đá sắp xếp theo một thứ tự nhất định, giống như chòm sao thương long, khí thế phi phàm. Trong ngọn núi, Lục Lâm Thiên gặp không ít kiến trúc, loáng thoáng có thân ảnh không ngừng di chuyển. Chúng ta tới nơi rồi. Từ lúc khởi hành cho tới bây giờ cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Nếu như đi bộ thì đương nhiên sẽ rất xa. Lúc này đôi nam nữ kia nói với Lục Lâm Thiên, dọc đường hai người này cũng không nói gì với hắn, cũng không dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đầu xích thứ này sau khi bay một vòng quanh đỉnh núi rồi đậu trên đó. Lục Lâm Thiên theo hai người nhảy xuống đỉnh núi. Lúc này hắn mới cảm thán, những ngọn núi vừa rồi quả thực là nhỏ bé. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía trước, những dãy núi khi trước đều ở dưới chân. Có vẻ trống trải, hắn có cảm giác mình giống như một vị tiên nhân ngao du đất trời, trong lòng không khỏi có một cỗ hào khí. Siêu! Lúc này chúng trưởng lão Vân Dương Tông cũng đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Ngoại trừ Triệu Vô Cực ra, mỗi trưởng lão đều hướng về phía Lục Lâm Thiên mà mỉm cười. Chúng ta nhanh tới đại điện, đừng để tông chủ chờ lâu. Dương trưởng lão nói xong, lập tức chúng trưởng lão đi tới phía trước, Lục Lâm Thiên theo sau. Ra mắt chư vị trưởng lão. Trên những bậc thang rộng chung quanh thi thoảng có đệ tử dừng lại hành lễ. Nhìn chung quanh đánh giá một chút tức thì Lục Lâm Thiên chấn động, toàn bộ ngọn núi không lồ dường như đều bị người ta mài qua, vô cùng nhẵn nhụi. Một lát sau khi đi qua những bậc thang quanh co thì có một tòa cung điện lớn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Cung điện này ở trên đỉnh núi, diện tích mấy nghìn thước, hai bên cân đối, trên cung điện dường như được dát hoàng kim. Dưới ánh sáng chiếu xuống lập lòe chiếu sáng, vô cùng rực rỡ. Trước cung điện còn có một cái sân nhỏ, cả sân nhẵn mịn dường như là dùng một loại ngọc thạch không biết tên lát thành. Cung điện thật lớn nha, không hổ là Vân Dương Tông trong Tam Tông Tứ Môn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, trên đỉnh núi xây dựng một cung điện như vậy độ khó vô cùng lớn, tiêu hao nhân lực cùng tài lực không kể xiết, tuyệt đối không phải là số ít. Tham kiến chư vị trưởng lão. Trước cung điện có mười mấy đệ tử Vân Dương Tông hành lễ. Đều có tu vi vũ phách. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, hơn 10 đệ tử này đều có tu vi vũ phách. Xem ra đều đứng canh cửa, thực lực của Vân Dương Tông quả thực quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên cũng sớm chú ý tới, tổng cộng 11 vị trưởng lão Vân Dương Tông hắn đều gặp được. Thế nhưng trong 11 người này toàn bộ đều là vũ giả. Đường đường Vân Dương Tông không có khả năng không có linh giả tồn tại. Dù sao nếu có linh giả lên núi sẽ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền. Vì vậy nhất định trong Vân Dương Tông còn có không ít linh giả, chỉ ít cường giả linh suất vẫn phải có. Thế mà hiện tại 11 trưởng lão một linh giả cũng không có. Vì vậy Lục Lâm Thiên thầm suy đoán, thực lực Vân Dương Tông mà hắn thấy có lẽ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Theo chúng trưởng lão đi vào trong cung điện, bên trong cung điện vô cùng xa hoa khiến cho hắn trợn mắt há mồm. Sau khi đi qua mấy hành lang có không ít đệ tử Vân Dương Tông hành lễ thì rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng theo chúng trưởng lão đi tới đại điện. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một đại điện có thể chứa tầm 300 người, giống như hội trường của kiếp trước. Bốn phía đại điện có không ít đệ tử Vân Dương Tông đứng đó giống như đang mở trận địa sẵn sàng đón địch. Khí tức tất cả đệ tử đều không ngoại lệ là vũ phách. Lúc này trong đại điện có một thân ảnh đang ngồi đó.
Người này tuổi tác chừng 40, có lẽ nhiều hơn một chút, hai mắt sáng sủa trong suốt mang theo một chút thâm thúy khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Mũi thẳng, ngũ quan giống như tạc tượng, góc cạnh rõ ràng mà anh tuấn. Mặc trường bào màu xanh, phía sau có áo choàng, toàn thân toát lên vẻ hoang dã không câu nệ kèm theo đó là uy thế khiếp người. Tham kiến tông chủ, chúng trưởng lão hành lễ. Đây là tông chủ Vân Dương Tông Vân Khiếu Thiên sao? Lục Lâm Thiên sợ hãi than, so với trí tưởng tượng của hắn khác nhau quá lớn. Một trong thập đại cường giả của Linh Vũ Đại Lục, một trong những tông chủ của Tam Tông Tứ Môn không ngờ lại trẻ như vậy. Lục Lâm Thiên cũng vội vàng hành lễ. Hắn khẽ cau mày, hắn có cảm giác vị tông chủ này và bản thân dường như đã gặp mặt, có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra. Chỉ là Lục Lâm Thiên lại khẳng định mình chưa từng gặp mặt Vân Khiếu Thiên này, loại cảm giác này rất kỳ quái. Chúng trưởng lão, mời ngồi. Sư huynh, người cũng tới sao? Mời ngò. Trên ghế, Vân Khiếu Thiên khẽ cười, thanh âm trầm thấp dường như có thể xuyên thấu chung quanh. Tông chủ sư đệ, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Ta định thu một đồ đệ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Vũ trưởng lão nhanh chóng tiến lên, trực tiếp ngồi xuống dưới bảo tọa thứ nhất. Chúng trưởng lão cũng lần lượt ngồi xuống. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua một chúng, 11 trưởng lão lần lượt ngồi xuống phía sau Vũ trưởng lão. Cũng chính là Dương trưởng lão và một lão giả mặc trường sam màu đen. Hai người này cũng chính là hai người mà Lục Lâm Thiên đoán cảnh giới đã đạt tới Vũ Vương. Mà Triệu Vô Cực lúc này ngồi đối diện bọn họ, lần lượt là những trưởng lão khác. Từ chỗ ngồi của mọi người Lục Lâm Thiên có thể đoán ra địa vị cao thấp trong Vân Dương Tông. Thực lực của Triệu Vô Cực dường như cũng không mạnh hơn Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão. Thế như vị trí lại cực cao, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn thấy được tuy rằng Vũ trưởng lão có thực lực thấp nhất nhưng địa vị lại cao nhất, từ cách nói chuyện với Vân Khiếu Thiên là có thể biết được. Sư huynh, người muốn thu đệ tử sao? Không thành vấn đề, thu ai cũng được. Trên bảo tọa, Vân Khiếu Thiên cười nói với Vũ trưởng lão. Khục khục. Tạ trưởng lão vội ho một tiếng rồi nói. Vũ trưởng lão thu đồ đệ đương nhiên là chuyện tốt, ngoại trừ Lục Lâm Thiên ra thì những tân sinh đệ tử kia Vũ trưởng lão chọn ai ta cũng không có ý kiến. Thúi lắm, các ngươi có ý gì? Lần trước lựa chọn đệ tử thân truyền các đã chọn hết. Bây giờ ta chọn một người các ngươi lại không cho. Ta nói cho các ngươi biết, đồ đệ như Lục Lâm Thiên ta quyết thu rồi. Vũ trưởng lão lập tức nổi bão. Vũ trưởng lão, người cũng không thể không giảng đạo lý như vậy chứ. Chúng ta nên bàn bạc lại một chút, xem ai thích hợp nhất thu Lục Lâm Thiên làm đồ đệ. Trên một tòa cự phong có một đình viện u nha, lúc này trong đình viện có hai thân ảnh xinh đẹp. Một nữ nhân trong đó tuổi chừng mười mấy, mặc trang phục màu xanh. Trang phục trên người không thể che đi đường cong lung linh, eo thon nhỏ nhắn, cặp đùi thon dài, ngũ quan tuyệt mỹ, quả thực giống như tiêu tử không ăn khói lửa nhân gian. Một bóng hình xinh đẹp khác thì mặc trang phục giống như nhà hoàn, ngũ quan thanh tú, tuổi chừng mười mấy. Nếu Lục Lâm Thiên ở đây không chừng thấy hai nàng này sẽ lập tức chạy trối chết. Hai nàng này không phải ai khác chính là hai cô gái có trang phục tuyệt đẹp hắn từng gặp trong sơn mạch Vũ Đô. Ban đầu Lục Lâm Thiên không ngờ nữ nhân này lại độc ác như vậy, mãi sau khi nếm thử tư vị không dễ chịu của toàn tâm châm hắn mới chạy trốn chết, sau đó gặp được lão độc vật thôi hồn độc suốt đông kia. Vô Song tỷ, người có ở đây không? Nữ tử mặc trang phục màu xanh đi tới bên ngoài đình viện nũng nịu kêu lên một tiếng. Hồng Lăng, sao ngươi lại rảnh rỗi tới đây? Trong đình viện lúc này thân ảnh đi ra, chính là đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc còn có Dương Diệu trong đó. Đối với nữ nhân trước mắt này mọi người vô cùng quen thuộc. Chính là yêu nghiệt nổi danh trong Vân Dương Tông, nữ nhi của tông chủ, tuổi tác xấp xỉ chúng nữ. Sau khi trở thành đệ tử thân truyền bọn họ liền quen nàng. Người xưa có câu vật họp theo loài, những nữ tử tuyệt mỹ này tự nhiên sẽ nhanh chóng thân quen với nhau, xưng làm tỉ muội, tình cảm vô cùng tốt. Gần đây ta đều phải tu luyện khó chịu muốn chết, cho nên qua gặp mọi người. Nữ tử mặc trang phục màu xanh mỉm cười nói, dung nhanh tuyệt mỹ không dưới Lục Vô Song. Mà thiên phú tu luyện của nữ tử này cũng khiến cho chúng nữ vô song. Ngay cả Dương Diệu là vũ giả song hệ cũng ảm đạm thất sắc không ít. Bởi vì nữ nhân này là yêu nghiệt nổi danh ở Vân Dương Tông, vũ giả tam hệ, mới có 19 tuổi mà tu vi đã đạt tới vũ phách tam trọng,
loại thiên phú và thực lực khủng bố này khiến cho bọn họ xấu hổ không thôi. Ai bảo ngươi mỗi ngày đều tu luyện, cũng không biết nghỉ ngơi. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại chúng ta đã không theo kịp rồi. Dương Diệu khẽ nói, thiên phú chênh lệch quá lớn, cho nên cũng không có áp lực gì. Vô Song tỷ, sao ngươi lại buồn rầu như vậy? Có chuyện gì sao? Lúc này nữ tử mặc cung trang màu xanh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Vô Song tức thì cau mày, nghi hoặc hỏi. Hồng Lăng, Vô Song tỷ đang vì chuyện của Thiếu Du mà lo lắng. Độc Cô Băng Lan nói. Thiếu Du, ai là Thiếu Du? Thiếu nữ kia hỏi. Là đệ đệ Lục Lâm Thiên của Vô Song tỷ, cũng là vũ giả tam hệ. Chỉ là hắn vừa mới vào trong tông đã chọc vào không ít phiền phức. Ta vừa mới nghe nói hắn còn đánh chết đội trưởng chấp pháp đội Ôn Tước làm kinh động tới tông chủ. Cho nên Vô Song tỷ mới lo lắng như vậy. Thúy Ngọc nói. Đệ đệ Vô Song tỷ không phải là Lục Thiếu Hổ sao? Sao lại còn có một Lục Lâm Thiên nữa? Hắn là ca ca của Lục Thiếu Hổ, chỉ là quan hệ không được tốt lắm. Lông mi Vô Song nhíu lại, sau khi biết tông chủ gọi Lục Lâm Thiên đi, trong lòng nàng vẫn không ngừng lo lắng, bất an. Các ngươi lo lắng như thế này cũng không có tác dụng nha. Vũ giả tam hệ sao? Ta cũng có chút hiếu kỳ, không bằng chúng ta cùng đi xem. Thiếu nữ kia mỉm cười, trên khuôn mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Thế nhưng đại điện không phải là nơi mà chúng ta có thể tùy ý đi vào nha. Lục Vô Song nói. Sợ cái gì, ta dẫn mọi người đi, để xem ai dám ngăn cản ta. Thiếu nữ mặc cung trang màu xanh mỉm cười, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nói. Thế nhưng, Lục Vô Song có chút lo lắng. Nhưng mà cái gì, Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi, giết một tên ở chấp pháp đội thì đã làm sao? Ta đã sớm chướng mắt đám người đó rồi. Nếu như cha ta dám xử phạt đệ đệ tỷ ta sẽ giúp tỷ nghĩ cách. Đi thôi. Thiếu nữ kia vỗ ngực mình nói một câu rồi lập tức lôi kéo mọi người đi ra ngoài. Trong đại điện, 10 trưởng lão lúc này vẫn còn đang cãi nhau. Trong đó thanh âm của Vũ trưởng lão là lớn nhất, mà vẻ mặt Triệu Vô Cực thì lạnh lùng. 10 trưởng lão cãi nhau tới mức thiếu chút nữa xắn tay áo đánh nhau. Cả đám mặt đỏ tia tai, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lúc này cũng trắng xanh. Sắc mặt hai vị đệ tử vừa mang theo bọn người Lục Lâm Thiên lúc này cũng biến đổi, bọn họ thực sự không ngờ 10 trưởng lão vì một đệ tử mà lại biến thành bộ dáng như vậy. Dù trong tông có đại sự cũng không thấy trưởng lão nào nhiệt tình như vậy nha. Lục Lâm Thiên lúc này đang đứng ở giữa đại điện, cũng chỉ có thế bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới bản thân hắn lại được hoan nghênh tới mức này. Khục khục. Vân Khiếu Thiên vội ho một tiếng, 10 trưởng lão cãi nhau tới mức như vậy quả thực khó coi. Hắn không nhịn được mà nói. Chư vị trưởng lão nghe ta nói một câu được không? 10 trưởng lão lúc này mới dừng lại, Vũ trưởng lão vừa rồi cãi nhau hăng say nhất đặt mông ngồi xuống ghế thở phì phò nói. Tông chủ sư đệ, ngươi nói đi, dù sao đi nữa Lục Lâm Thiên nhất định thuộc về ta. Vân Khiếu Thiên đối với sư huynh hắn cũng rất là bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác không thoải mái. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ, nhị tử Lục Trung sao? Trên bảo tọa, Vân Khiếu Thiên nhàn nhạt hỏi. Cảm nhận được áp lực mà Vân Khiếu Thiên tạo nên cho mình, Lục Thiến Du khẽ vận chuyển chân khí rồi ngẩng đầu thi lễ nói. Bẩm tông chủ, đệ tử chính là Lục Lâm Thiên. Lúc Vân Khiếu Thiên nhìn vào Lục Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn lại nói. Ta nghe nói hôm qua ngươi đánh chết 53 đệ tử, có lý do nào không? Lẽ nào không biết, hậu quả của việc vi phạm tông quy không phải là thứ mà ngươi có thể gánh chịu sao? Hồi bẩm tông chủ, vừa rồi đệ tử lại đánh chết một người ở chấp pháp đội. Nếu như tông chủ cho rằng có người muốn giết đệ tử mà đệ tử ngay cả bảo vệ mình cũng bị phạt thì đệ tử không còn gì để nói. Đệ tử nghĩ là, nếu có người muốn giết đệ tử thì đệ tử nhất định phải giết chết bọn chúng trước, cắt đứt hậu hoạn. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Hắn cảm nhận được uy áp của Vân Khiếu Thiên đã mạnh hơn một chút. Toàn thân hắn đều bị một áp lực vô hình đè lên. Lập tức Lục Lâm Thiên không chịu thua vận chuyển chân khí nhanh chóng chống đỡ áp lực. Miệng lưỡi không tồi nhưng không mất đi bản tính. Từ sát khí trên người ngươi ta thấy ngươi giết người thành nghiện rồi nha. Vân Khiếu Thiên cười nói, ánh mắt thu lại, nhanh chóng phân ra một tia lực đạo bao phủ quanh thân thể Lục Lâm Thiên. Từ xưa tới nay tông phái nào cũng phải trải qua gió tanh mưa máu mới phát triển giữ vững được cơ ngơi, có kiêu hùng nào mà không giết người cơ chứ?
sát khí quanh thân Lục Lâm Thiên trong lúc bất chi bất giác phóng ra. Đối mặt với Vân Khiếu Thiên tuy rằng thua thực lực nhưng cũng không thể để thua về khí thế. Hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Nếu như có người muốn giết ta đương nhiên ta sẽ tiếp tục giết bọn họ. Tiểu tử kiêu ngạo, không ngờ trước mặt tông chủ còn dám làm càn. Người đánh chết đồng môn, dựa theo tông quy nên xử tử. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Triệu trưởng lão, Lục Lâm Thiên có tội gì ta đã biết, chuyện này cho qua đi thôi. Vân Khiếu Thiên nhìn vào Lục Lâm Thiên một lát, ánh mắt chợt hiện lên một chút dị sắc rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắn mỉm cười, sau khi nói với Triệu Vô Cực một câu rồi nói. Bạch mi ra đi. Tham kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. Lúc này từ cửa bên đại điện, thân ảnh Bạch mi xuất hiện sau khi hành lễ rồi đứng ở bên người Lục Lâm Thiên, đánh mắt cho mắt. Triệu trưởng lão, mọi chuyện Bạch mi đã nói cho ta biết. Là những đệ tử kia làm sai trước, Lục Lâm Thiên dưới tình huống bảo vệ mình nên mới giết đám người không biết trời cao đất rộng kia, cũng không có gì đáng trách. Vân Khiếu Thiên nói, tông chủ, Lục Lâm Thiên này vừa rồi lại còn đánh trả, giết chết người của chấp pháp đội Ôn Tước, đây chính là trọng tội. Triệu Vô Cực nhìn về phía Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là trọng tội? Triệu Vô Cực, người bớt làm nhảm đi cho ta. Là tên Ôn Tước kia tự mình muốn chết, chấp pháp đội lẽ nào có thể tùy tiện đánh chết đệ tử bình thường sao? Ta nghĩ đám người chấp pháp đội kia nên chỉnh đốn lại bản thân mình thì hơn. Vũ trưởng lão nói. Lục Lâm Thiên giết Ôn Tước, đám người chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ôn Tước kiêu ngạo ngang ngược, tự mình muốn chết. Theo ta thấy chấp pháp đội nên chỉnh đốn lại. Tạ trưởng lão nói. Hóa ra chư vị trưởng lão đều cho rằng như vậy. Được rồi, nếu như không phải là lỗi của Lục Lâm Thiên thì tự nhiên hắn vô tội. Triệu trưởng lão người thân là trưởng lão hẳn sẽ không tính toán với tân đệ tử chứ. Vân Khiếu Thiên nói. Hóa ra chư vị trưởng lão đều cho rằng như vậy. Được rồi, nếu như không phải là lỗi của Lục Lâm Thiên thì tự nhiên hắn vô tội. Triệu trưởng lão người thân là trưởng lão hẳn sẽ không tính toán với tân đệ tử chứ. Vân Khiếu Thiên nói. Hừ. Cơ mặt Triệu Vô Cực co quắp lại, thế nhưng vẫn chắp tay cười nói. Lão phu đương nhiên sẽ không tính toán với một tiểu tử, ta cũng vì suy nghĩ cho tông quy mà thôi. Nếu tông chủ nói vậy tự nhiên ta cũng không có ý kiến. Như vậy là tốt nhất. Vân Khiếu Thiên nói, rồi lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên. Hiện tại có hơn 10 vị trưởng lão muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Đệ tử đa tạ chư vị trưởng lão yêu ái, quả thực đệ tử có chút được quá yêu mà sợ hãi. Lục Lâm Thiên nói, ngươi chính là vũ giả tam hệ, thiên phú lại cao, 10 vị trưởng lão đều có tâm tư thu ngươi làm đồ đệ bồi dưỡng trọng điểm. Bản tông cũng phá lệ cho ngươi sớm trở thành đệ tử thân truyền. Chỉ là hiện tại cả 10 vị trưởng lão đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng bái một trong các vị trưởng lão đây làm sư phụ hay không? 10 vị trưởng lão đều có tu vi cao tuyệt, đủ để làm sư phụ ngươi. Chuyện này, Lục Lâm Thiên có chút bối rối, tông chủ Vân Khiếu Thiên này dường như có ý bảo hắn, hy vọng hắn chọn một người có thực lực cao nhất mà bái sư. Thế nhưng giữa hắn và vũ trưởng lão còn có ước định a? Chư vị trưởng lão, các ngươi đều có tâm thu đồ đệ, để thiếu du tự mình lựa chọn sư phụ của mình đi. Các ngươi có ý kiến gì không? Vân Khiếu Thiên nhìn về phía chúng trưởng lão nói. Ta không có ý kiến, để Lục Lâm Thiên tự mình chọn cũng được. Vũ trưởng lão tức thì cười hắc hắc, là người đồng ý đầu tiên. Ta cũng không có ý kiến, ta tin Lục Lâm Thiên sẽ chọn được vị sư phụ hợp với mình nhất. Tống trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nở nụ cười mờ ám mà nói. Dường như đang nhắc Lục Lâm Thiên chuyện hôm qua. Ta cũng không có ý kiến. Những trưởng lão còn lại sau khi nhìn nhau cũng không còn ai có ý kiến nữa. Bọn họ cũng biết, nếu cứ cãi nhau như vậy thì cả ngày hôm nay cũng không có kết quả, vậy thì đánh cược vào vận khí của mình mà thôi. Lục Lâm Thiên, ngươi tự mình chọn một sư phụ đi. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lại rơi vào người Lục Lâm Thiên, trong mắt lúc này có chút kinh ngạc. Vân Khiếu Thiên này đúng là xảo quyệt, để cho ta chọn hắn sẽ không đắc tội bất cứ trưởng lão nào, quả thực vô cùng cao minh a. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía 10 trưởng lão, tức thì 10 trưởng lão lập tức khẩn trương. Bạch Mi bên cạnh Lục Lâm Thiên lúc này vẫn còn kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng hắn đã sớm biết Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, muốn thành đệ tử thân truyền cũng không khó.
thế nhưng hắn không ngờ tới Lục Lâm Thiên lại được hoan nghênh tới mức này. Bạch Mi trưởng lão cũng không biết, trong sáng nay khi giao thủ với Ôn Tước, phần thiên phú của Lục Lâm Thiên đã lọt vào mắt đám trưởng lão này. 18 tuổi đã là Vũ Sư Cửu Trọng, là thiên phú đỉnh cấp. Mà Vũ Sư Cửu Trọng có thể đánh chết Vũ Phách Tam Trọng nha. Loại thực lực như thế càng khiến cho các trưởng lão chấn động. Đệ tử như vậy mà không đoạt vào tay quả thực phải xin lỗi chính mình rồi. Vì vậy những trưởng lão này đều muốn thu Lục Lâm Thiên vào làm đệ tử mình, đem về giáo dục một chút, không lâu sau đó dưới đám đệ tử mình sẽ có một cường giả. Địa vị tông môn khi đó chỉ sợ có tăng chứ không có giảm nha. Vì vậy lúc này những trưởng lão này đều mong Lục Lâm Thiên có thể chọn mình. Chư vị trưởng lão, đệ tử Lục Lâm Thiên rất cảm kích tấm lòng yêu tài của chư vị trưởng lão, nếu như đệ tử có thể đồng thời bái các vị trưởng lão làm sư phụ thì đệ tử nhất định sẽ không chút do dự. Lục Lâm Thiên nhìn về phía các vị trưởng lão nói. Tiểu tử này mặt thật dày nha. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ. Lúc này chúng trưởng lão nghe Lục Lâm Thiên nói vậy trong lòng cũng có chút bất ổn, không biết Lục Lâm Thiên này sẽ chọn ai. Lục Lâm Thiên ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ là đệ tử biết đây là chuyện không có khả năng, trong lòng đệ tử đã chọn một trong các vị làm trưởng lão, tuy rằng đệ tử đã chọn sư phụ rồi thế nhưng trong lòng đệ tử cũng hận không thể làm đệ tử của tất cả các vị trưởng lão ở đây lắng nghe các trưởng lão dạy bảo, đây chính là bất hạnh của đệ tử. Thế nhưng sau này chỉ cần các trưởng lão có điều gì sai bảo Thiếu Du nhất định sẽ không chối từ. Trong lòng Thiếu Du sẽ luôn tôn kính các vị trưởng lão ở đây như là sư phụ của mình vậy. Lục Lâm Thiên nói xong khiến cho mọi người có mặt ở đại điện tức thì sửng sốt. Những lời này vào tai những trưởng lão đều vô cùng ngọt ngào, đều vô cùng hưởng thụ, đương nhiên ngoại trừ Triệu Vô Cực. Hảo tiểu tử, không đắc tội với bất kỳ ai, cẩn trọng, tâm cơ có thừa. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ. Đệ tử mong Vũ trưởng lão thu đệ tử làm đồ đệ. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi quỳ xuống hành lễ. Trong lòng Lục Lâm Thiên kỳ thực đã sớm đoán ra, trưởng lão họ Dương kia và trưởng lão mặc đạo bào màu đen là hai người có thực lực mạnh nhất. Bái nhập môn hạ hai người này trên phương diện tu luyện có chỗ tốt cực lớn, đương nhiên hơn những chỗ khác một chút. Những trưởng lão kia đều là Vũ xuất cửu, bát trọng. Đặc biệt là Tống trưởng lão và Tạ trưởng lão đều có ý với hắn. Đặc biệt là Tạ trưởng lão lại là sư phụ của Lục Vô Song, hai người này hắn cũng cực kỳ coi trọng. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Vũ trưởng lão, thực lực trưởng lão rất thấp. Trên phương diện tu luyện sợ rằng không cấp được cho hắn chỗ tốt nào. Thế nhưng hắn biết, bản thân mình trên phương diện tu luyện có Nam Thúc chỉ điểm vậy là đủ rồi. Hơn nữa bản thân mình lại tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết cũng không có ai có thể chỉ điểm được. Cho nên có thể bỏ qua điều này. Mà Vũ trưởng lão này đối với hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, Lục Lâm Thiên cũng đã nhìn thấy, ghi tạc trong lòng. Loại sư phụ này mới là người hắn cần. Huống chi địa vị Vũ trưởng lão ở Vân Dương Tông cực kỳ cao. Sau này nếu hắn muốn tìm kiếm Vạn Niên Xích Đồng có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Lại nói bản thân hắn đã sớm đạt thành hiệp nghị với Vũ trưởng lão, Lục Lâm Thiên đương nhiên lựa chọn Vũ trưởng lão rồi. Ha ha, tốt, đồ nhi tốt của ta. Từ hôm nay người chính là đồ đệ của Vũ Ngọc Tiền ta. Vũ trưởng lão đứng lên, có vẻ vô cùng kích động. Tuy rằng hắn và Lục Lâm Thiên từng có giao ước, thế nhưng nếu Lục Lâm Thiên muốn bái người khác làm sư phụ hắn cũng không thể tránh được. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể đứng giữa đám trưởng lão kia chọn hắn làm sư phụ, trong lòng hắn vô cùng kích động. Nhiều năm trôi qua như vậy. Hắn biết bản thân mình có địa vị cực cao trong Vân Dương Tông thế nhưng cũng không phải là do bản thân hắn, cho nên hắn có chút cảm giác khó chịu. Sư huynh, phụ thân Lục Lâm Thiên là Lục Trung. Lục Trung năm đó cũng là đồ đệ ngươi. Nếu hiện tại ngươi thu Lục Lâm Thiên là đồ đệ, điều này, bối phận có chút không thích hợp. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút không tốt, dường như hắn cũng không ngờ tới Lục Lâm Thiên lại chọn Vũ trưởng lão làm sư phụ. Tông chủ. Loại bối phận này đối với tu luyện giả chúng ta không quan trọng lắm. Cha con là cha con, sư phụ là sư phụ, cũng không thể lẫn lộn một chỗ được. Lục Lâm Thiên nói, loại bối phận này đương nhiên hắn sẽ không để ý tới. Đồ nhi của ta nói không sai, ta mặc kệ a, hà tất phải quan tâm tới bối phận này. Bọn họ là cha con bọn họ, ta thu đồ đệ là việc của ta. Vũ trưởng lão nói, Lục Lâm Thiên, ngươi quyết định chưa? Muốn bái nhập làm môn hạ đệ tử của Vũ trưởng lão không? Vân Khiếu Thiên lại hỏi. Đệ tử đã quyết định.
Lục Lâm Thiên nói, xem ra vị tông chủ này muốn hắn tìm một vị lương sư khác. Được rồi, sau này ngươi chính là đệ tử của Vũ trưởng lão. Vân Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Hảo đồ nhi của ta, chúng ta đi thôi, sư phụ mang ngươi đi tìm địa bàn. Vũ trưởng lão lớn tiếng nói. Vũ trưởng lão nói xong lập tức mang Lục Lâm Thiên đi ra khỏi đại điện. Chúng trưởng lão còn lại cũng chỉ có thể phiền não không ngớt. Thật ra bọn họ cũng không có ý trách cứ Lục Lâm Thiên, lại có chút tán thưởng, đều có hảo cảm với hắn. Chỉ là trong lòng có chút phiền muộn mà thôi. Lúc này, trong lòng những trưởng lão ở đây đều không nhịn được mà cùng xuất hiện một câu nói. Củ cải trắng lại ném cho heo ăn, đệ tử tốt đều bị Vũ trưởng lão làm hư. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên rời khỏi, trong mắt Triệu Vô Cực bắn ra hàn ý. Chư vị trưởng lão, Lục Lâm Thiên hiện tại đã là đệ tử của Vân Dương Tông chúng ta. Vũ giả tam hệ tiền đồ vô lượng, ta hy vọng những trưởng lão ở đây có thể trợ giúp Vũ trưởng lão bồi dưỡng đệ tử này. Nếu như tiểu bối này trước đó có đắc tội với chư vị, ta nghĩ chư vị cũng sẽ không tính toán với tiểu bối chứ. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt như vô ý nhìn về phía Triệu Vô Cực. Ánh mắt lạnh lùng kia của Triệu Vô Cực không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Chúng ta hiểu rõ. Các vị trưởng lão đáp, trưởng lão ở đây đều là nhân vật cáo giả, người trong lời tông chủ là ai bọn họ đương nhiên biết. Thiếu Du à, người thích một mình ở đây hay cùng ở với hai sư huynh không nên thân của ngươi? Dù sao đi nữa cũng có rất nhiều chỗ. Ra khỏi đại điện, Vũ Ngọc Tiền nói, tâm tình của hắn hôm nay vô cùng tốt. Nhưng vào lúc này trên sân rộng trước cung điện có mấy thân ảnh xinh đẹp đang đi đến. Chính là đám người Lục Vô Song, Thúy Ngọc và nữ tử mặc cung trang kia. Sư phụ, đệ tử. Lục Lâm Thiên vừa mở miệng thì trong mắt hiện lên một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một nữ tử mặc cung trang, tuổi chừng 19, đôi mắt to tròn, làn da mịn như ôn ngọc, cái miệng nhỏ nhắn, kiểu diễm ướt át, hai sợi tóc mai tung bay trong gió tăng thêm vẻ phong tình, cái eo nhỏ nhắn là lướt. Tiểu thư, người xem là tiểu tặc kia. Trong chớp mắt nha hoàn bên cạnh nữ tử kia phát ra âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt của nàng lúc này đang nhìn chằm chằm về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tặc, đi mòn gót giày không tìm thấy. Không nghĩ tới ngươi lại tới đây. Lúc này nữ tử mặc cung trang màu xanh kia trong khoảnh khắc cũng nhận ra Lục Lâm Thiên đứng trước cửa đại điện. Tên tiểu tặc nhìn thấy toàn thân của nàng, làm sao nàng có thể quên được chứ? Trời, tại sao lại là nàng? Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt này không khỏi hít sâu một hơi. Sao lại là nữ nhân tàn ác này a? Hắn còn tưởng rằng cả đời sẽ không gặp lại nữ nhân này nữa, không nghĩ tới vận đổi sao rời mình lại gặp nàng. Là Thiếu Du, đúng là Thiếu Du. Lục Vô Song lúc này ngẩn ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ không gặp lại được hình bóng này nữa. Thế nhưng lúc này hình bóng này lại xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt giống nhau, toàn thân có chút tà khí nhàn nhạt, không phải là hắn thì đây. Tiểu tặc, ngươi chạy đâu? Lúc này sắc mặt nữ tử mặc cung trang màu xanh sầm xuống, chân khí bùng lên, trong tay xuất hiện quang mang màu xanh bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên, mang theo tiếng gió rít gào. Vũ phách tứ trọng. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nữ tử xinh đẹp này một năm rưỡi trước chỉ có tu vi vũ sư cửu trọng, không nghĩ tới hiện tại đã đạt tới vũ phách tứ trọng. Thiên phú tu luyện như vậy, so với bản thân hắn có được âm dương linh vũ quyết cũng không kém bao nhiêu. Chân khí dưới chân chợt lóe lên. Lục Lâm Thiên chỉ có nhanh chóng thối lui, trong lòng hắn đã có bóng ma cho nên căn bản không dám đối đầu với nữ nhân này. Trốn chỗ nào, hôm nay mà để cho ngươi chạy thoát bản tiểu thư sẽ không mang họ Vân nữa. Nữ tử xinh đẹp kia quát lên một tiếng, chân khí lóe lên, khí lưu chung quanh thân thể giống như đàn ngựa mất cương không ngừng nhộn nhạo, phát ra tiếng ầm ầm, trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra lửa giận. Nhìn Lục Lâm Thiên cấp tốc lui về phía sau. Nàng khẽ nhún chân một cái thân thể hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua tàn ảnh mang theo một đoàn quang mang, giống như linh xà xuất động trực tiếp hướng về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ thật nhanh. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, tốc độ của nữ nhân này, cộng thêm thực lực, quả thực so với Ôn Tước kia là một trời một vực. Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác, nữ nhân này đem đến cho hắn một áp lực cực lớn. Phong chi dực. Một đám chân khí tuôn ra, Lục Lâm Thiên mượn thế nhảy về phía sau. Lúc này phía sau hắn đã ngưng tụ đôi cánh màu trắng. Ngươi không thoát được đâu. Nữ tử xinh đẹp kia lại quát lên một tiếng, chân khí bùng lên, phía sau nàng cũng xuất hiện đôi cánh.
tàn ảnh màu xanh trong tay xuyên thấu không khí mang theo một cỗ lực lượng sắc bén lần thứ hai nhắm về phía Lục Lâm Thiên. Hồng Lăng, ngươi làm gì vậy? Một màn này ngoài nha hoàn Đông Mai của nữ tử xinh đẹp kia, đoán chừng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau Vũ Ngọc Tiền mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt biến sắc. Siêu siêu. Cũng trong nháy mắt này, trong đại điện có mười mấy đạo thân ảnh bay ra, chính là Vân Khiếu Thiên và chúng trưởng lão khác. Một lát sau lại có hơn 10 đệ tử Vũ Phách cũng lục tục chạy ra. Mọi người nhìn chăm chú vào hai thân ảnh trên bầu trời đều nhướng mày. Phanh phanh. Hai người không ngừng giao thủ trên bầu trời làm vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Đông Mai, có chuyện gì vậy? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn lên trên bầu trời nói. Tông chủ, chuyện này. Khuôn mặt nha hoàn Đông Mai đỏ lên, nàng cũng không dám nói thời điểm nàng và tiểu thư tắm bị thanh niên kia nhìn hết nha. Nàng nhanh nhảu nói. Tiểu thư từng bị tên tiểu tặc kia khi dễ cho nên hôm nay vừa gặp lại mới báo thù. Tiểu thư bị khi dễ sao? Chúng trưởng lão tức thì sửng sốt, yêu nữ này trong Vân Dương Tông không ngừng bắt nạt người khác nha, ai dám bắt nạt nàng, nàng không bắt nạt kẻ khác bọn họ đã phải thắp hương tạ ơn trời Phật rồi. Vô Song, có chuyện gì xảy ra vậy? Tạ trưởng lão nhíu mày, hỏi Lục Vô Song. Sư phụ, đệ tử cũng không biết, người nhanh bảo bọn họ dừng tay đi. Lục Vô Song có chút sốt ruột nói, nàng biết thực lực của yêu nữ kia, đó chính là Vũ Phách tứ trọng hàng thật giá thật. Thiếu Du làm sao có thể là đối thủ của nàng? Vũ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Tống trưởng lão cũng hỏi Vũ Ngọc Tiền. Ngươi hỏi ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Vẻ mặt Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu như người khác khi dễ đồ đệ bảo bối của hắn, bằng vào tính tình của hắn sẽ không thèm bận tâm cái gì gọi là lấy lớn bắt nạt nhỏ, hắn đã sớm chạy tới giáo huấn một trầu. Thế nhưng đối tượng lại là yêu nữ này, hắn cũng vô cùng yêu thương nha, cho nên hiện tại hắn cũng đau đầu không ngớt. Tông chủ, người bảo Hồng Lăng dừng tay đi, có việc gì từ từ nói. Tạ trưởng lão nhìn lên không trung rồi nói. Những trưởng lão Vân Dương Tông này đều biết, yêu nữ Hồng Lăng này ở trong Vân Dương Tông chỉ nghe lời một mình tông chủ mà thôi. Chư vị trưởng lão, không vội, lẽ nào các ngươi không muốn biết thiên phú của Hồng Lăng và Lục Lâm Thiên ai cao hơn hay sao? Vân Khiếu Thiên nhìn lên bầu trời lãnh đạm nói. Hai vũ giả tam hệ, quả thực là hiếm thấy. Chúng trưởng lão sau khi hội ý lập tức nhìn lên không trung. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Giữa không trung, Lục Lâm Thiên có chút phiền muộn nhìn vào thiếu nữ trước mặt nói. Ta muốn hảo hảo giáo huấn tên tiểu tặc ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp kia lúc này đã hoàn toàn nổi giận, trong tay cầm một cây trường tiên màu xanh, thân trường tiên như một con độc xà quất một quất về phía Lục Lâm Thiên. Thanh linh khải giáp, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hai cánh phía sau run lên, thân thể tức thời nhanh chóng thối lui, quanh thân xuất hiện thanh linh khải giáp, đồng thời cũng chật vật tránh khỏi đạo công kích này. Vũ khí phòng ngự, dường như cấp bậc cũng không thấp. Trên sân, chúng trưởng lão đều là người biết nhìn mặt hàng. Sau khi nhìn thấy thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên hai hàng lông mày đều nhíu lại, Vân Khiếu Thiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lục Lâm Thiên né tránh một kích. Một đạo trường tiên thất bại trong nháy mắt quay về, hai cổ tay thiếu nữ kia dương lên, nhanh chóng lại tiếp tục mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ này quá nhanh, đám tàn ảnh xuyên qua sự cách trở của không khí, giống như là vừa lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Tàn ảnh bỗng nhiên run lên một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh, bằng một phương thức vô cùng quỷ dị bao phủ không gian chung quanh. Kháo, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Từ khi gặp nàng đến giờ vẫn bị nàng đuổi đánh cho chạy trối chết, chạy cũng không thoát, Lục Lâm Thiên cũng nổi giận, thủ ấn trong tay biến đổi. Lúc này trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một cái bao tay do Bạch Ngọc Tinh Ti chế thành, năm ngón tay uốn lượn, một đạo trưởng ấn mang theo hỏa diễm đánh về phía trước. Siêu siêu, tiên ảnh màu xanh giống như là có mắt vậy, nhanh chóng biến hóa giữa không trung, mấy đạo hư ảnh được thu lại, nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Bàn tay run lên, bắt được tiên ảnh màu xanh này. Suy, hai loại lực lượng va chạm nhau, chân khí đan xen tạo ra tia lửa, thân thể Lục Lâm Thiên nhất thời bị một cỗ lực lượng vô cùng lớn đẩy lùi. Lực lượng cường hãn chút xuống lòng bàn tay hắn, hai cánh phía sau lưng trong nháy mắt vỗ liên hồi, thân thể bị đẩy lùi mấy chục thước mới đứng vững.
bị một cỗ lực lượng chút xuống có thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên không bị làm sao. Lực phòng ngực của thanh linh khải giáp vô cùng cường hãn. Mà lúc này, nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc kia cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hai cánh phía sau run lên, chân khí vận chuyển, khí tức bản thân nhanh chóng bạo liệt. Phong hệ, mộc hệ, dường như còn có thủy hệ, lẽ nào đây chính là yêu nghiệt của Vân Dương Tông mà Vô Song tỷ thường nhắc tới. Nhìn vào thân ảnh tuyệt sắc này, trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ tới Lục Vô Song từng kể với hắn Vân Dương Tông cũng có một yêu nghiệt tu luyện, là vũ giả tam hệ, phỏng chừng là nữ nhân này. Kháo, ta hiểu rồi. Nhìn vào nữ nhân này, Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc. Trong đại điện hắn có cảm giác dường như mình và tông chủ Vân Khiếu Thiên dường như quen biết nhau. Hiện tại nhìn thấy nữ nhân này hắn mới biết được, hai người có 6 phần tương tự. Nếu không sai thì nữ nhân này hẳn là nữ nhi tông chủ Vân Khiếu Thiên. Tiểu tặc, ta xem ngươi còn có thể né được mấy chiêu. Mấy chiêu này không bắt được tiểu tặc trước mặt càng làm nữ nhân xinh đẹp này nổi giận. Dung nhan đỏ bừng, khí tức không ngừng tăng vọt, chân khí bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ quanh thân. Nàng thu trường tiên lại, lòng bàn tay chấn động đánh về phía Lục Lâm Thiên một trường. Âm thanh của nữ nhân xinh đẹp này vừa vang lên thì đạo trưởng ấn trong tay cũng được đánh ra. Trưởng ấn vừa xuất hiện, toàn bộ năng lượng thủy hệ bàng bạc giữa không trung nhanh chóng hội tụ, một đám lam sắc quang mang hội tụ trong chu vi nghìn thước giữa không trung. Trong không rung động kịch liệt, năng lượng thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một trưởng ấn lam sắc lớn chừng 100 thước. Trưởng ấn này tràn ngập khí tức cường hãn, uy thế mạnh mẽ tỏa ra uy áp kinh khủng, khiến cho đám đệ tử vũ phách phía dưới cũng phải biến sắc. Ngay cả chúng trưởng lão phía dưới cũng nhíu mày. Không ngờ Trấn Hải ấn Hồng Lăng cũng thi triển ra, đây chính là vũ khí hoàng cấp cao giai nha. Vẻ mặt Tạ trưởng lão có chút biến hóa nói. Trấn Hải ấn được Hồng Lăng thi triển ra tới mức này cũng cực kỳ khó có được, thiên phú của nó, Vân Dương Tông ta gần 100 năm nay cũng không có một người nào tốt như vậy. Dương trưởng lão nói. Hồng Lăng quá độc ác a, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia mới là vũ sư cửu trọng, Hồng Lăng lại là vũ phách tứ trọng, lại còn thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai. Tông chủ, bảo Hồng Lăng dừng tay đi. Vũ trưởng lão lúc này đã có chút không nhịn được, trong lòng bắt đầu lo lắng cho đệ tử bảo bối của mình. Vũ trưởng lão, người bảo Hồng Lăng dừng tay đi. Tống trưởng lão mỉm cười. Chúng trưởng lão lúc này dường như hiểu ý nhau cùng cười rộ lên. Ai cũng biết, tại Vân Dương Tông này vũ trưởng lão là một nhân vật khó dây, ai vũ trưởng lão cũng không sợ, duy chỉ sợ yêu nữ Hồng Lăng này. Nếu ai chọc tới yêu nữ Hồng Lăng này quả thực phải xuất huyết vô cùng nhiều. Đan dược ngũ phẩm, lục phẩm đều bị cướp lấy. Cho nên trong Vân Dương Tông mọi người có câu nói, tình nguyện chọc vào vũ trưởng lão cũng không nguyện ý chọc phải yêu nữ Hồng Lăng này. Nó không nghe lời ta. Vũ trưởng lão tức thì nhụt chí nói. Sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, đệ tử bảo bối của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lục Lâm Thiên dường như chưa xuất toàn lực, hẳn là còn con bài ẩn giấu, để Hồng Lăng thử hắn cũng tốt. Vân Khiếu Thiên cười nói. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu, bằng vào nhãn lực của bọn họ làm sao không nhìn ra Lục Lâm Thiên vẫn ẩn giấu thực lực của mình cơ chứ. Về phần ẩn giấu nhiều hay ít, bọn họ không nhìn ra. Trấn Hải ấn. Nữ tử tuyệt sắc khẽ kêu lên một tiếng, thân hình tuyệt mỹ tạo thành một vòng cung trong không trung. Năng lượng thủy hệ trong không trung mãnh liệt hội tụ khiến cho không gian rung động, giống như sóng lớn đang gào thét ở biển rộng, ở giữa không trung lúc này có một đạo trưởng ấn lam sắc hơn 100 thước từ giữa không trung bắn về phía trước. Chung quanh đường đi của nó không gian gấp khúc dường như sắp bị vỡ tan vậy. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng này, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không có lựa chọn nào khác, quanh thân hắn lập tức có một cỗ quang mang màu vàng bao phủ. Một đạo trưởng ấn bắt đầu ngưng tụ. Không ngờ không gian chung quanh hắn lại phát ra âm thanh ầm ầm, trong nháy mắt có một cỗ quang mang chói mắt từ trong cơ thể bạo phát ra bên ngoài. Thiên thủ liệt cương ấn. Tiếng quát trầm thấp của Lục Lâm Thiên vừa vang lên, khí tức toàn thân trong nháy mắt khuếch trương, một đạo trưởng ấn hoàng sắc phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trưởng ấn không rõ ràng. Gì, không ngờ cũng là vũ khí hoàng cấp cao giai nha. Lục gia Trấn Thanh Vân không ngờ lại có vũ khí bực này. Nhìn khí thế chung quanh người Lục Lâm Thiên, chúng trưởng lão có chút kinh ngạc nói. Với tu vi vũ sư cửu trọng không ngờ đã có thanh thế bực này, người này quả nhiên không đơn giản. Vân Khiếu Thiên thầm nghĩ trong lòng. Oanh!
Lục Lâm Thiên nhanh chóng đẩy trưởng ấn rời đi, tức thì không gian chung quanh chấn động kịch liệt, một cỗ kình khí kinh khủng, cực kỳ mạnh mẽ va chạm với trưởng ấn của nữ tử xinh đẹp kia. Từng âm thanh kinh thiên vang lên ầm ầm trong không gian, một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán trong không trung. Phanh! Tiếng vang sơn băng địa liệt vang vọng trên bầu trời, khiến cho những trưởng lão và hơn 10 vũ phách phía dưới há hốc mồm. Phanh! Dưới sự va chạm của hai cỗ kình khí kinh khủng, người đứng mũi chịu sào là Lục Lâm Thiên lúc này miệng kêu một tiếng đau đớn, thân thể loạng choạng lùi về phía sau, hai cánh liên tục vỗ. Sau khi lùi tầm 50 trượng mới đứng vững thân thể. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, yết hầu có chút ngòn ngọt. Mạnh mẽ ngăn chặn máu ở yết hầu, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này có chút tái nhợt, quang mang trên thanh linh khải giáp cũng mở đi không ít. Thực lực quá mạnh. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, có thanh linh khải giáp, thêm nữa cơ thể hắn vốn đã cường hãn, nhưng nữ nhân này lại có thể làm hắn bị thương, nếu như không có thanh linh khải giáp thì phỏng chừng trong vòng một chiêu hắn đã bị đánh bại. Không ngờ lại kháng cực được. Những trưởng lão Vân Dương Tông phía dưới lúc này nhìn nhau, bằng vào định lực của bọn họ cũng không bình tĩnh được. Một vũ sư cửu trọng chống lại một kích của vũ phách tứ trọng. Mà thực lực của vũ phách tứ trọng này có thể so sánh được với vũ phách ngũ trọng, lục trọng nha. Thiên phú như vậy quả thực quá kinh người. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, khẽ thở dài. Tiểu tặc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nữ tử xinh đẹp kia lúc này lại bắn tới. Nàng khẽ kêu lên một tiếng. Thủ ấn liên tục đánh ra, khí lưu quanh nhanh chóng xoay tròn, giống như là một cơn lốc mang theo tiếng ầm vang vậy. Bắt đầu từ quanh thân, từng đạo khí lưu cuồng bạo nhanh chóng tản ra, năng lượng thuộc tính phong nhanh chóng hội tụ. Dưới năng lượng kinh khủng này có một cỗ cuồng phong lớn đến cực hạn được ngưng tụ, cuồng phong gào thét, quả thực đúng là gió lớn thành bão a. Phong quyển tàn vân. Tiếng quát của nữ tử xinh đẹp vừa dứt, cơn bão khổng lồ mang theo kình khí kinh khủng hướng về phía Lục Lâm Thiên mà đi. Ta sợ ngươi sao? Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng. Công kích lần này của đối phương chắc chắn là vũ khí hoàng cấp cao giai. Hắn chỉ có thể thi triển con bài ẩn giấu của mình mới có thể chống lại được. Thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa tạo thành từng vòng cung huyền ảo, ngay sau đó toàn thân hắn được bao phủ dưới một mảnh quang mang chói mắt. Nếu thi triển con bài chưa lật, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ chọn Chu Tước Quyết. Theo sự đánh ra của những thủ ấn hoàn hảo này, trước người Lục Lâm Thiên được vô số quang mang kỳ dị bao phủ. Khí tức trên người lúc này cũng biến hóa vô cùng quỷ dị, khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh lúc này phóng lên cao, giống như là cuồng bạo vậy. Tiểu tử này dường như đang thi triển con bài ẩn giấu của hắn rồi. Đây là vũ khí gì, khí tức này vô cùng quỷ dị. Bên dưới, lúc này vẻ mặt của những trưởng lão có chút ngưng trọng. Chỉ là trong nháy mắt này. Năng lượng kinh khủng của Lục Lâm Thiên dường như đã đạt tới cực hạn, khiến cho không gian chung quanh dường như đang gợn sóng. Quang mang bảy màu bắt đầu đen xen với nhau, trong khoảnh khắc theo đạo trưởng ấn cuối cùng mà hắn đánh ra, năng lượng cuồng bạo không ngờ lại an tĩnh lại rồi lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng màu đỏ bằng năng lượng, dài trên 50 thước, hai cánh mang theo hỏa diễm tràn ngập, chu vi chung quanh lúc này dường như cũng bị đầu phượng hoàng này đốt vậy. Chu Tước Quyết, không có một chút do dự nào. Thanh âm trầm thấp của Lục Lâm Thiên vừa vang lên hắn ngay lập tức đánh một đạo thủ ấn cuối cùng ra, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể đều bị Chu Tước Quyết thôn phệ, một ngụm máu vừa mới áp chế cũng không thể ngăn chặn được, rốt cuộc miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng kinh khủng này trong nháy mắt biến thành vài trăm thước, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, mang theo khí tức cuồng bạo phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ không trung. Không khí dường như cũng bị đốt cháy tạo nên tiếng ken két vô cùng rung động, điều này quá mức kinh khủng. Một đầu phượng hoàng do năng lượng tạo thành cùng với một cơn bão phá vỡ khí lưu chung quanh tạo thành một vòng cung trên không trung dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai đạo năng lượng chuẩn bị va chạm với nhau. Vũ khí thật khủng khiếp. Lúc này, Chu Tước Quyết do Lục Lâm Thiên thôi động khiến cho mọi người chấn kinh, vũ sư cửu trọng không ngờ có thể thôi động ra năng lượng kinh khủng như vậy, quả thực quá chấn động. Lúc này trong lòng những trưởng lão không khỏi nghĩ tới một câu, củ cải trắng lại ném cho heo ăn, đệ tử tốt bị vũ trưởng lão phá hư. Chỉ có Triệu Vô Cực, nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, cơ mặt giật giật vào cái, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Lúc này, mọi người vô cùng rõ ràng, nếu như hai đạo công kích này va chạm với nhau, phỏng chừng ngay cả hai người bọn họ cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa hậu quả cũng không nhẹ. Được rồi, hai người các ngươi dừng tay cho ta.
Ngay khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau đột nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên, lập tức có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa hai đạo năng lượng. Ngay lúc này đạo thân kia ảnh kia lăng không mà tới, hai tay vung lên mang theo một cỗ chân khí hoàng sắc hùng hồn, trong nháy mắt khiến cho không khí chung quanh chấn động. Phanh phanh! Trong không gian chấn động, đầu phượng hoàng do năng lượng của Lục Lâm Thiên tạo thành và cơn bão do thiếu nữ xinh đẹp kia trong nháy mắt vỡ tan. Dưới sự tan vỡ của hai cỗ năng lượng kinh khủng như vậy, không gian chung quanh không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng gì, ngay cả một chút rung động cũng không có. Người này lập tức vung tay lên, hai cỗ năng lượng kia lập tức hóa thành hư vô. Nhìn vào một màn trên không trung, khiến đám đệ tử Vũ Phách và đám người Lục Vô Song, Dương Diệu vẻ mặt khiếp sợ. Công kích của hai người quả thực vô cùng cường hãn, thế nhưng lại không tốn bao nhiêu sức lực đã bị đánh tan tác. Loại thực lực thế này cũng chỉ có một từ kinh khủng để hình dung mà thôi. Trên bầu trời, Vân Thiếu Khiên đang chắp tay lăng không đứng đó. Một cỗ khí thế cường hãn kinh khủng lan ra bốn phía. Dưới cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến cho mọi người có cảm giác uy vũ thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh. Vân Khiếu Thiên, Lục Lâm Thiên ở đằng xa lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Thực lực tông chủ Vân Khiếu Thiên quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức sự tồn tại của hắn trước mặt Vân Khiếu Thiên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đây mới là cường giả, là con đường mà ta truy cầu. Lục Lâm Thiên thầm nói trong lòng, loại thực lực này, chính là thứ hắn luôn ao ước, bằng vào thực lực của hắn còn kém rất xa. Được rồi, hai người dừng tay đi, đừng để bị thương chính mình. Vân Khiếu Thiên thu hồi khí thức của bản thân rồi lập tức lãnh đạm nói. Thế nhưng ánh mắt cũng không nhìn được mà nhìn Lục Lâm Thiên một lát. Vừa rồi hắn rõ ràng nhất, công kích của Lục Lâm Thiên không chút thua kém Hồng Lăng, mà Lục Lâm Thiên này mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Nếu so sánh, bực thiên phú như vậy quả thực khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Cha, con phải đánh cho tiểu tặc này một trận, bắt hắn. Nữ tử tuyệt mỹ kia vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy phụ thân xuất thủ ngăn cản tức thì dậm chân nói. Hồng Lăng, thiếu du sao lại chọc giận con vậy? Vân Khiếu Thiên nói. Cha! Tiểu tặc này, nữ tử xinh đẹp này hé mồm muốn nói thế nhưng ngay lập tức lại nói không nên lời. Chung quy nàng cũng không thể nói tiểu tặc này đã nhìn hết thân thể mình. Tông chủ, sự tình là như thế này. Lục Lâm Thiên khẽ cay mày, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là nữ nhi của tông chủ A, bản thân hiện tại không đắc tội nổi, hắn lập tức nói. Tiểu tặc, ngươi dám, nếu ngươi dám nói ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi yên. Nữ tử xinh đẹp kia thấy vậy tức thì sốt ruột, Lục Lâm Thiên vừa mới mở miệng nàng liền quát hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người tuy rằng có chút không rõ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được. Hai người này nhất định có chút hiểu lầm, không phải đại sự gì. Được rồi Hồng Lăng, đừng hồ đồ nữa. Thiếu du hiện tại là đệ tử của sư bá ngươi, cũng là sư đệ của ngươi, sau này không nên làm loạn như vậy. Vân Khiếu Thiên nói. Hắn đương nhiên biết nữ nhi của mình luôn ngang ngược kiêu ngạo, có lẽ giữa hai người thanh niên này cũng chỉ có hiểu lầm nho nhỏ thôi. Cha, tiểu tặc này. Nữ tử xinh đẹp oán hận trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó đi tới bên người Vân Khiếu Thiên khẽ dậm chân, thở phì phò rời đi. Thiếu du, ngươi không sao chứ? Hồng Lăng bị ta nuông chiều thành hư rồi, ngươi đừng để bụng. Vân Khiếu Thiên không để ý tới nữ nhi của mình. Hắn biết tính của nó không quá mấy canh giờ sẽ bình thường trở lại cho nên lập tức xoay người nói với Lục Lâm Thiên. Tông chủ, đệ tử không sao, là do đệ tử lần trước có chút mạo phạm tới sư tỷ. Lục Lâm Thiên nói. Thiếu du, ngươi có sao không? Lần sau gặp phải Hồng Lăng tốt nhất ngươi nên trốn đi, nhà đầu kia sư phụ cũng không thể trêu vào a. Hai người đáp xuống mặt đất, Vũ Ngọc Tiền liền nhanh chóng chạy tới bên người Lục Lâm Thiên. Sư phụ. Đệ tử không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói, tuy rằng có chút thương thế, nhưng cũng không nặng cho lắm, điều tức một phen là có thể khôi phục. Thiếu du. Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lục Lâm Thiên mang theo một mùi hương nhàn nhạt, một bóng hình xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, ngũ quan tinh mỹ, da rẻ trắng nõn như ngọc, không phải là Lục Vô Song thì có thể là ai? Vô Song tỷ. Nhìn vào thân ảnh trước mắt này Lục Lâm Thiên vẫn không nhịn được mà ngẩn ra. Một năm rưỡi này Lục Vô Song dường như càng ngày càng đẹp. Ta còn tưởng rằng đời này ta không còn được gặp lại đệ nữa. Đứng trước người Lục Lâm Thiên hai mắt của Lục Vô Song có chút ướt át, cũng không biết có lực lượng nào thúc đẩy hay không mà nàng nhào tới trong lòng Lục Thiếu Du.
nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, Lục Lâm Thiên trong lúc vô thức kéo thân ảnh này vào trong lòng, hương thơm bay vào mũi, hai tay đặt nhẹ trên đôi eo tinh tế kia, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được chống ngực của mình trong nháy mắt gia tốc. Trước ngực có đôi thỏ ngọc của phái nữ dán vào khiến cho bên dưới Lục Lâm Thiên không tự chủ được mà có phản ứng, loại phản ứng này, thanh niên khí huyết cương phương quả thực vô cùng dễ phát sinh. Vô Song tỷ, đệ không sao rồi, tỷ không cần lo lắng nữa. Lục Lâm Thiên ôm nàng trong lòng nói một câu, trong lòng tự nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng phía dưới phản ứng lại ngày càng kịch liệt, thanh niên a, lên thì dễ xuống thì khó nha. Đệ không làm sao là tốt rồi. Một lát sau, Lục Vô Song dường như cảm giác được mình có chút thất thố, hai má e thẹn đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi LIG ngực Lục Lâm Thiên. Thiếu Du, ta biết đệ sẽ không có việc gì mà. Độc Cô Băng Lan đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, còn có hai người Dương Diệu, Thúy Ngọc nữa. Ba người vừa mới chứng kiến thực lực của Lục Lâm Thiên, đều vô cùng chấn động. Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu các người đều ở đây sao? Lục Lâm Thiên nhìn vào tam nữ, trang phục của Dương Diệu này luôn khiến người ta tức giận, đường cong linh lung, ngũ quan hoàn mỹ, dường như cũng càng ngày càng đẹp. Trong Vân Dương Quần Sơn, trên một ngọn núi cao vót trên mây, phía dưới có không ít mây mù lượn lờ. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ, bốn phía có không ít hoa tươi, đình viện cũng rất khác biệt so với những đình viện dưới chân núi. Sau khi rời khỏi đại điện, Lục Lâm Thiên theo sư phụ vũ trưởng lão của hắn đi tới ngọn núi này. Đây là nơi mà vũ trưởng lão cố ý vì Lục Lâm Thiên mà chọn. Trong Vân Dương Tông, đệ tử thân truyền hầu như đều có một nơi ở riêng cũng chính là nơi tu luyện của bọn họ. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng là đệ tử thân truyền, vốn vũ trưởng lão muốn để Lục Lâm Thiên ở cùng với hắn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại muốn chọn một ngọn núi để ở riêng, như vậy cũng tiện hơn không ít. Ở phương diện tu luyện hắn cũng có chút chuyện không nên bại lộ lúc này. Vừa rồi cùng Hồng Lăng đánh một trận, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu như hắn có thể buông tay đánh một trận với nàng, phỏng chừng Hồng Lăng cũng không làm gì được hắn. Trong đám con bài ẩn giấu của hắn còn có đao hồn kỹ, hư linh huyễn ấn, hơn nữa năng lượng mộc hệ và thủy hệ còn chưa được phơi bày ra bên ngoài, những thứ này mới là thực lực mạnh nhất của hắn. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng có chút suy đoán, Hồng Lăng thân là nữ nhi tông chủ lại có thiên phú yêu nghiệt, bản thân nàng chắc hẳn cũng có những con bài ẩn giấu. Trong lúc giao thủ hắn có thể cảm giác được tuy rằng Hồng Lăng tức giận, thế nhưng cũng không có liều mạng. Thực lực mạnh nhất của Hồng Lăng Lục Lâm Thiên cũng không thể nào đoán được, cũng vô pháp đoán ra. Nữ nhi tông chủ, không có con bài ẩn giấu mới là lạ. Chỉ là điều này vẫn chưa phải là trọng điểm, trận chiến này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên xuất hiện cảnh báo. Vốn hắn vẫn tự tin mình có âm dương linh vũ quyết cho nên trong đám người trẻ tuổi hắn có tốc độ tu luyện cực nhanh, người bình thường không thể nào so sánh với hắn. Thế nhưng từ trên người Hồng Lăng Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Một năm rưỡi trước trong sơn mạch Vũ Đô, Hồng Lăng mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Hiện tại không ngờ đã tới vũ phách tứ trọng, còn có Dương Diệu, Lục Vô Song nữa. Dương Diệu khi trước có tu vi là vũ sĩ. Thế nhưng hiện tại không ngờ lại là vũ sư bát trọng, Lục Vô Song khi trước là vũ sư tứ trọng hiện tại cũng đột phá tới vũ phách nhất trọng. Loại tốc độ tu luyện này khiến cho Lục Lâm Thiên ý thức được một việc, nội tình của những đại phái này không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được. Bản thân hắn nếu như không có âm dương linh vũ quyết thì căn bản không thể so sánh với những đệ tử đại phái kia. Vân Dương Tông chỉ một trong tam tông tứ môn, thế nhưng trong những đại môn phái kia, những đệ tử trẻ tuổi nổi bật cũng có không ít. Bản thân hắn có ưu thế âm dương linh vũ quyết thế nhưng khởi điểm lại thấp. Đệ tử trong những đại môn phái này có nội tình tông môn chống đỡ khiến cho hắn cảm thấy, giữa hắn và những đệ tử đại phái kia hắn cũng không có ưu thế gì, Hồng Lăng chính là một ví dụ. Thời gian kế tiếp nghĩ biện pháp tìm vạn niên xích đồng sau đó nỗ lực tu luyện vậy. Lục Lâm Thiên âm thầm cắn răng nói. Chứng kiến thực lực của Vân Khiếu Thiên khiến cho Lục Lâm Thiên mới biết được cái gì gọi là cường giả chân chính. Loại trình tự này ngay cả lão độc vật và quỷ tiên tử đều không thể với tới. Mau chóng đột phá tới vũ phách và linh phách mới được. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhét một viên đan dược vào trong miệng chậm rãi điều tức. Quanh thân lập tức được bao phủ bởi quang mang nhàn nhạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ lúc Lục Lâm Thiên đi vào bên trong đình viện này cho tới hiện tại màn đêm đã gần bao phủ. Trên một ngọn núi, trong một đình viện tinh xảo,
Hồng Lăng đem theo vẻ mặt hơn dỗi ngồi ở trong phòng, nàng tức giận cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng khiến nàng thêm vài phần đáng yêu. Tiểu thư, tiểu tặc kia hóa ra tên là Lục Lâm Thiên. Đông Mai nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tặc này. Hồng Lăng chu miệng nói, thế nhưng tông chủ đã dặn người không thể tìm Lục Lâm Thiên gây phiền phức rồi sao? Đông Mai nói, Hồng Lăng lại nói, cũng không biết cha ta làm sao lại giúp tiểu tặc kia. Dù sao đi nữa ta cũng sẽ không tha cho hắn, chỉ ta cũng phải cho hắn nếm mùi vị toàn tâm châm. Hừ, nói xong, lại tưởng tượng tới lúc cho tiểu tặc kia dùng toàn tâm châm, trên dung nhan tuyệt mỹ tức thì hiện lên nụ cười đắc ý. Tiểu thư, ta thấy thực lực của Lục Lâm Thiên kia rất mạnh, người muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không dễ. Đông Mai nghe vậy tức thì nói, nàng là người hiểu rõ tính tình vị tiểu thư này nhất, nói được là làm được. Nếu ai bị nàng thương nhớ, vậy tuyệt đối là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ ít hiện tại trong hàng đệ tử Vân Dương Tông không có bất luận một kẻ nào dám trêu chọc vị tiểu thư này. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Vân Hồng Lăng nói, ta xem Lục Lâm Thiên kia cũng không phải cố ý, lại càng không giống kẻ xấu. Tiểu thư, không bằng tạm thời tha cho hắn. Đông Mai nói, tha hắn, không có khả năng, hắn đã nhìn qua thân thể bản tiểu tư, ta không thể buông tha hắn. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng tức thì đỏ ửng, lập tức lại giận dữ, thân thể thuần khiết của nàng sao có thể để cho tiểu tặc kia nhìn lén cơ chứ? Tiểu thư, vậy người muốn thế nào? Chung quy không thể giết hắn nha. Hơn nữa hiện tại hắn lại là đệ tử của Vũ trưởng lão, là đệ đệ của Vô Song Tỷ. Đông Mai khẽ nhắc nhở nàng. Nể mặt Vô Song Tỷ và sư bá, ta tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ là ta muốn đem cặp mắt đáng ghét của hắn móc ra, như vậy mới có thể nguôi giận. Vân Hồng Lăng nói. Đông Mai không khỏi hít sâu một hơi, lập tức thở dài. Ngoại công, vận khí tiểu tử kia sao lại tốt như vậy, không ngờ lại được Vũ trưởng lão thu làm đệ tử. Lúc này trong một đình viện ở ngọn núi khác, trong phòng có mấy thân ảnh đang ngồi đó, chính là đám người Lục Thiếu Hổ, Triệu Vô Cực, Triệu Kình Thiên, còn có Sử Vân Sinh. Tiểu tử kia thực lực bất phàm, lại là vũ giả tam hệ, ngay cả tông chủ cũng có ý che chở cho hắn. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra. Ra ra, lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha cho tiểu tử kia? Chỉ tiếc chúng ta phán đoán sai, Hồ Tứ Hải phế vật kia đã không phải đối thủ của hắn, ngay cả Ôn Tước cũng không phải. Sớm biết vậy ta nên tự mình xuất thủ. Triệu Kình Thiên lạnh lùng nói. Kình Thiên, gần đây ngươi không nên động vào tiểu tử kia. Tiểu tử kia hiện tại danh khí đang lên, cho hắn tự tại vài ngày. Lẽ nào hắn có thể cả đời ở trong Vân Dương Tông hay sao? Thực lực mạnh lên thì sao? Cũng chỉ là bại tướng trong tay ta. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Một đêm yên tĩnh, lúc trên ngọn núi xuất hiện tia sáng đầu tiên thì Lục Lâm Thiên cũng đình chỉ việc điều tức. Phù! Từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy thương thế trong cơ thể cũng không còn gì đáng ngại, Lục Lâm Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Ngọn núi này tuy rằng không phải cao nhất, thế nhưng cũng cực cao. Nhìn xuống phía dưới lúc này tia nắng ban mai còn chưa làm tan đi mây mù, phía dưới ngọn núi trắng xóa, mây mù lượn lờ chung quanh. Siêu! Tiểu Long không biết từ nơi nào nhảy tới trên người Lục Lâm Thiên, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, thanh âm của nó vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, nữ nhân ngày hôm qua thực lực không tồi, thiếu chút nữa ngươi thua nha. Là lão đại ngươi đang nhường nàng, ngươi không nhìn ra sao? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long nói. Ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển, lập tức tặng cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Huyết Tích Dịch, Tuyết Sư, sau này các ngươi ở đây đi. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, thân thể vô cùng cao lớn, Huyết Tích Dịch thu lại thân thể, lúc này đang cuộn tròn trên tảng đá. Trên Vân Dương Tông cũng có không ít đệ tử thân truyền nuôi dưỡng tọa kỵ yêu thú, cho nên Lục Lâm Thiên cũng quyết định không thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào trong không gian thú nang, Huyết Tích Dịch đã đạt tới tứ giai, cũng dễ ẩn thân. Trong không gian thú nang hiện tại còn thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Lục Lâm Thiên không có biện pháp, ba đầu yêu thú này thân thể khổng lồ, còn chưa thích hợp lộ diện. Rõ, chủ nhân. Huyết Tích Dịch mở miệng nói, thân thể thu nhỏ lại chừng 20 thước. Nếu không chú ý cũng rất khó nhận ra được nó. Khí tức trên người cũng được thu lại, trừ phi là cường giả để tâm tìm kiếm bằng không cũng rất khó phát hiện ra. Lão đại,
đệ đi dạo chung quanh một lát, chung quanh đây có không ít yêu thú nha. Tiểu Long lúc lắc cái đầu nói. Đi đi, ngươi đừng đi lung tung rồi chọc yêu thú khác. Lục Lâm Thiên vội vã nói, chung quanh núi non này không hề thiếu tòa kỵ do Vân Dương Tông bồi dưỡng, Lục Lâm Thiên có chút lo lắng nó sẽ làm thịt đám tòa kỵ này. Biết rồi lão đại, chúng không chọc đệ tự nhiên đệ sẽ không động vào chúng. Tiểu Long đắc ý nói xong lập tức mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng với huyết tích dịch hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi ngọn núi. Thiếu Du. Lúc này một thanh âm vang lên, lập tức có ba thân ảnh chậm rãi đi tới. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ, người tới chính là Vũ Ngọc Tiền, hai bên phải trái hắn là hai hán tử trung niên, một người mặc trung phục màu đen, một người mặc trường sam màu xanh. Đây chắc hẳn là tam sư đệ. Hai hán tử trung niên nhìn về phía Lục Lâm Thiên trong mắt có chút kinh ngạc. Thiếu Du, đây chính là hai sư huynh không nên thân của ngươi. Vũ Ngọc Tiền đối với hai tên đồ đệ bên người không chút khách khí, trừng mắt nhìn hai người nói. Thiếu Du ra mắt hai vị sư huynh. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng thi lễ, hắn cũng đoán được hai người này chính là hai vị sư huynh mà sư phụ thường nhắc qua. Một người có tu vi vũ phách bát trọng, tên Quách Đông Dương, một người có tu vi vũ tướng nhất trọng, tên là Mã Phương. Sư đệ, không cần đa lễ. Hai người đáp lễ, Mã Phương nói. Hai ngày qua thanh danh sư đệ đại trấn nha, chuyện của sư đệ chúng ta đều nghe nói qua. Khiến cho hai vị sư huynh chê cười rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, xem ra tin tức này truyền vô cùng nhanh nha. Các ngươi đã gặp sư đệ ngươi, nên làm gì thì làm đi. Vũ Ngọc Tiền nói với Quách Đông Dương, Mã Phương. Đệ tử xin cáo lui. Hai người không dám nhiều lời, khẽ gật đầu cười với Lục Lâm Thiên rồi lập tức rời khỏi. Thiếu Du. Ngươi đừng học hai tên sư huynh không biết tiến thối của ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện cho tốt cũng đã cấp mặt mũi cho sư phụ rồi. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói. Sư phụ, ta đã bái người làm sư phụ, cái kia. Nhìn vào Vũ Ngọc Tiền, Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Trong lòng hắn đã sớm nhớ thương vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh kia rồi. Ta sớm biết tiểu tử ngươi chỉ thương thớ cái đó mà thôi. Sư phụ còn có thể lừa ngươi sao? Ta đã sớm mang tới đây rồi. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, tay móc từ trong ngực ra một ngọc giản màu trắng đưa cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Đây là vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông ta, huyền cấp sơ giai, ngươi nhanh cất đi, phù quang lược ảnh này chỉ dành cho đệ tử thân truyền tu luyện, nếu như ngoại nhân tu luyện sẽ lọt vào truy sát của Vân Dương Tông ta. Đa tạ sư phụ. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản, trên ngọc giản có một tầng lưu quang nhàn nhạt vây quanh. Đây chính là vũ kỹ cấp bậc huyền cấp sơ giai. Cùng với đao hồn kỹ mà vị sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tông giao cho hắn là cùng một cấp bậc. Thu ngọc giản này lại, Lục Lâm Thiên cũng thầm than một tiếng. Vân Dương Tông đối với thân pháp phù quang lược ảnh này quả thực vô cùng coi trọng. Ngoại nhân tu luyện sẽ bị truy sát, chỉ sợ là bình thường cũng không có ai dám tu luyện. Cho dù tu luyện cũng không dám sử dụng, tư vị bị Vân Dương Tông truy sát cũng không dễ chịu một chút nào. Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, các đại môn phái đều có một điểm chung đó là, vũ kỹ đạt tới cấp bậc huyền cấp đều cấm tiết lộ ra bên ngoài. Ngoại nhân mà tu luyện thì sẽ bị đánh chết, những thứ này đều là căn cơ của tông môn, tự nhiên vô cùng coi trọng không gì sánh được. Hôm qua ta nhìn ngươi và nha đầu Hồng Lăng giao thủ, ngươi toàn thi triển vũ kỹ tinh cấp, ta nhìn cũng cảm thấy khó coi, cho nên hôm nay sư phụ đến đây cố ý tặng cho ngươi mấy bộ vũ kỹ, ngươi nên tu luyện cho tốt. Lúc này Vũ Ngọc Tiền lại từ trong ngực móc ra ba ngọc giản kín đáo đưa cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Sư phụ ngươi biết thiên phú của bản thân thấp, trên phương diện tu luyện cũng không có nhiều thứ dạy ngươi, thế nhưng vũ kỹ cũng không kém người khác. Đây đều là vũ kỹ hoàng cấp cao giai, tu luyện cho tốt, không thể bại trong tay nha đầu Hồng Lăng kia. Đều là vũ kỹ hoàng cấp cao giai sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt, vội vàng tiếp nhận ba ngọc giản, trên ba ngọc giản phân biết có ba cỗ thuộc tính phong, thổ. Hỏa tràn ngập. Đúng vậy, vi sư cố ý đi chọn cho người. Hoàng cấp cao giai phong hệ phong quyển tàn vân, hôm qua ngươi cũng nhìn thấy nha đầu Hồng Lăng kia đã từng thi triển qua, uy lực cũng không nhỏ. Còn có vũ khí hoàng cấp đại địa cương thuẫn, chính là vũ khí phòng ngự, còn có hỏa hệ vũ khí hỏa viêm bạo, uy lực cũng không kém phong quyển tàn vân. Vũ Ngọc Tiền đắc ý nói, đồ đệ bảo bối của hắn đương nhiên là phải dùng vũ khí tốt nhất, cũng không thể để đồ đệ bảo bối của mình thua thiệt a.
Tốt quá. Hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên giãn ra, đây chính là vũ khí hoàng cấp cao giai, cho dù ném vào chỗ nào cũng khiến cho kẻ khác điên cuồng, ba bộ vũ khí hoàng cấp cao giai, giá trị cũng không thể đong đếm được. Đa tạ sư phụ. Lục Lâm Thiên thật lòng thi lễ, thầm nghĩ bản thân mình lựa chọn vị sư phụ này không sai, loại sư phụ như vậy quả thực là hiếm thấy. Được rồi, tu luyện cho tốt đi, đáng tiếc hai tên sư huynh không nên thân của ngươi, ta đem vũ khí cho bọn hắn cũng không tu luyện được, thực là tức chết ta. Vũ trưởng lão oán hận nói, đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Lục Lâm Thiên nói, sư phụ, đệ tử định bế quan một đoạn thời gian, tu luyện một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vị sư phụ này hiện tại vô cùng thỏa mãn, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, hai vị sư huynh vừa rồi rõ ràng thiên phú không tồi, thế nhưng hiện tại tu vi lại không cao, phỏng chừng hai vị sư huynh kia có chút giống hắn hiện tại, lúc bái sư nhận được một đống vũ khí cao cấp, sau đó tự hủy tiền đồ ở trên vũ khí. Phải biết rằng thực lực quá thấp tu luyện vũ khí cao cấp không phải là một chuyện tốt lành gì. Nếu sư phụ tốt một chút cũng sẽ không một lúc cấp nhiều vũ khí cao cấp như vậy. Nhất định sẽ tiến hành theo từng bước, trên phương diện tu luyện hướng dẫn nhiều hơn, trực tiếp cấp một đống vũ khí cao cấp quả thực chính là hại người. May thay hắn không phải là người bình thường, nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng khi thu được một đống vũ khí cao cấp như vậy sẽ không nhịn được mà điên cuồng tu luyện, căn cơ bất ổn, đến lúc đó cho dù thiên phú tốt cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng vị sư phụ này lại thật lòng với mình, điều này Lục Lâm Thiên hiểu rõ, cho nên hắn cũng rất cảm kích. Ngươi muốn bế quan tu luyện. Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, sau lại nói. Cũng tốt, tu luyện cho tốt, nửa năm sau trong tông sẽ chọn 21 đệ tử tiến vào mật địa tu luyện, ngươi cần phải nỗ lực một chút, tu luyện trong mật địa có không ít chỗ tốt. Sư phụ, mật địa là cái gì? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Nói đến nó, lát nữa vi sư lại tới kể cho ngươi nghe một chút. Vũ Ngọc Tiền nói. Tông chủ tìm ta có việc, ta đi trước đây. Sau khi Vũ Ngọc Tiền rời đi, Lục Lâm Thiên đứng trên ngọc núi nhìn vào ba miếng ngọc giản trong tay, miệng không nhịn được mà cong lên, hôm nay không những lấy được một bộ vũ khí thân pháp huyền cấp sơ giai, mà còn có ba bộ vũ khí hoàng cấp cao giai, quả thực là phát tài a. Đặc biệt là phù quang lược ảnh, Nam Thúc từng nói hắn cần phải tìm được phù quang lược ảnh và vạn niên xích đồng, phù quang lược ảnh hắn đã tìm được, lại không tốt một chút sức lực nào, quả thực vận khí vô cùng tốt. Thế nhưng nhớ tới vạn niên xích đồng hắn không khỏi có chút đau đầu. Nơi hạ lạc của vạn niên xích đồng cho tới bây giờ hắn còn hoàn toàn không biết một chút gì, cũng không dễ hỏi người khác, cho nên chỉ có thể tìm từ từ. Thu hồi ba bộ vũ khí hoàng cấp trong tay, Lục Lâm Thiên cũng không định tu luyện ngay mà muốn đề cao chân khí và linh lực của bản thân. Lúc nào rảnh rỗi tu luyện vũ khí sau cũng không muộn. Mà vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh chính là vũ khí huyền cấp. Nếu muốn tu luyện phỏng trình độ khó vô cùng cao, hay là đợi tới sau khi đột phá vũ phách và linh phách tu luyện cũng không muộn. Ai? Lục Lâm Thiên đang định trở lại đình viện thì tâm thần đột nhiên rung lên, thân thể trong nháy mắt thối lui. Tiểu tặc, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lúc này, có một tiếng quát trong nháy mắt truyền tới, một đạo quang mang từ đâu bắn tới. Đạo quang mang này có tốc độ như thiểm điện, Lục Lâm Thiên mặc dù nhanh chóng lui lại, thế nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt thân thể bị quang mang bao phủ. Trong nháy mắt bị đạo quang mang này bao phủ, Lục Lâm Thiên có cảm giác linh hồn hắn đang run rẩy. Đây là một cỗ linh lực cuồng bạo, không ngừng gào thét, khiến cho không gian chung quanh cũng run rẩy theo. Chỉ trong chớp mắt Lục Lâm Thiên đã ở trong một không gian trắng xóa, bốn phía có linh lực cuồng bạo không ngừng rít gào. Giống. Một tiếng giống lớn của yêu thú phía xa truyền đến. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng thấy được trong không gian hắn đang đứng bốn phía có vô số vòng xoáy lớn hướng về phía hắn. Hay cho địa phương quỷ dị này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, thân thể nhanh chóng thối lui. Trong không gian quỷ dị này, quả thực có chút cảm giác khó chịu, trong nháy mắt hắn bị vòng xoáy cuồng bạo bao phủ, một chỗ khí thế bàng bạc uy áp về phía linh hồn của hắn. Phá cho ta! Lục Lâm Thiên lúc này có chút kinh hãi đồng thủ ấn biến hóa ngưng tụ ra một cỗ linh hỏa điên cuồng đốt cháy cỗ khí thế bàng bạc này. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, cỗ khí thế bàng bạc kia tức thì ảm đạm đi rất nhiều. Cũng đúng lúc này trong không gian quỷ dị đột nhiên ba động, một cỗ lực lượng minh mông hội tụ lại thành một mũi tên từ trong không gian bắn về phía người Lục Lâm Thiên. Thị linh lực, là linh hồn công kích, lẽ nào? Trong đầu Lục Lâm Thiên hiện lên một ý nghĩ.
linh lực trong cơ thể bạo phát, thân thể nhanh chóng lui lại. Đồng thời, năng lượng minh mông trong không gian trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn giống như là xé rách không gian mang theo uy áp kinh khủng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Đao hồn chạm. Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, thủ ấn đánh ra, trong tay xuất hiện một thanh linh đao trong nháy mắt phá vỡ không gian mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía trưởng ấn trước mặt. Linh đao cắt nát hư không, một đao bổ ra khiến cho không gian rung động, kinh khí không ngừng rít gào, tạo ra tiếng bạo liệt, trưởng ấn, linh đao trong nháy mắt va chạm tạo nên ba động năng lượng kinh khủng. Siêu! Không có vụ nổ nào, chỉ có một âm thanh giống như tiếng cắt kim loại vang lên. Trưởng ấn khổng lồ trên bầu trời trước linh đao chỉ có thể kiên trì được một lát rồi trực tiếp bị cắt đôi, một cỗ lực lượng sắc bén vô cùng nhanh chóng tản ra bốn phía. Mà Lục Lâm Thiên là kẻ đứng mũi chịu sào trong nháy mắt bị đánh bay đi, một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp bắn vào trong đầu hắn. Cỗ năng lượng này vô cùng kinh khủng khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ồ! Trong không gian truyền đến một tiếng nghi hoặc. Theo tiếng nói đó trong không gian quỷ dị lúc này đột nhiên hiện lên vô số quang mang bạch sắc tạo thành mũi tên. Xuy xuy. Quang mang ba động trong nháy mắt tạo thành một sợi tóc cực lớn từ trong đám mũi tên trong không gian này bắn ra, trực tiếp xuyên qua sự cách trở của không gian. Sợi tóc này giống như một đầu linh xà, mang theo khí thế phô thiên cái địa cuối cùng không ngờ lại hóa thành một chiếc lưới lớn, bay về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, căn bản không thể né tránh. Những công kích này quá mức quỷ dị, trong đầu hắn mê muội một chút ngay lập tức những sợi tóc này đã hóa thành tấm lưới quấn trên người hắn. Tiểu tặc, người còn không thúc thủ chịu trói sao? Lúc này có một thân ảnh chợt lóe lên, mà Lục Lâm Thiên đang giãy giụa thì đột nhiên trong nháy mắt những huyệt đạo quanh thân bị chân khí phong tỏa, thân thể tức khắc không thể nhúc nhích được nữa. Là ngươi? Lục Lâm Thiên nhìn vào thân ảnh trước mặt, dung nhanh tuyệt mỹ, đường cong lả lướt. Chính là người mà hiện tại hắn không muốn gặp nhất, nhà đầu Vân Hồng Lăng. Đứng ở trước mặt Lục Lâm Thiên một lát, Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói. Sao nào, sợ hãi có phải không? Ta cho ngươi chạy, hôm nay bản tiểu thư không thể không giáo huấn ngươi một trầu. Vừa nói xong, Hồng Lăng đánh ra một thủ ấn, tấm lưới đang quấn chặt lấy tức thì biến mất không thấy. Sau đó nàng vung tay lên lập tức có một vật giống như một cung điện xuất hiện trong tay nàng. Lục Lâm Thiên lần thứ hai xuất hiện trên ngọn núi. Linh khí. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, bản thân hắn đã sớm hoài nghi, không gian vừa rồi. Hiện tại xem ra bản thân hắn đoán không sai, thứ trong tay Vân Hồng Lăng chính là linh khí. Linh khí là một vật cực kỳ đặc biệt, khác với binh khí, Lục Lâm Thiên khi đọc Thiên Linh Lục mới biết tới nó, ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nhìn qua. Lúc này sắc mặt hắn đại biến là bởi linh khí quả thực quá hiếm thấy. Cũng rất khó để luyện chế. Dựa theo ghi chép trên Thiên Linh Lục, không có tu vi linh vương căn bản không thể luyện chế ra linh khí. Mà uy lực của nó cũng tuyệt đối kinh khủng, về độ khủng bố ra sao Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh hãi, dù gì vừa rồi hắn cũng đã được trải nghiệm qua. Không nghĩ tới ánh mắt ngươi tốt như vậy, ngay cả linh khí cũng nhận ra. Vân Hồng Lăng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí chợt xuất hiện, nàng xách Lục Lâm Thiên đi vào trong đình viện. Tới đình viện, Lục Lâm Thiên bị Vân Hồng Lăng ném một cái xuống đất tê. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Lâm Thiên bị ném xuống mắt đất nhưng mà cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này trong cơ thể hắn đang âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, thôn phệ cỗ chân khí phong tỏa kinh mạch, huyệt đạo. Ngươi có biết không, lần trước để ngươi chạy thoát, trong lòng ta còn chưa hết giận nha. Vân Hồng Lăng từ trên cao nhìn xuống Lục Lâm Thiên nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên tức thì phát lạnh, nữ nhân thủ đoạn độc ác này không phải sẽ thử toàn tâm châm đó chứ. Quá thống khổ a. Sư tỷ, khi trước ở Sơn Mạch Vũ Đô cũng đã hết giận rồi chứ. Đệ cũng chỉ vô ý, sư tỷ thả đệ ra đi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một lát rồi nói. Bịch. Một âm thanh vang lên, Vân Hồng Lăng quất một roi lên lưng Lục Lâm Thiên. Tiểu tặc, ai là sư tỷ của ngươi? Đừng nhận thân thích với ta. Hôm nay cái gì cũng không dùng được, nể mặt sư bá với vô song tỷ ta mới dằn vặt ngươi một phen, sau này gặp lại coi như là hết giận. Vân Hồng Lăng nói. Cái gì? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên đại biến, nữ nhân này tuyệt đối là loại người nói được làm được. Ngươi nhìn lén bản tiểu thư tắm, ta chỉ có thể móc hai mắt ngươi ra mới hết giận được. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng nói. Vân Hồng Lăng,
Người tuổi tác không lớn không ngờ lại có tâm địa ác độc như vậy. Ngươi dám, nếu như ngươi dám động vào ta, ta liền nói cho toàn bộ Vân Dương Tông này biết ta đã xem qua ngươi tắm. Da rẻ coi như không tồi, bộ ngực thì nhỏ một chút, còn có nơi nào đó, hừ, để coi lúc đó ta xem ngươi có mặt mũi nào gặp người khác không. Lục Lâm Thiên nhất thời cả giận nói. Ngươi, ngươi dám. Vân Hồng Lăng tức thì đỏ mặt, vừa e thẹn vừa nổi giận, nửa ngày không nói ra lời, một lát sau tức giận cắn răng nói. Tiểu tặc ngươi hạ lưu vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám nói, ta sẽ giết ngươi. Nhìn bộ dáng của Vân Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên biết một chiêu của mình đã thành công, âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn phệ chân khí phong bế kinh mạch trong cơ thể rồi nói. Nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ nói. Ngươi vô sỉ, vậy ta sẽ cắt bỏ lưỡi của ngươi, để xem ngươi nói như thế nào. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói một tiếng. Cắt lưỡi ta còn tay, ta nhất định sẽ đem dáng người ngươi vẽ thành một bức tranh sau đó bán cho toàn bộ Vân Dương Tông này. Lục Lâm Thiên nói. Ta chặt tay ngươi, để xem ngươi vẽ tranh làm sao. Vân Hồng Lăng lúc này đã triệt để nổi giận, thế nhưng trong lúc nổi giận cũng e thẹn không ngớt. Nàng là một đại cô nương, chưa từng được nghe qua những lời như thế này. Ta còn có chân ta cũng có thể vẽ tranh, nhất định có thể đem thân thể ngươi vẽ ra vô cùng sống động, khiến cho đám đệ tử Vân Dương Tông khi nhìn vào sẽ chảy máu mũi. Lục Lâm Thiên nói. Vô sỉ, hạ lưu, vậy thì ta đem toàn bộ tứ chi ngươi chặt đi, đem lưỡi của ngươi cắt đi. Để xem ngươi nói thế nào, vẽ thế nào. Vân Hồng Lăng lúc này tức giận tới mức toàn thân run lên. Lập tức giơ chân lên đá về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ là lúc này Lục Lâm Thiên nằm trên mặt đất trong nháy mắt nhảy dựng lên tránh được một cước của Vân Hồng Lăng, sau đó mấy ngón tay rơi vào người Vân Hồng Lăng. Xuy xuy. Trong lúc đó Vân Hồng Lăng vừa nổi giận vừa e thẹn căn bản không ngờ tới Lục Lâm Thiên có thể phá cấm chế của nàng, cho nên lúc này không kịp phản ứng trong nháy mắt bị hắn cấm chế lại. Hừ, độc nhất là tâm địa đàn bà, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại tới phiên ta giáo huấn ngươi. Vân Hồng Lăng lúc này đứng ở trong phòng không thể nhúc nhích nhìn vẻ mặt tức giận của Lục Lâm Thiên, nàng không nghĩ tới có một ngày rơi vào tay của tiểu tặc này, nàng nói. Ngươi muốn làm gì, nếu như ngươi dám làm điều sằng bậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao, ta sẽ cho ngươi biết ta có dám hay không. Lục Lâm Thiên giơ tay phải lên, rồi vung về phía trước. A. À. Tay Lục Lâm Thiên còn chưa hạ xuống, Vân Hồng Lăng đã nhắm hai mắt lại hét lớn. Kêu la cái gì, ta còn chưa có đánh mà. Lục Lâm Thiên nói xong, bàn tay dừng trước bên má của Hồng Lăng, thực sự là nhẹ đi không ít, hắn cũng không dám đánh tiếp. Tuy rằng hắn thực sự tức giận thế nhưng Vân Hồng Lăng này chung quy vẫn là nữ nhi của tông chủ, là yêu nghiệt tu luyện của Vân Dương Tông, nếu như hắn ra tay mạnh quá thì quả thực đã gây ra đại họa, đến lúc đó cho dù là sư phụ cũng không cứu được hắn. Hừ, ta biết ngươi không dám, tiểu tặc, mau thả ta ra. Hai mắt Vân Hồng Lăng mở ra, nhìn thấy tay Lục Lâm Thiên dừng trước mặt mình chung quy không dám hạ xuống từ thì trợn mắt hung hăng nói. Ta thực sự không dám sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đánh xuống. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó lập tức im lặng. Vẻ mặt Vân Hồng Lăng sửng sốt, trên mặt cũng không có cảm giác nóng bỏng. Thế nhưng lúc này trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, hai mông nàng lúc này đã có cảm giác tê dại. Không sai, Lục Lâm Thiên cũng không dám đánh mặt Vân Hồng Lăng, đến lúc đó bị những người khác trong Vân Dương Tông thấy hắn nhất định sẽ chết, thế nhưng thù hôm nay không báo, Lục Lâm Thiên cũng khó mà nguôi giận. Cho nên bàn tay hắn mới đánh vào bờ mông tròn, vỉnh cao kia của nàng. Đánh vào nơi này hẳn là an toàn hơn một chút, cũng không có người nào nhìn thấy được. Đánh một cái đến tay hắn cũng cảm thấy tê dại. A, à, người vô sỉ, người hạ lưu. Vân Hồng Lăng sau lúc sửng sốt tức thì kêu to lên. Nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, chưa có ai dám làm vậy với nàng. Những đệ tử Vân Dương Tông nhìn thấy nàng cũng không dám ngẩng đầu lên. Nàng kiêu ngạo, ngang ngược, điêu ngoa, căn bản không nghĩ tới tiểu tặc này lại dám động thủ với nàng, lại còn đánh vào mông nàng. Im miệng cho ta. Tuy rằng một mình ở trên ngọn núi này, nhưng Lục Lâm Thiên cũng sợ tiếng thét chói tai của Vân Hồng Lăng truyền đến tai những người khác, tức thì hắn phải dùng tay bịt miệng nàng, thân thể cũng dán vào người Vân Hồng Lăng. Trong lúc vô ý, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra mình dựa vào người Vân Hồng Lăng,
tay phải che miệng Vân Hồng Lăng thế nhưng khuỷu tay lại đặt giữa đôi ngọc thỏ của nàng, một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi khiến hắn ngẩn ra, trong lòng nhộn nhạo. Lục Lâm Thiên cũng không thể phủ nhận rằng nữ nhân này lớn lên quả thực là hồng nhan họa thủy, chỉ là thủ đoạn có chút độc ác, điêu ngoa tùy hứng một chút. Ô, ô, ngươi, ô, buông ra ta. Bị tay Lục Lâm Thiên che miệng, miệng Vân Hồng Lăng phát ra mấy tiếng ú ớ, hai mắt căm tức chừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi nhỏ giọng một chút cho ta, ta để ngươi nói chuyện. Ô, ô, Vân Hồng Lăng kêu lên một tiếng, hai mắt nháy nháy. Dường như đồng ý với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tức thì buông tay, thả Vân Hồng Lăng ra. Ngươi vô sỉ hạ lưu, ta sẽ báo cho cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Lâm Thiên thả tay Vân Hồng Lăng tức thì kêu lớn một tiếng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bản thân hắn nên sớm nghĩ tới nữ nhân này bình thường cực kỳ bá đạo, điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô cùng khó đối phó, tự nhiên sẽ không đi vào khuôn khổ nhanh như vậy. Ta cho ngươi la. Lục Lâm Thiên cũng kệ tất cả mọi thứ. Dù sao hôm nay cũng đã chọc vào tổ ong bò vẽ, cho dù thả nữ nhân này ra, lần sau cũng khó bảo đảm nàng không dùng biện pháp độc ác hơn tới đối phó với hắn, chém tứ chi của hắn, chặt đầu lưỡi hắn, chuyện này tuyệt đối có thể xảy ra. Vừa nói xong, tay phải hắn lại giương lên rồi hạ xuống. Ba. Ta cho ngươi đối phó ta. Ba. Ta cho ngươi mắng ta. Ba. Ta cho ngươi ngang ngược kiêu ngạo vô lý. Ba. Không phải có nhìn ngươi tắm sao, hiện tại ta đánh cả mông ngươi, vậy thì thế nào? Ba, ba. Tay hắn không ngừng nhấc lên hạ xuống tạo thành chuỗi tiếng âm vang, mỗi một tiếng đều từ bờ mông tròn chính kia phát ra. Tiếng vang thanh thúy, âm luật vô cùng dễ nghe, chỉ là tiếng vang này cũng là ác mộng của Vân Hồng Lăng. Nàng thật sự không ngờ tới, tiểu tặc trước mặt thực sự dám đánh nàng, còn ra tay nặng như vậy. Bờ mông nàng đã sớm tê dại, hầu như đã mất đi chi giác. Ta cho ngươi cắt đầu lưỡi ta. Ba. Hai mắt Lục Lâm Thiên đỏ ngầu, càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Mỗi một lần bàn tay rơi vào bờ mông kia đều có một cỗ lực lượng đàn hồi truyền tới. Ô ô. Vân Hồng Lăng từ đầu khóc không to, thế nhưng tới cuối cùng không ngờ lại khóc giống lên, nàng tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo không gì sánh được. Thế nhưng tất cả những thứ này đều do các trưởng lão sủng ái quá mức. Ngay cả phụ thân nàng từ nhỏ tới lớn cũng không động tới nàng. Lúc này bị Lục Lâm Thiên liên tục đánh, ngay từ đầu nàng nổi giận thế nhưng thấy ánh mắt của Lục Lâm Thiên trong lòng lập tức sợ hãi. Ô ô tiểu tặc nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi bắt nạt ta. Vân Hồng Lăng khóc lớn không ngừng, hai con mắt ngập nước, nhìn qua có chút đáng yêu. Ta không phải là tiểu tặc. Cũng không cho phép ngươi gọi như vậy. Nghe Vân Hồng Lăng còn dám gọi mình là tiểu tặc, Lục Lâm Thiên nổi trận lôi đình, nhắm thẳng vào mông nàng hung hăng đánh một cái. Ba. Ô. Cùng với thanh âm thanh thúy vang lên, Vân Hồng Lăng cũng ô ô khóc lớn, cái mông nàng hiện tại đoán chừng đã sưng đỏ lên. Vân Hồng Lăng ô ô khóc lớn, thanh âm cũng không lớn lắm, Lục Lâm Thiên ở núi này cũng chỉ có một mình, căn bản cũng không ai nghe thấy được. Giờ phút này, Vân Hồng Lăng đã có chút hối hận đến tìm tiểu tặc này báo thù. Vốn tưởng rằng giáo huấn tiểu tặc này một chút để xả giận, không nghĩ tới chính bản thân nàng lại rơi vào tay hắn. Tiểu tặc này lại không biết thương hoa tiếc ngọc liên tục phung tay, còn đánh vào địa phương kia của nàng, sau này bảo nàng làm sao ra ngoài gặp người khác đây. Mà lúc này đáy lòng Vân Hồng Lăng lại có chút cảm giác khác thường, ban đầu vô cùng đau đớn, thế nhưng theo thời gian không ngờ lại xuất hiện một cảm giác khác thường, dường như có chút thoải mái. Tim nàng cũng đập nhanh hơn, trong lòng giống như một con nai đang chạy loạn. Ngươi còn dám mắng ta không? Thanh âm của tiểu tặc kia vang lên bên tai nàng kèm theo cảm giác tê dại khiến cho nàng ngẩn ra, nhất thời không tự chủ được mà khuôn mặt đỏ ửng. Ta vẫn mắng, vẫn gọi ngươi là tiểu tặc. Vân Hồng Lăng cắn răng nói, từ nhỏ kiêu ngạo ngang ngược khiến cho nàng rất quật cường, mặc dù trong lòng nàng hiện tại đã có chút cảm giác e ngại tên tiểu tặc này. Ba. Lục Lâm Thiên không chút do dự tay lại đánh xuống bờ mông mềm mại kia, tiếng vang thanh thúy kia vang lên khiến cho Vân Hồng Lăng khóc lớn, nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Xúc cảm không tồi. Lục Lâm Thiên vừa rồi vẫn còn nổi giận cho nên cũng không chú ý tới vấn đề cảm xúc. Lúc này khi đánh xuống xúc cảm mềm mại, có lực đàn hồi khiến cho hắn không nhịn được mà hoài niệm. Ba. Tiểu tặc, ta không có chửi nữa, sao ngươi còn đánh?
Vân Hồng Lăng ô ô khóc lớn nói. Bởi vì cảm xúc tốt. Lục Lâm Thiên lúc này thật thà nói, xúc cảm quả thực không tồi. Ô ô, dường như bị đánh khiến cho nàng sợ hoặc có thể là sợ Lục Lâm Thiên cho nên Vân Hồng Lăng không nói nữa, chỉ là nước mắt ủy khuất không ngừng chảy ra trên dung nhanh tuyệt mỹ kia. Bộ dạng này phỏng chừng nam nhân nào nhìn thấy cũng không đành lòng mà sinh ra tâm tư thương tiếc. Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, thiếu nữ tuyệt mỹ này trước mặt hắn khóc lớn, khóc cũng tuyệt mỹ, xinh đẹp như vậy đủ khiến cho hắn động tâm. Lúc này, Lục Lâm Thiên cũng có chút không đành lòng. Nhưng Lục Lâm Thiên biết tuy rằng mình đánh đã hả giận nhưng nếu không giải quyết được chuyện này sau này người khóc chính là hắn. Tiểu tặc nhà ngươi, ngươi bại hoại, không ai dám đánh ta mà ngươi lại dám đánh ta. Một lát sau Vân Hồng Lăng vừa nức nở vừa nói. Nếu ngươi không dây dưa trước thì sao ta lại đánh ngươi? Lục Lâm Thiên cố ý sụ mặt nói, trong đầu đang nghĩ hiện tại làm sao có thể xử lý nữ nhân này, lẽ nào lại dùng chiêu đối phó với tiểu linh sao? Phỏng chừng chiêu kia dùng trước nữ nhân này không có tác dụng tốt như vậy. Ngươi còn hung dữ như vậy, từ nhỏ tới lớn, cha ta cũng không có hung dữ với ta như vậy. Vân Hồng Lăng khóc lóc nói. Đó là cha ngươi, mẫu thân ngươi làm hư, để ngươi điêu ngoa tùy hứng như vậy. Lục Lâm Thiên quát. Ta từ nhỏ không có mẫu thân, nếu như mẫu thân còn ở đây nhất định sẽ không để ngươi bắt nạt ta như vậy. Tức thì Vân Hồng Lăng lại nức nở lớn tiếng nói. Mẫu thân ngươi đâu? Lục Lâm Thiên tức thì ngẩn ra. Thời điểm sinh ta ra mẫu thân ta đã chết, ta nghĩ mẫu thân, ô ô. Nhắc tới mẫu thân, Vân Hồng Lăng càng khóc lớn hơn, nước mắt chảy ra không ngừng. Hóa ra là không có mẫu thân. Sắc mặt Lục Lâm Thiên dịu đi, hóa ra Vân Hồng Lăng cũng là một nửa cô nhi, thảo nào Vân Khiếu Thiên sủng ái nàng như vậy. Tính cách của nàng như hiện tại cũng không phải do nàng tất cả. Vậy ngươi vì sao năm lần bảy lượt muốn đối phó ta? Ta đã từng nói, ta không phải cố ý nhìn lén ngươi rồi mà. Ngữ khí Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tay áo run lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Vân Hồng Lăng. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp dính đầy nước mắt này, còn có bộ dáng ủy khuất của nàng, Lục Lâm Thiên có chút đau lòng, bản thân hắn vừa rồi không biết tại sao lại có thể hạ thủ nặng như vậy. Nhìn bàn tay Lục Lâm Thiên đưa qua, Vân Hồng Lăng theo bản năng nhắm hai mắt lại cho rằng Lục Lâm Thiên lại muốn đánh nàng, thế nhưng nàng lập tức cảm giác được tiểu tặc tàn nhẫn đáng ghét này không ngờ lại ôn nhu lau nước mắt cho nàng, trong lòng không khỏi ngẩn ra, tim đập càng thêm nhanh. Nhìn vào tiểu tặc tàn nhẫn trước mắt, Vân Hồng Lăng nói. Kỳ thực ta không có ý định móc mắt ngươi, ta cũng biết không phải ngươi cố ý nhìn lén ta tắm. Chỉ là ta muốn tìm ai đó chơi với ta, từ nhỏ tới lớn mọi người đều sợ ta, tránh ta. Thế nhưng lần trước ngươi lại mắng ta mới tức giận, thế nhưng ta đã sớm không còn giận nữa. Lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi chơi đùa. Ngươi nói thật chứ? Lục Lâm Thiên sửng sốt nói. Đúng vậy. Vân Hồng Lăng nhìn tiểu tặc trước mắt nói. Thế nhưng Khonok ngờ ngươi lại đánh ta như vậy. Mau thả ta ra. Nếu như ta thả ngươi ra, đến lúc đó ngươi lại muốn giết ta thì sao? Lục Lâm Thiên nói, lời nữ nhân này nói. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không dám tin tưởng. Từ trước tới giờ ta cũng không có ý định giết ngươi. Liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng ủy khuất nói. Lục Lâm Thiên có chút do dự, nếu như thả nữ nhân trước mặt này nàng lại nổi bão hắn chỉ có nước xong đời. Luận thực lực bản thân hắn không bằng nữ nhân này, thế nhưng không thả nàng ra, nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, quả thực hắn cũng không đành lòng, muốn lạt thủ tồi hoa cũng không dược. Được rồi, thả ngươi. Lục Lâm Thiên do dự nói, nhìn Vân Hồng Lăng khóc dường như cũng không phải là giả. Dù sao đi nữa hắn cũng không thể nhốt nàng mãi được. Nói xong, quang mang trong tay chợt lóe lên rồi đánh vào người Vân Hồng Lăng, giải khai kinh mạch huyệt đạo bị phong tỏa. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng âm thầm chuẩn bị, miễn cho nữ nhân này trở mặt. Ô ô, tên bại hoại nhà ngươi, ta sẽ nói cho cha, người bắt nạt ta. Lúc toàn thân có thể nhúc nhích Vân Hồng Lăng ủy khuất nói. Là ngươi đối phó ta trước cho nên ta mới hoàn thủ. Vẻ mặt Lục Thiếu trầm xuống, nếu như Vân Hồng Lăng thực sự chạy đi tìm Vân Khiếu Thiên, quả thực phiền toái lớn rồi. Vậy sao, không phải ngươi sợ ta nói cho cha ta biết đó chứ? Nhìn Lục Lâm Thiên có chút khẩn trương, Vân Hồng Lăng vừa vuốt mông vừa nói. Ngươi không muốn ta nói với cha ta cũng được, trừ phi. Nói xong Vân Hồng Lăng oán hận trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên.
Trừ phi cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi, chỉ cần nữ nhân này không quá phận, không nói cho Vân Khiếu Thiên biết chuyện ngày hôm nay, thì chuyện gì cũng được. Trừ phi ngươi cũng để ta đánh vài cái. Vân Hồng Lăng nhìn về phía mông Lục Lâm Thiên nói. Thành giao, ngươi đánh đi. Lục Lâm Thiên tức thì đáp, mông đều là thịt nha, bị đánh một vài cái cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể bình ổn chuyện này là được. Được. Vân Hồng Lăng cũng không có khách khí, oán hận nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt còn ngập nước, lập tức tiến đến phía trước giơ tay lên. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn đang chờ âm thanh vang lên từ cái mông mình, thế nhưng trong nháy mắt từ cánh tay lại truyền đến sự đau nhức, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Vân Hồng Lăng cũng không đánh mông hắn mà đang cắn vào cánh tay hắn. A! À, đau nhức bất ngờ khiến cho Lục Lâm Thiên hét một tiếng. Hừ! Hung hăng cắn Lục Lâm Thiên một cái. Vân Hồng Lăng đắc ý nói. Ta thèm vào đánh chỗ đó của ngươi. Cắn ngươi một cái là huề, lúc cha ta chọc ta ta cũng cắn người một cái. Ta cũng không phải cha ngươi a. Lục Lâm Thiên kéo ống tay áo lên nhìn vào vết răng dưới da nói. Ngươi quả thực cầm tinh con chó mà. Ngươi không phải cha ta nhưng lại chọc ta. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ửng đỏ, nói. Ngươi không những chọc ta mà còn chiếm tiện nghi của ta. Ta chiếm tiện nghi của ngươi lúc nào? Lục Lâm Thiên kinh hãi nói, có trời đất chứng giám, hắn quả thực không có chiếm tiện nghi a. Ngươi còn nói không có, ta bị ngươi xem hết, vừa rồi ngươi còn đánh vào chỗ nào? Đông Mai nói cho ta biết, nơi đó là nơi không thể để nam nhân động vào, cũng không được nhìn, trừ phi là trượng phu của mình, thế nhưng cả hai thứ ngươi đều làm. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói, trong mắt không có nước thế nhưng con mắt lại đỏ ửng rưng rưng. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, nhìn Vân Hồng Lăng nói. Ngươi không phải nói muốn ta lấy ngươi đó chứ? Ta đều bị ngươi xem hết, ngươi đánh nơi nào đó của ta, ngươi bảo sau này làm sao ta có thể gặp người khác được. Ô ô, nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ nấc lên. Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ hỏi, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Lăng, đường con tuyệt mỹ, còn có cảm giác tuyệt vời khi nãy. Làn da tuyệt đối không thể chê, lúc này Lục Lâm Thiên cũng có chút động tâm. Tuy rằng tính cách nàng điêu ngoa, thế nhưng cũng là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Vân Hồng Lăng tức thì ngừng khóc nói với Lục Lâm Thiên. Chuyện gì? Lục Lâm Thiên hỏi, không biết nữ nhân điêu ngoa này trong lòng lại có chủ ý gì. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ nói cho cha, nói ngươi đánh vào chỗ nào, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi, ngay cả sư bá cũng không bảo hộ được ngươi. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, dường như lần này đã bắt chẹt được Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, không thể không đáp ứng nha. Nữ nhân điêu ngoa này đã nắm chắc hắn rồi, nếu như nàng thực sự nói với Vân Khiếu Thiên hắn đánh vào mông nàng khi đó quả thực hắn sẽ chết rất khó coi. Coi như ngươi thức thời. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đồng ý, Vân Hồng Lăng đắc ý cười một cái, hai tay vuốt mông, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đau quá, đều từ ngươi mà ra, ta không đi được nữa rồi. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên cười tà nói. Vừa rồi ta rất tức giận cho nên hạ thủ nặng một chút, bằng không ta xoa cho ngươi. Ngươi nghĩ thật hay a, sắc quỷ, lưu manh. Vân Hồng Lăng tức thì giận dữ nói. Nếu ta thực sắc quỷ thì vừa rồi ta đã đem ngươi xxxx rồi. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên có chút vô tội nói. Cái gì mà xxxx? Vân Hồng Lăng nhìn vào mặt Lục Lâm Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, xong lại không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần. Chuyện này, Lục Lâm Thiên sửng sốt, xem ra trên đại lục linh võ không biết xxxx là có nghĩa gì nha. XXX là một nam nhân và một nữ nhân làm một chuyện vĩ đại, đồng thời vô cùng khoái hoạt và thoải mái. Chuyện này có thể nói là một chuyện vô cùng thần thánh, đồng thời còn là khởi nguyên của nhân loại, có người nói chuyện này nữ nhân đều rất thích. Lục Lâm Thiên rất tà ác nói. Ta không tin lời của ngươi a, ta tình nguyện cùng người khác XXX cũng không cùng sắc quỷ ngươi XXX. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta kháo. Tức thì mồ hôi lạnh trên trán Lục Lâm Thiên ứa ra, lời này đối với một nam nhân mà nói vô cùng ảnh hưởng tới tự tôn. Được rồi ta đi đây, tên bại hoại nhà ngươi hôm khác ta sẽ tới thu thập.
Vân Hồng Lăng vuốt vuốt cái mông rồi đi ra ngoài, tới cửa nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu bại hoại, sau này không được để nữ nhân khác cắn ngươi. Tại sao, nếu có nữ nhân muốn cắn ta cũng không ngăn cản được a? Lục Lâm Thiên trả lời, trong lòng hiện tại vô cùng vui vẻ, nhìn bộ dáng của nữ nhân này chuyện ngày hôm ngày dường như đã được giải quyết. Ai dám cắn người ta sẽ giết người đó. Bản tiểu thư cắn qua thứ gì cũng tuyệt đối không để người khác cắn vào. Vân Hồn Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng không phải thứ gì đó. Lục Lâm Thiên vừa mới mở miệng lập tức ngậm lại. Thế nhưng từ ngoài cửa truyền tới âm thanh nhẹ nhàng. Vậy ngươi sẽ không phải là thứ gì đó rồi. Lục Lâm Thiên vỗ cái miệng mình một cái, nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của Vân Hồng Lăng đang rời đi, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Kỳ thực, ở chung lâu nhà đầu này dường như cũng không phải quá điêu ngoa, không nói đạo lý. Nhìn vết răng trên cánh tay, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Lẽ nào nàng thích ta rồi, thế nhưng ta còn chưa sẵn sàng nha. Sửng sốt một lúc Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng nữ nhân kia, hơn nữa thêm thương thế trên mông. Có lẽ đoạn thời gian tiếp theo sẽ không đến quấy rối mình, bản thân mình cũng nên nắm chặt thời gian đột phá linh lực. Lão đại, chúng ta đã trở về. Một đạo quang mang phóng tới. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch thì ở ngoài cửa. Sao giờ này ngươi mới trở về? Lão đại ngươi thiếu chút nữa tứ chi không còn đầy đủ rồi. Sau này không thể rời ta quá xa. Lục Lâm Thiên nói, hai hàng lông mày nhíu lại. Dường như đang nhớ tới cảm xúc thoải mái vừa rồi, vội vàng nói. Quên đi, không có việc gì. Lão đại, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Ta ngửi thấy mùi nữ nhân. Tiểu Long quay đầu nghe ngóng bốn phía rồi nói với Lục Lâm Thiên. Không có việc gì, các ngươi hộ pháp giúp ta, mấy ngày nay ta cần bế tử quan một chút. Lục Lâm Thiên nói. Trong phòng, Lục Lâm Thiên móc ra linh ngọc sàng rồi ngồi lên. Đem viên địa linh đan trong tay nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, toàn bộ thân thể hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt vô hình. Theo năng lượng của địa linh đan bị luyện hóa, linh lực bên trong khí hải của Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Lục Lâm Thiên bế quan tu luyện danh tiếng của hắn bất chi bất giác truyền đi khắp Vân Dương Tông, đặc biệt là trong đám tân đệ tử, Lục Lâm Thiên đã thành một tồn tại như thần. Cái gì mà cường giả trên hổ bảng đều là hư ảo. Lục Lâm Thiên không ngờ lại dám cùng vị tiểu thư yêu nghiệt của Vân Dương Tông đánh nhau, cuối cùng tông chủ phải xuất thủ mới dẹp được trận chiến này, cho nên trong suy nghĩ đám đệ tử ai có được thực lực này a? Ai có đủ thiên phú khiến cho 10 trưởng lão tranh nhau nhận đồ. Ninh viện 806 gần đây vô cùng náo nhiệt, không ít đệ tử đều cầu Bạch Mi trưởng lão chuyển tới Ninh viện 806, đặc biệt còn có không ít nữ sinh muốn như vậy. Còn chỉ đích danh căn phòng Lục Lâm Thiên từng ở. Tại một chỗ trong đình viện, Vân Hồng Lăng nghiêng người ngồi trên giường, khi thì vuốt mông thì, khóe miệng trong lúc vô ý nở một nụ cười ngây ngốc, lẩm bẩm nói. Tiểu tặc kia kỳ thực cũng không phải là đáng ghét. Tiểu thư, mấy ngày nay người sao vậy? Không có việc gì tự dưng cười khúc khích, người còn vuốt vuốt mông, người có bị làm sao không? Nha hoàn Đông Mai nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì, người không cần lo cho ta. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ lên, trong mắt xuất hiện chút e thẹn. Phù. 7 ngày sau, Lục Lâm Thiên từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọng khí, hai mắt mở ra tinh quang hiện lên rồi lập tức thu hồi khí thức toàn thân. Tiêu hao không ít nha, thực đúng là đốt tiền mà. Lục Lâm Thiên cười khổ, 7 ngày, hắn còn lại đúng 3 khỏa địa linh đan cũng dùng hết, trên phương diện linh lực cũng chỉ từ sát biên giới bát trọng đột phá tới linh sư bát trọng trung kỳ mà thôi. 3 khỏa địa linh đan, giá trị đã hơn 10 vạn, cũng không giúp linh lực tăng trưởng bao nhiêu. Nếu như cứ thôn phệ địa linh đan có lẽ muốn đột phá tới cửu trọng cần chí ít 4 khỏa địa linh đan nữa. Lão đại, có người tới. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Thiếu Du, đệ đâu rồi? Một thanh âm nhỏ nhẹ từ chân núi truyền tới, lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đang đi tới. Vô Song tỷ. Lục Lâm Thiên chạy ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này không khỏi có chút tiêu ý, chỉ cần nghe âm thanh hắn cũng biết là Lục Vô Song đã tới. Tới Vân Dương Tông mấy ngày rồi, có chỗ nào không quen không? Nhìn vào thân ảnh trước mắt, ánh mắt Lục Vô Song có chút hoảng hốt. May mắn thay không có chỗ nào không quen. Lục Lâm Thiên nói. Thiếu Du,
đây là quần áo và đồ dùng của đệ khi trước, lần này ta mang tới cho đệ. Trong tay Lục Vô Song xuất hiện một bao quần áo, trên đó còn có mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn. Lục Lâm Thiên sửng sốt, những thứ này đều là thứ chuẩn bị từ lúc hắn xuất phát từ Lục gia đi Vân Dương Tông, để không khiến người khác chú ý cho nên hắn mới tùy tiện thả một ít quần áo và đồ dùng hàng này vào trong túi trữ vật của Lục Vô Song, xem ra đám quần áo và đồ dùng này đã được nàng vệ sinh sạch sẽ rồi. Hai người đi vào đình viện, nhất thời dường như có chút xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Lục Lâm Thiên tuy gọi Lục Vô Song là Vô Song tỷ thế nhưng dưới đáy lòng, cũng chưa bao giờ thực sự coi nàng là tỷ tỷ của mình. Thứ nhất, bằng vào tuổi tác của hắn còn lớn hơn Lục Vô Song vài tuổi, thứ hai coi như là trên người hắn chảy huyết mạch Lục gia, thế nhưng Lục Vô Song là do Lục Đông nhận nuôi, cũng không có một chút quan hệ huyết thống nào. Nhìn vào thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt này, Lục Vô Song đột nhiên có cảm giác tim mình dường như đập nhanh hơn, đây là một loại cảm giác rất khó hiểu. Vô Song tỷ, chúc mừng tỷ trở thành đệ tử thân truyền, thực lực lại còn đột phá nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên đánh vỡ sự xấu hổ trước rồi nói. Khuôn mặt Lục Vô Song tức thì ửng đỏ nói. Thiếu Du, hiện tại đệ cũng là đệ tử thân truyền, mùng 10 đầu tháng có long bảng đấu của đệ tử thân truyền, đệ có muốn tham gia hay không? Long bảng đấu là gì? Lục Lâm Thiên đối với hổ bảng hiểu rất rõ còn long bảng thì mù tịt. Đây chính là thứ tự những đệ tử thân truyền còn trẻ, trong tân đệ tử chỉ cần có tên trong hổ bảng thì không phải làm tạp vụ còn được nhận không ít đan được. Mà đệ tử thân truyền thì có long bảng, tổng cộng có 51 danh ngạch, những người trên bảng đều nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của tông môn, nếu có thể tiến vào top 20 thì mới được xưng là đệ tử thân truyền chân chính trong Vân Dương Tông, có thể được một số cường giả chân chính đang bế quan chỉ điểm. Lục Vô Song nói. Đến lúc đó nhìn trước rồi nói sau a. Lục Lâm Thiên suy tư một chút rồi nói với Lục Vô Song. Được rồi, nếu như đầu tháng đệ rảnh rỗi thì có thể đi xem một chút. Vừa hay đầu tháng ta định đi khiêu chiến một chút, đệ cũng có thể lý giải một chút thực lực của người trên long bảng, đối với tu luyện của đệ có trợ giúp rất lớn. Lục Vô Song nói. Được rồi, rảnh rỗi đệ sẽ đi. Lục Lâm Thiên nói. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Lâm Thiên từ trong miệng Lục Vô Song cũng có hiểu biết không ít về đệ tử thân truyền, cũng thầm than Vân Dương Tông đối với việc bồi dưỡng đệ tử thân truyền quả thực đã hạ vốn gốc. Từ miệng Lục Vô Song biết được, những đệ tử thân truyền này, nếu là vũ sư mỗi một tháng đều được nhận một viên đan dược tam phẩm cao giai, tu vi vũ phách thì được nhận một viên đan dược tứ phẩm. Trên phương diện vũ kỹ, đệ tử thân truyền trên cơ bản đều dùng vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Sau khi đạt được điều kiện nhất định có thể tu luyện vũ khí hoàng cấp trung giai. Người trên long bảng này mỗi một người đều có một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai cũng là chuyện bình thường. Về phần vũ khí huyền cấp sơ giai, đệ tử có thiên phú cực cao, tiến vào top 20 long bảng cũng không phải là không có. Vũ khí hoàng cấp cao giai đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói đã không còn lực hấp dẫn. Vũ khí huyền cấp sơ giai mới là thứ hắn cảm thấy có hứng thú. Loại vũ khí cấp bậc này coi như là hiện tại không thể tu luyện nhưng giữ trên người cũng tốt. Loại vũ khí cấp bậc này không ai là ngại nhiều cả. Mà đối với tất cả đệ tử thân truyền, Lục Lâm Thiên cảm thấy có hứng thú với hai nơi. Một là Vạn Vũ Lâu, hai là Vũ Linh Huyễn Cảnh. Vạn Vũ Lâu này có từ khi Vân Dương Tông mới khai tông lập phái, có nội tình vô cùng thâm hậu, bên trong có tâm đắc tu luyện các hệ của lịch đại cường giả Vân Dương Tông. Các loại cảnh giới, trình tự đều có. Có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư, ở bên trong những vấn đề về tu luyện, nếu không có bất ngờ gì hẳn đều có thể giải quyết dễ dàng. Vạn Vũ Lâu được coi là cấm địa của Vân Dương Tông, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không được đi vào. Mà Vũ Linh Huyễn Cảnh chính là một địa phương kỳ lạ, dựa theo lời nói của Lục Vô Song chính là thật lâu trước đây những cường giả Vân Dương Tông liên thủ bố trí một ảo cảnh, mà trong ảo cảnh này mọi người có thể an tâm tu luyện, vô luận là tu vi, linh hồn, vũ khí, ý chí, đều có thể đề thăng một cách dễ dàng. Hai địa phương này Lục Lâm Thiên vô cùng có hứng thú. Khoảng cách bản thân đột phá tới vũ phách cũng không quá xa vời nữa. Đối với vũ giả mà nói đột phá vũ phách cũng chính là một cái rãnh lớn, giống như là yêu thú tứ giai vậy. Đối với những yêu thú này giống như là một cái rãnh lớn, không ít yêu thú có huyết mạch thấp cả đời không thể đột phá lên tứ giai, yêu thú đạt tới tứ giai thực lực sẽ biến đổi lên một tầm cao mới, biến đổi về chất. Vũ giả cũng như vậy, thiên phú thấp cả đời cũng không đạt tới vũ phách, nhưng nếu đột phá tới vũ phách thì thực lực cũng tiến một mảng lớn biến đổi về chất.
Vũ Linh ảo cảnh nha, địa phương như vậy đương nhiên Lục Lâm Thiên muốn đi tìm hiểu một phen. Đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông, cả đám đều có tốc độ tu luyện kinh người, hẳn là đều từ Vũ Linh ảo cảnh mà ra. Thiếu Du, tỷ trở về đây, để tu luyện đi. Mấy canh giờ sau, Lục Vô Song đứng dậy rời đi. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, tiễn Lục Vô Song đến cửa, nhìn nữ tử trang nhã trước mặt này Lục Lâm Thiên không nhịn được mà nhớ tới nữ nhân điêu ngoa mấy ngày trước kia còn có Tiểu Linh. Mấy nữ nhân này đều là trang tuyệt sắc thế nhưng tính cách lại một trời một vực. Một người thanh nhã cao quý, Tiểu Linh quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, Vân Hồng Lăng thì điêu ngoa. Kỳ thực cũng không sai. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc rồi lập tức vỗ ót mình nói. Lục Lâm Thiên, người nghĩ cái gì đây? Hạ lưu, mau bế quan luyện đan thôi. Phân phó Tiểu Long, huyết tích dịch, thiên sĩ tuyết sư hộ pháp, Lục Lâm Thiên còn cố ý ở bên ngoài cửa viết mấy chữ đang bế quan, xin dừng quấy nhiễu rồi mới trở về phòng. Thật ra Lục Lâm Thiên không lo lắng ở chỗ này sẽ có nguy hiểm, ở đây chính là trung tâm của Vân Dương Tông, Triệu Vô Cực muốn đối phó với hắn cũng không dám động thủ ở đây. Lục Lâm Thiên chỉ lo lắng sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn lại chạy tới, sự tình luyện đan không thể bại lộ được. Sau khi móc ra Hỏa Long đỉnh, Lục Lâm Thiên lại lập tức móc ra một đống dược liệu luyện chế địa linh đan, may thay dược liệu vẫn còn quá nhiều, bằng không mà nói muốn sưu tập dược liệu luyện đan lúc này quả thực là một chuyện tình vô cùng vướng tay vướng chân. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Lục Lâm Thiên bắt đầu kết ấn, ngón tay chỉ ra, một đạo linh lực từ trong ngón tay bắn vào bên trong Hỏa Long đỉnh. Linh hỏa bên trong tức thì bùng cháy, theo sự xuất hiện của hỏa diễm, nhiệt độ trong căn phòng lúc này cũng tăng lên. Lục Lâm Thiên lại biến đổi thủ ấn, hai tay run lên, một đám quang mang bao vây từng cọng dược liệu tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, dưới sự bao vây của linh hỏa, dược liệu nhanh chóng hóa thành cho tàn lưu lại linh dịch tinh thuần. Sau một lát, Lục Lâm Thiên lại vung tay lên đem một đám dược liệu khác tiến vào trong Hỏa Long đỉnh, lần này Lục Lâm Thiên định luyện chế nhiều địa linh đan một chút. Dược liệu tương đối nhiều, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn tất được. Cho nên Lục Lâm Thiên không dám sơ ý, toàn tâm toàn ý luyện chế địa linh đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào ngày thứ năm, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên biến hóa, linh lực cuồng bạo tuôn ra, nhiệt độ của linh hỏa trong Hỏa Long đỉnh đột nhiên tăng lên, bộc phát ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng, mà dưới nhiệt độ kinh khủng này linh dịch tinh thuần nhanh chóng hội tụ. Những tạp chất trong linh dược đều được loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại những năng lượng tinh thuần trong dược liệu. Ngưng tụ thành đan. Lục Lâm Thiên khẽ quát lên một tiếng, thủ ấn bỗng nhiên biến đổi, cùng lúc đó, linh dịch trong Hỏa Long đỉnh nhanh chóng hội tụ, giống như là bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, phá tan lực bài xích giữa các dược liệu với nhau mà ngưng tụ vào một chỗ. Theo sự ngưng tụ của đám năng lượng này, khí tức bên trong Hỏa Long đỉnh cũng càng ngày càng mạnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng càng ngày càng tái nhợt, linh lực trên người nhanh chóng rút đi. Khống chế Hỏa Long đỉnh trong vòng nửa canh giờ, hiện tại trong Hỏa Long đỉnh đã xuất hiện bốn hình cầu nhỏ như ngón tay cái, dưới sự bao vây của linh hỏa, có thể mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của bốn khỏa đan dược đang nhanh chóng hình thành. Lần trước luyện chế địa linh đan Lục Lâm Thiên chỉ có thể luyện chế ba khỏa một lần, mà hiện tại Lục Lâm Thiên đã có thể luyện chế bốn khỏa. Nhìn bốn khỏa đan dược đang thành hình, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục kết ấn, linh hỏa lúc này tuy rằng đã yếu đi không ít nhưng vẫn tiếp tục bao vây lấy bốn khỏa đan dược. Một lát sau màu sắc bốn khỏa đan dược bắt đầu biến hóa, lớp vỏ đan dược dần dần trở nên sáng bóng. Một cỗ dược hương nồng nặc cùng với năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ căn phòng đều tràn ngập năng lượng. Thu! Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này có chút tái nhợt, hắn khẽ quát, hai tay thu lại, một đạo quang mang xuất hiện. Bốn khỏa đan dược trong nháy mắt tiến vào lòng bàn tay hắn. Trên bốn khỏa đan dược này có một cỗ dược hương nồng đậm, bề ngoài đan dược có một cỗ năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Được rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên, thời gian 6 ngày, hai lần luyện chế, mỗi lần luyện ra bốn khỏa, hiện tại hắn có 8 khỏa địa linh đan trên người. Bắt đầu luyện hóa, đột phá linh sư cửu trọng. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, tinh quang trong mắt hiện ra. Sau khi ăn đan dược vào hắn lập tức luyện hóa. Linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, lại thêm ngồi trên linh ngọc sàng lúc nào cũng có từng đạo năng lượng vô hình được Lục Lâm Thiên hút vào cơ thể. Tiểu tử này thực đúng là chịu khó, so với hai tên sư huynh không nên thân của hắn thì mạnh hơn nhiều. Thân ảnh Vũ Ngọc Tiền xuất hiện trên ngọn núi, nhìn thấy mấy chữ Lục Lâm Thiên lưu lại ở ngoài cửa hắn mỉm cười thỏa mãn rời đi.
Bốn ngày sau, trên ngọn núi, lúc này còn chưa tới giờ mặt trời mọc, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lác đác vài ngôi sao. Khi mặt đất vừa mới thức dậy sau ánh bình minh, trên lá cây chung quanh ngọn núi lúc này dường như mới thức dậy có vẻ vô cùng mềm mại, trên mỗi phiến lá đều có những giọng sương sớm chảy xuống tưới tắm đất đai. Vầng thái dương chậm rãi mọc lên, từ phía trước ngọn núi nhìn lại giống như một hỏa cầu bay lên trời, ánh dương ngày càng rực rỡ, trong nháy mắt tỏa ra ngàn vạn ánh sáng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mà lúc này có một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng xuất hiện trong đình viện, khí tức không ngừng kéo lên, trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ trong đình viện. Chủ nhân sắp đột phá. Bên ngoài đình viện, Huyết Tích Dịch mở miệng nói. Phì phì. Tiểu Long nhấc đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đình viện. Trong phòng lúc này, quanh thân Lục Lâm Thiên có một tầng quang mang chói mắt, khí tức không ngừng được kéo lên, sau khi dừng lại trong lúc ngắn ngủi rồi đột nhiên lại tiếp tục kéo lên, trực tiếp phá tan bình cảnh. Phanh! Khí hải trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn. Phù! Cũng vào lúc này cỗ năng lượng vô hình chung quanh Lục Lâm Thiên nhanh chóng bị hắn thôn phệ, quang mang chói mắt một lát sau cũng được thu vào. Một lúc sau Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện trong miệng thở ra một ngụm trọng khí, hai mắt trong sáng, thần thái sáng láng, một lát sau mới thu liễm lại. Rốt cuộc cũng đột phá tới linh sư cửu trọng, cách vũ phách và linh phách cũng không xa lắm. Cảm nhận tu vi của bản thân lúc này, Lục Lâm Thiên khẽ lẩm bẩm. Việc này so với dự tính ban đầu của hắn không khác lắm, để đột phá tới linh sư cửu trọng phải dùng 4 khỏa địa linh đan. Hôm nay hẳn là đầu tháng. Có lẽ nên đi xem đám người Long Bảng đấu một chút. Lục Lâm Thiên nói rồi thu thập một phen sau đó rời khỏi phòng. Lão đại, ngươi lại đột phá sao? Tiểu Long nhảy lên trên vai Lục Lâm Thiên, vô cùng thân thiết hỏi. Ừ, chúng ta đi xem Long Bảng. Lục Lâm Thiên đáp một tiếng sau đó cưỡi Thiên Sí Tuyết Sư rời khỏi ngọn núi của mình. Diện tích Vân Dương Tông cũng không ít, đều là núi cao, vì vậy không ít đệ tử thân truyền đều có yêu thú phi hành của riêng mình. Đương nhiên, có tọa kỵ yêu thú đẳng cấp cao cũng không có bao nhiêu, có yêu thú phi hành tam giai quả thực có không ít. Như Lục Lâm Thiên đem Thiên Sí Tuyết Sư làm tọa kỵ, toàn bộ Vân Dương Tông này chỉ sợ cũng không có mấy người. Thiên Sí Tuyết Sư hiện tại tuy rằng chỉ là yêu thú tam giai trung kỳ, nhưng mà huyết mạch của nó lại vô cùng cao, có thể nói là vô cùng dọa người. Trong Vân Dương Tông này đệ tử thân truyền có yêu thú tứ giai làm tọa kỵ tuy rằng ít, hơn nữa lại cực hiếm. Tuy rằng cũng không phải là không có. Thế nhưng yêu thú có huyết mạch như Thiên Sí Tuyết Sư hẳn là không có. Dựa theo lời chỉ dẫn của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sí Tuyết Sư đi thẳng tới đó. Trên bầu trời Vân Dương Tông thường xuyên có yêu thú phi hành bay qua cho nên cũng không cảm thấy kỳ phái. Không ít người nhìn thấy Lục Lâm Thiên cưỡi Thiên Sí Tuyết Sư không khỏi có chút ước ao, đố kỵ. Địa Long Đỉnh, đây là một địa phương tương đối đặc biệt trong Vân Dương Tông. Đỉnh ngọn núi khổng lồ này dường như bị người ta dùng một kiếm chặt đứt, đỉnh núi không thấy đâu chỉ để lại một cái sân rộng vô cùng lớn, diện tích đến mấy vạn thước. Mà bên ngoài có một bức tượng điêu khắc con rồng bằng đá khổng lồ, con rồng bằng đá xoay quanh phóng lên cao, bức tượng khắc vô cùng sống động, trong miệng rồng đá cắn một hoàng bảng vô cùng lớn, chính là Long Bảng lừng lẫy trong Vân Dương Tông. Không hề nghi ngờ gì nữa, có thể chiếm được một danh ngạch trên Long Bảng đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vân Dương Tông. Mà quy ước trẻ tuổi này rất đơn giản, tuổi tác phải nhỏ hơn 25 thì coi như hợp quy, coi như là trẻ tuổi nhưng quá một tuổi hoặc vài tháng, dù cho là người mới nhập tông cũng không có duyên với Long Bảng. Giống. Sau một lát lướt qua 10 ngọn núi, Thiên Sí Tuyết Sư gào lên một tiếng, phía trước hắn lúc này có không ít yêu thú phi hành trên không trung, có đủ chủng loài, còn có một số yêu thú ở phía xa ngọn núi, khí tức phát ra không kém Thiên Sí Tuyết Sư là bao. Đồng thời một cái sân vô cùng lớn xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, diện tích cái sân này cũng thực là dọa người, vô cùng rộng lớn không gì sánh được. Chung quanh là những ngọn núi bao quanh, sân rộng này ở giữa sườn núi. Mà lúc này Lục Lâm Thiên ở giữa không trung nhìn xuống cũng thấy phía dưới đã có hơn 200 người rồi. Là Thiên Sí Tuyết Sư, Vân Dương Tông chúng ta từ khi nào có Thiên Sí Tuyết Sư vậy? Có người nói đây là đệ tử mới thu nhận của Vũ Trưởng Lão. Là tọa kỵ của Lục Lâm Thiên. Có phải kẻ đánh chết Ôn Tước Lục Lâm Thiên kia không? Còn đánh một trận với yêu nghiệt Vân Hồng Lăng nữa. Còn có mấy người tên là Lục Lâm Thiên nữa. Có người nói tiểu tử này là vũ giả tam hệ, vô cùng cuồng vọng, đánh chết hơn 50 tân đệ tử,
con mắt không nháy lấy một lần. Nghe thấy tiếng gào thét của thiên sĩ tuyết sư giữa không trung tức thì có không ít ánh mắt đều nhìn về phía không trung. Đều ở đây sao? Ánh mắt đảo qua sân rộng, trong mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện vài thân ảnh quen thuộc, chính là đám người Lục Vô Song, Độc Cô Băn Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu. Tuyết sư, người tới phụ cận chờ ta, ta xuống đó xem một lát. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, chân khí chợt bùng lên, thả người nhảy xuống phía dưới. Lúc Lục Lâm Thiên nhảy xuống phía dưới có vô số ánh mắt nhìn vào. Lục Lâm Thiên chậm rãi đáp xuống mặt đất, chân khí dưới chân lóe lên toàn bộ động tác không làm kinh động tới một hạt bụi nào, Tiểu Long ngoe nguẩy cái đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về chung quanh. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào nam tử mặc bộ trang phục màu xanh này. Tuy rằng mới vào Vân Dương Tông thế nhưng trong khoảng thời gian này những chuyện Lục Lâm Thiên làm khiến cho mọi người phải nhớ kỹ một tân đệ tử có tên là Lục Lâm Thiên. Dù sao từ khi Vân Dương Tông khai sơn lập tông tới nay còn chưa có một đệ tử nào dám đánh chết 50 mấy đồng môn, giết người chấp pháp đội, cuối cùng là trưởng lão tranh nhanh thu đồ đệ, đây chính là một truyền kỳ ở Vân Dương Tông. Đối với tất cả chuyện này trong mắt vô số tân đệ tử chính là một truyền kỳ, thế nhưng trong mắt đệ tử thân truyền lại thành hiếu kỳ. Có người khinh thường, có người không thèm để ý. Thiên phú cao là một chuyện, thế nhưng cũng có rất nhiều người có thiên phú cao. Bị người người chú mục thế nhưng mấy năm sau đó tốc độ tu luyện còn không bằng người bình thường, loại chuyện này xảy ra rất nhiều. Trong Vân Dương Tông cũng có không ít đệ tử xuất hiện như vậy, tuy rằng không oanh động như Lục Lâm Thiên, thế nhưng trong mắt bọn họ chỉ là náo nhiệt lớn một chút mà thôi, cũng không có ai để trong lòng. Thiếu Du, ta còn tưởng rằng đệ không tới. Lục Vô Song đi tới bên người Lục Lâm Thiên, khẽ mỉm cười nói. Long bảng này đệ tất nhiên là phải tới tìm hiểu một chút rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía long bảng trong miệng con rồng bằng đá kia. Trên long bảng kia có 50 người, tại vị trí thứ 42 Lục Lâm Thiên nhìn thấy tên Lục Vô Song trên đó, mà ở vị trí thứ 40 Lục Lâm Thiên gặp một người quen, đó là Lục Thiếu Hổ. Khẽ cau mày một chút, Lục Lâm Thiên quả thực không nghĩ tới Lục Thiếu Hổ cũng leo lên được long bảng, lại là vị trí thứ 40, không biết thực lực hiện tại của hắn đã tới đâu rồi. Triệu Kình Thiên bài danh thứ 5. Một cái tên quen thuộc xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên, tên Triệu Kình Thiên này chính là tôn tử của Triệu Vô Cực, không nghĩ tới hắn lại có xếp hạng cao như vậy. Lục Lâm Thiên, gần đây ngươi gây ra không ít phong ba nha. Hôm nay có phải nên lên trên đài một chút không? Dương Diệu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cười nói. Cái này, tới lúc đó nhìn một chút lại nói tiếp. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười, chỗ tốt khi tiến vào long bảng chính là tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như tiến vào trước 20 thì sẽ nhận được sự bồi dưỡng của Vân Dương Tông sớm hơn, hẳn là muốn tìm kiếm tin tức vạn niên xích đồng cũng dễ hơn một chút. Ta thấy hôm nay ngươi mới tới, đến lúc đó không muốn ra tay cũng không được. Dương Diệu mỉm cười ý bảo Lục Lâm Thiên nhìn về phía chung quanh. Lục Lâm Thiên sửng sốt, theo ánh mắt Dương Diệu nhìn về bốn phía. Lúc này có không ít đệ tử thân truyền đang nhìn về phía mình, không ít người trong mắt đem theo chiến ý. Còn lại thì ánh mắt phức tạp, hẳn là rất ước ao đấu kỵ. Thiếu Du, không cần để ý tới bọn hắn. Lục Vô Song nói. Lục Lâm Thiên không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn phía. Những đệ tử thân truyền này đều là thiên kiêu chi tử của Vân Dương Tông. Có thể trở thành đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ cũng đều là nhân trung chi long, cảm đám ngang ngược cũng là điều bình thường, nhìn thấy hắn chỉ là một tân đệ tử mà tạo ra không ít phong ba, lúc này lại thành đệ tử thân truyền. Danh tiếng cực thịnh, hẳn là bọn hắn đang muốn mượn cơ hội này cướp đoạt danh tiếng một chút. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ chung quanh lúc này cũng phát hiện ra 200 đệ tử thân truyền này đại khái có thể chia thành 10 trận doanh khác nhau, mỗi một trận doanh có tầm 20 đệ tử. Thiếu Du, bên trái kia là đệ tử của sư phụ ta, cũng là sư huynh sư tỷ của ta, còn bên phải là đệ tử của Tống trưởng lão. Lục Vô Song nhẹ giọng nhắc Lục Lâm Thiên những thân phận của đám đệ tử thân truyền này. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại, đối với đám người kia cũng có chút lý giả. Đệ tử của từng trưởng lão đại bộ phận đều đứng chung một chỗ, mà thực lực cũng đã ở vũ phách, thấp nhất thì có mấy người vũ sư bát trọng, vũ sư cửu trọng, hẳn là vừa mới trở thành đệ tử thân truyền không lâu. Sau khi nhìn một lát, Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy thân ảnh của hai người Lục Thiếu Hổ và Triệu Kình Thiên. Đây cũng không phải là toàn bộ đệ tử thân truyền trẻ tuổi hôm nay cũng chưa tới toàn bộ.
còn có top 20 trên long bảng cơ bản cũng chưa tới, bọn họ rất ít khi tới đây, trừ phi là tiếp nhận khiêu chiến mới lộ diện, bằng không đều nỗ lực tu luyện. Lục Vô Song nói, top 20 long bảng hẳn là rất mạnh. Lục Lâm Thiên thầm nói một tiếng sau đó nhìn vào đám đệ tử thân truyền giữa sân. Người thực lực yếu cũng đã tới vũ sư bát trọng, cửu trọng, tuổi tác không quá 25 mà có thực lực như vậy đủ để chứng minh bọn họ có thiên phú không tồi. Đệ tử trẻ tuổi chính là tương lai của mỗi một môn phái, là người chống đỡ cho môn phái sừng sững không đổ. Lục Lâm Thiên nhìn chúng đệ tử thân truyền này, cả đám đều còn trẻ tuổi, đại bộ phận đạt tới vũ phách cũng cách vũ tướng không xa lắm, so sánh với bọn họ phi linh môn còn kém nhiều lắm, không biết tới khi nào phi linh môn mới đạt tới được bước này. Top 20 long bảng, cả đám đều là thiên tài, thiên phú và thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, vũ giả song hệ cũng có vài người, tu vi trên cơ bản đều tới vũ tướng. 25 tuổi, tu vi vũ tướng sao? Lục Lâm Thiên không khỏi hít sâu một hơi, thiên phú như vậy quả thực vô cùng dọa người nha. Vô Song tỷ, vì sao ở đây không có linh giả? Lục Lâm Thiên hỏi, linh giả sau khi tiến vào Vân Dương Tông sẽ trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng hiện tại trong sân cũng không có người nào là linh giả cả. Linh giả tu luyện ở một nơi khác rất ít tới Địa Long Đỉnh, Thiếu Du, đệ không nên coi thường bọn họ, vị trí đệ nhất trên long bảng hiện tại là do một linh giả chiếm lấy, top 10 long bảng thì có 3 người là linh giả.